Chương 60, Tống Tuệ Vân, từ thanh sam thanh niên tản ra cường đại linh áp đến xem, hiển nhiên là trúc cơ tu sĩ. Nam tử trung niên sắc mặt siết chặt, nhíu mày nói ra, đạo hữu đây là ý gì? Các ngươi là một đám, ta cũng không biết hắn, hắn dám phục kích đạo hữu, là hắn ngu xuẩn, bất quá hắn không có vứt xuống đồng bạn đi thẳng một mạch, cũng coi là có tình có nghĩa, xem ở tại hạ trên mặt mũi, tha cho hắn một mạng, như thế nào? Thanh sam thanh niên chậm rãi nói, một mặt đạm mạc Nam tử trung niên con người đảo một vòng, chắp tay hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào, sư thừa gì phái. Có được một con nhị giai linh cầm, tuổi còn trẻ tựu trúc cơ, hơn phân nửa là tu tiên môn phái đệ tử. Tại hạ chỉ là nhàn vân giã hạc, ít nói lời vô ích, đánh vẫn là hòa, chính người quyết định. Thanh sam thanh niên có mấy phần không vui, nam tử trung niên một chút do dự, chắp tay nói ra, xem ở đạo hữu phân thượng, tựu tha cho hắn một mạng đi. Thanh sam thanh niên trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, Sông Trần Hổ phân phó nói, mau lên đây đi. Ta mang người rời đi nơi này. Trần Hổ đầu tiên là sướng sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, mừng rỡ trong lòng, cảm ơn một tiếng, cất bước hướng thanh sắc cự điêu đi đến. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, tăng tốc bước chân, đi vào lữ nhị nương bên cạnh thi thể, giật xuống lữ nhị nương bên hông túi chữ vật, ném đến một bên, đem thi thể thu nhập túi chữ vật. Lữ nhị nương là thê tử của hắn, hắn muốn tìm cái địa phương mai táng lữ nhị nương, nhập thổ vi an. Thanh sam thanh niên thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Trần hổ bò lên trên thanh sắc cửa điêu trên lưng, thanh sắc cửa điêu hai cánh chấn động, dương cánh bay cao, bay về phía trời cao. Hàn phong gào thét mà qua, trần hổ một chút do so dự, mở miệng nói ra, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, không biết vãn bối có thể thay tiền bối làm những gì. Còn xin tiền bối chỉ rõ, thanh sơn thanh niên cười nhạt một tiếng, nói, người ngược lại là người thông minh, ta cũng liền lười nhát nhiều lời, ta có thể cho người chúc cơ linh vật, trợ giúp người trúc cơ người về sau vì ta hiệu mệnh như thế nào chỉ đơn giản như vậy trần hồ hơi sững sờ trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc đơn giản như vậy ha ha người cho rằng trúc cơ linh vật là dễ cầm như vậy a à. đem cái này ăn hết thanh sam thanh niên cười khinh bỉ cười lấy ra một viên lớn trừng trái nhãn màu trắng dược hoàn trần hồ tiếp nhận màu trắng dược hoàn không chút do dự nuốt xuống thật sảng khoái ta thích người không sợ đây là độc dược a à. Trần Hổ một mặt bình tĩnh giải thích nói, tiền bối nếu như muốn giết ta, cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản, cùng hắn nhường tiền bối không thoải mái, ta còn không bằng ăn viên đan dược kia, thật là độc dược ta cũng không hối hận, chỉ hy vọng tiền bối có thể để cho ta đem nhị nương thi thể chôn. Hắc hắc, gan lớn, còn có tình có nghĩa, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, đi theo ta đi. Người sẽ có cơ hội báo thù, thanh sam thanh niên cười hắc hắc, dưới thân thanh sắc cự điêu tăng nhanh tốc độ phi hành, tiêu thất ở chân trời. Sau 5 ngày, Vương Minh Chiến một đoàn người về tới Thanh Liên Sơn, Vương Trường Sinh đi theo Vương Minh Chiến đi vào Vương Minh Viễn thư phòng. Vương Minh Chiến hướng Vương Minh Viễn báo cáo thiên hà tiểu hội tình huống, cũng đem Vương Trường Sinh luyện chế linh khí buôn bán chuyện này cũng đã nói ra. Tam ca, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, Trường Sinh luyện khí trình độ đã đạt đến nhất giai luyện khí sư trình độ, ta cảm thấy có thể đem hắn xem như luyện khí sư bồi dưỡng, bỏ mặc không quan tâm, phía trước đầu nhập tài nguyên chẳng phải là lãng phí. Vương Minh chiến hảo tâm đề nghị, Vương Minh viễn nhẹ gật đầu, nói: "Nhị bá nhường sinh nhi lưu tại Thanh Liên Sơn gieo trồng linh cốc, vốn là tưởng bồi dưỡng hắn trở thành luyện khí sư, luyện chế trung phẩm linh khí vật liệu, một phần nói ít muốn 30 khối linh thạch, ngũ muội cùng thập nhất đệ ngay tại học tập luyện chế trung phẩm linh khí, tiêu hao thật lớn, dựa vào buôn bán huyền kim khoáng thạch, chúng ta hàng năm lợi nhuận phóng đại, đóng giữ tiên duyên thành nhị thập ngũ thúc hướng ta đề nghị, điều động luyện khí sư tiến về tiên duyên thành" luyện chế ra tới linh khí trực tiếp đặt ở trong tiệm bán ra, tiết kiệm nhân lực. Hiện tại luyện khí cửa hàng chỉ xuất bán hạ phẩm cùng trung phẩm linh khí, liền để sinh nhi cùng thập nhất đệ đi một chuyến đi. Ngũ muội lưu thủ gia tộc, tam ca, nhưng sinh nhi lưu thủ gia tộc không phải tốt hơn. Ngũ tỷ cùng thập nhất đệ có thể luyện chế trung phẩm linh khí, hạ phẩm linh khí cũng không tốt bán, tiên duyên thành luyện khí cửa hàng cũng không ít. Vương Minh viễn mỉm cười, giải thích nói, chúng ta tại Vân Châu Bạch Vân Lĩnh thuê một nhà cửa hàng, buôn bán linh khí, ngũ muội luyện chế ra tới linh khí hội cầm tới Vân Châu bán ra, trứng gà không thể toàn đặt ở nhất cái trong giỏ sách, ta sở dĩ phái sinh nhi đi tiên duyên thành, đến một lần mà. Thăng tiên đại hội nhanh đến, nhưng hắn đi được thêm kiến thức, hay là nha, chúng ta mở luyện khí cửa hàng tân tăng nhất cái tu bổ linh khí nghiệp vụ, dự định tiếp một chút tu bổ hạ phẩm linh khí công việc. Tu bổ hạ phẩm linh khí, hạ phẩm linh khí cũng không quý, hạ phẩm linh khí hỏng, ai sẽ cầm đi tu bổ tu mấy lần đều đủ mua một kiện mới, Vương Minh Viễn thở dài một hơi, nói ra, sinh ý khó thực hiện a. À. Tiên duyên thành trong luyện khí cửa hàng cũng không ít, vì hấp dẫn khách nhân, cái khác luyện khí cửa hàng ra không ít ưu đãi, nhị thập ngũ thúc hướng ta đề nghị, nhưng phàm tại luyện khí cửa hàng mua sắm 3 kiện trung phẩm linh khí tu sĩ, chúng ta có thể miễn phí thay hắn tu bổ một kiện hạ phẩm linh khí, mua sắm 10 cái trung phẩm linh khí đưa một kiện hạ phẩm linh khí, khách quen tu bổ linh khí, bất 20% hy vọng có thể mời chào nhiều một ít khách nhân. Vương Trường Sinh lập tức hiểu ra, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi cha, lúc nào lên đường. Hai ba tháng đi, ngươi thành thật ở tại chỗ ở tu luyện, có rảnh đi thêm hướng ngươi ngũ cô cùng thập nhất thúc thỉnh giáo thuật luyện khí, xuất phát sẽ thông báo cho ngươi, ngươi lùi xuống trước đi đi. Ta cùng ngươi lục thúc còn có việc thương lượng, Vương Trường Sinh đáp ứng, quay người ly khai. Tòa nào đó đủ loại cây lá đỏ sơn lính sườn núi lấy thượng địa phương bị một mảnh hồng sắc nồng vụ che đại kín, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Nơi này chính là Ninh Châu Đệ nhất tu tiên gia tộc Lâm Gia gia tộc trụ sở. Tống Tuệ Vân xuất thân Bình Dương quận Tống Gia, nàng là Tống Gia gia chủ đời trước Tống Tử Dương Nữ Nhi. Tống Tuệ Vân gả vào Lâm Gia hơn 30 năm, dưới gối có lưỡng nữ nhất, Lâm Ngọc Đình là nàng tiểu nhi tử, tuy nhiên tư chất không tốt, bất quá Lâm Ngọc Đình miệng ngọt, rất thuộc Tống Tuệ Vân thích. Lâm Ngọc Đình đã sớm tới thành thân tuổi tác, bất quá hắn vì nhân phong lưu thành tính, thanh danh bất hảo, Tống Tuệ Vân cấp Lâm Ngọc Đình nói mấy môn việc hôn nhân, đối phương đều không đáp ứng. Mắt thấy nhi tử hơn 20 tuổi còn không có thành thân, người đồng lứa hài tử đã đầy đất chạy, Tống Tuệ Vân nhìn ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Một ngày này, nàng đem Lâm Ngọc Đình gọi vào trước mặt. Lâm Ngọc Đình nói với Tống Tuệ Vân trong chốc lát lời nói, hống Tống Tuệ Vân thoải mái cười to. Tống Tuệ Vân một mặt cương chiều nhìn qua Lâm Ngọc Đình, lấy ra mười mấy bức họa trục vẻ mặt ôn hòa nói ra, Ngọc Đình A. À. Cái này có mấy vị cô nương chân dung, ngươi xem một chút, thích cái nào. Nương bảo ngươi tra phái người tới cửa cầu hôn, Ngọc Hinh cùng từ tiêu môn vân tiêu chân nhân hậu nhân kết làm xong tu đạo nữ, dựa vào vân tiêu chân nhân cây to này, lần này, ta nhìn cái nào một nhà dám cự tuyệt. chương 61, cầu thân, Lâm Ngọc Đình mở ra mười mấy bức họa trục, từng cái xem xét, cao mày, nghi ngờ nói, nương, vân châu đỗ ra đỗ tinh nguyệt, vũ châu phương ra phương điền phương, Giang Châu Diệp ra Diệp Nguyệt như đây. Tại sao không có những người này? Đỗ Tinh Nguyệt đã gả người, phương điền phương hài tử đều đầy đất chạy, về phần Diệp Nguyệt như, phụ mẫu ngộ hại, nói là muốn giữ đạo hiếu, những cô nương này đều là nương tinh thiêu tế tuyển, nhân phẩm cùng gia thế đều là thượng giai, người tự thiêu nhất cái đi. Nương, hài nhi bây giờ còn nhỏ, không nghĩ thành thân. Tống Tuệ Vân đuôi lông mày nhíu một cái, khiển trách thiếu cùng nương đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, người nhất định phải nhanh thành thân, nương là vì người tốt, Ngọc Hinh gả cho Vân Tiêu chân nhân hậu nhân, lâm ra sự phát triển của tương lai hội thuận lợi rất nhiều, chúc cơ tu sĩ số lượng nhiều sau khi đứng lên, cha ngươi khẳng định không thể tiếp tục làm gia chủ, những năm này ngươi ở bên ngoài hồ nháo, toàn bộ nhờ lâm ra gia chủ nhi tử khối này bảng hiệu che chở, ngũ thúc công, thất thúc công đối ngươi đã sớm bất mãn. Nếu không phải xem ở ngươi chết đi ra ra phân thượng, nhẹ nhất cũng phải đem ngươi giam lại, tư chất của ngươi tranh lệch, ngươi lưỡng người tỷ tỷ gả xa, vị hôn phu gia tộc thực lực lại không mạnh, không thể giúp ngươi nương cùng cha ngươi lão tương lai sau khi đi người nào che chở ngươi không có nhân che chở chỉ bằng ngươi làm chuyện hoang đường cấm đoán cả đời đều là nhẹ hiểu con không ai bằng mẹ nàng lại làm sao không biết con mình tính tình nàng thân là lâm gia gia mẫu đầu lưỡng đẻ con chính là nữ oa lưỡng cái nữ nhi đều có linh căn bất quá nữ hài tử sớm muộn là phải lập gia đình từ xưa đến nay mẫu bằng tử quý nàng thân là lâm gia gia mẫu không thể sinh ra nhi tử áp lực rất lớn thậm chí nàng bà bà dự định nhường Lâm Hoài An nạp thiếp. Tu tiên gia tộc phải lớn mạnh, nhất định phải phải có máu mới xuất hiện, nữ hoa hội lấy chồng, Nam Đinh mới là một cái gia tộc kéo dài cường lực cam đoan. Tống Tuệ Vân xuất thân Bình Dương quận Tống Gia, Tống Gia thực lực bình thường, nếu là Lâm Hoài An muốn nạp thiếp, nàng thật đúng là không có cách nào ngăn cản, dưới loại tình huống này, nàng mang thai. Nàng bà bà thậm chí cùng với nàng nói rõ, như lại là nữ oa liền để Lâm Hoài An nạp thiếp. Lâm Ngọc Đình xuất sinh, nhưng Tống Tuệ Vân như chút được gánh nặng, có nhi tử, Tống Tuệ Vân lực lượng cũng đủ, tại chị em dâu trước mặt mới sĩ nổi đầu. Bởi vì Lâm Ngọc Đình, Lâm Hoài An không có nạp thiếp, Tống Tuệ Vân bảo vệ địa vị của mình. Lâm Hoài An tựu Lâm Ngọc Đình như thế một đứa con trai, có thụ Lâm Hoài An mẫu thân cùng Tống Tuệ Vân sủng ái. Chính là bởi vì nãi nãi cùng mẫu thân quá phận sủng ái, Lâm Ngọc Đình làm sai sự còn bị các nàng che chở, hắn chậm rãi biến thành hoàn khố, hắn là tứ linh căn, tư chất cũng không tốt, đời này trúc cơ vô vọng, hắn cũng nghĩ thoáng, rượu ngon gia nhân mới là hắn yêu nhất, lâm gia nội bộ rất nhiều người đều đối lâm Ngọc Đình bất mãn, bất quá lâm Ngọc Đình ra ra trước kia vì gia tộc lập xuống công lao hắn mã, vì bảo hộ gia tộc tài vật chiến tử, lâm gia trúc cơ tu sĩ cùng lâm Ngọc Đình ra ra quan hệ cũng không tệ. Lâm Ngọc Đình là lâm hoài an con độc nhất, chỉ cần hắn không làm ra quá phận sự tình, tộc nội cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, bất qua tống tuệ vân lo lắng cho mình cùng trượng phu sau khi qua đời Lâm Ngọc Đình vạn nhất làm sai sự, cấm đoán cả đời đều là nhẹ, nàng nhất định phải muốn thay nhi tử nói một môn tốt việc hôn nhân, để cho Lâm Ngọc Đình có thể bình an vượt qua quãng đời còn lại. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nương, không có nghiêm trọng như vậy đi, Lâm Ngọc Đình nghi ngờ nói, Ngọc Hinh là người tứ thúc nữ nhi, phân tiêu chân nhân về sau là người tứ thúc thân gia, người tứ thúc muốn làm gia chủ, cha người dám nói không a? À. Nương là vì người tốt, ta cùng cha người lão, chúc cơ vô vọng, chúng ta không còn nữa, đến lúc đó tân gia chủ tiền nhiệm, quan mới đến đốt ba đống lửa, sợ rằng sẽ bắt người giết gà dọa khỉ. Những cô nương này tuy nhiên dáng dấp không phải đặc biệt đẹp đẽ, tư chất cũng không phải đặc biệt tốt, phụ thân của các nàng không phải nhất gia chi chủ, chính là huynh đệ tỉ muội tư chất lương hảo, tương lai bảo vệ cho người bình an vẫn là không có vấn đề. Tống Tuệ Vân thở dài một hơi, ngữ trọng tâm trường nói. Lâm Ngọc Đình con người đảo một vòng, có phần lấy lòng nói ra, nương, ngài nói không sai, bất quá mọi thứ đều muốn lưu thêm một tay, đây là ngài dạy ta, tứ thúc có tam vợ lục thiếp, lúc này mới sinh ra tứ tỷ, ta không tham lam, tam vợ là đủ rồi, ngài thay ta thiêu một vị chính thê, chính ta thiêu hai vị bình thê, như thế nào? Tam vợ, Tống Tuệ Vân nhướng mày, Lâm Ngọc Đình lời nói này không phải là không có đạo lý, cưới một tên chính thê, vạn nhất chính thê gia tộc ngoài ý muốn nổi lên, chưa hẳn có thể bảo vệ Lâm Ngọc Đình. Lâm Ngọc Đình có phần đắc ý, hắn cảm giác mình quá thông minh, dạng này ký có thể cưới nhiều hai vị thê tử, lại có thể cam đoan mình quãng đời còn lại có thể tiêu giao khoái hoạt. Tống Tuệ Vân cân nhắc lại lo, nói ra, chính thể tự tuyển Vân Châu tạ ra gia chủ tiểu nữ nhi tạ tư vận đi. Tạ ra những năm này phát triển không thuận, vừa vận cha ngươi muốn cùng tạ ra hợp tác, tạ ra hẳn là sẽ không cự tuyệt, hai vị bình thê là ai. Nói cho nương nghe một chút, nương thay ngươi đem giữ cửa ải. Lâm Ngọc Đình lập tức đại hỉ, nói ra, một vị là ngưng hương biểu muội một vị khác là trường bình quận thanh liên vương gia vương trường tuyết. Ngưng hương người cũng không cần suy tính, người thất cô sẽ không đáp ứng, ngưng hương nhà đầu này tư chất tương đối tốt, lòng giả cao, ta hôm qua cùng người thất cô hàn huyên một hồi, nghe nàng ý tứ trong lời nói, là muốn cho ngưng hương bái nhập tu tiên môn phái, cái này thanh liên vương gia ta ngược lại thật ra nghe người cha nói qua, vương gia có vài vị trúc cơ tu sĩ. Trước mắt tự một vị, đã ngưng hương biểu muội không được, vậy liền quảng lăng quận dư ra dư như ý, dư ra cũng chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ. Tống Tuệ Vân lắc đầu, nói ra, lập tức cưới tam vị thê tử, chỉ sợ ngươi cha sẽ không đáp ứng, tạ ra cũng muốn mặt mũi, trước cưới hai vị, qua hai năm tái giá vị thứ ba. Là, hài nhi đều nghe mẫu thân, Lâm Ngọc Đình miệng đầy đáp ứng, ánh mắt có phần lửa nóng. Vừa nghĩ tới có được hai vị như hoa như ngọc thê tử, hắn có phần lâng lâng. Vương trường sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ, quanh thân có từng điểm từng điểm lam sắc. Một lát sau, chung quanh lam sắc quang điểm tán đi, hắn mở hai mắt ra hắn đã trở về 7 ngày, trong 7 ngày này, ngoại trừ tu luyện, hắn sẽ đi quan sát Vương Minh Mai cùng Vương Minh Sán luyện khí. Vương Minh Mai cùng Vương Minh Sán hiện tại có thể luyện chế trung phẩm linh khí, nói chuyện phiếm bên trong, Vương Trường Sinh biết mình không được chọn nguyên nhân thực sự. Nàng trước kia vì tình gây thương tích, trung thân không gả, gia tộc chính là nàng toàn bộ, Vương gia tiên tổ giỏi về luyện khí, nàng muốn khôi phục tiên tổ vinh quang, tự trả tiền học tập luyện khí, luyện khí trình độ đã sớm tiếp cận nhất giai luyện khí sư trình độ. Vương Minh Sán nhất trực phụ trách chế tác không bạch phù chỉ bán, có nhất định luyện khí cơ sở, bản thân hắn cũng nghĩ trở thành một tên nhất giai luyện khí sư, gia tộc không có cách nào xuất ra quá nhiều tài nguyên bồi dưỡng luyện khí sư, hắn chỉ có thể dựa vào mình, tự trả tiền học tập. Đây cũng là tu tiên gia tộc trạng thái bình thường, thiên phú loại vật này, thật rất khó nói, có lúc gia tộc hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng tộc nhân, chưa hẳn có thể học được một môn kỹ nghệ, ngược lại là những cái kia tự trả tiền học tập kỹ nghệ tộc nhân, có thể sẽ thành công một khi tự trả tiền học tập thành công tự nhiên mà vậy trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng gia tộc có thể cho người nhất cái tốt điểm xuất phát nếu như tư chất không phải đặc biệt tốt lại không có những thiên phú khác chỉ có thể dựa vào mình cố gắng bọn hắn một khi có học chỗ thành cái thứ nhất nghĩ tới thường thường là hồi báo gia tộc gia tộc cầm đầu người cầm tiểu đầu điểm này tu tiên môn phái là hoàn toàn tương phản tu tiên môn phái dựa vào là lợi ích buộc lại môn nhân đệ tử thông qua lợi ích kiến tạo lòng cảm mến gia tộc không giống huyết thống đem hết thải tộc nhân một mực buộc cùng một chỗ. Đồng tông đồng tộc, có lực hướng một chỗ xứ. Vương Trường Sinh thở dài ra một hơi, đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến. Liễu Thanh Nhi đã làm tốt điểm tâm, nhìn thấy Vương Trường Sinh, nàng chỉ vào nhất cái màu vàng hình vuông hộp cơm, phân phó nói, Sinh Nhi, bát thẩm bệnh, ta muốn đi nhìn một chút bát thẩm, người tới vừa vặn, người mau đưa điểm tâm cho người cha đưa đi, hắn còn không có ăn điểm tâm đây. Vương Trường Sinh đáp ứng một tiếng, cầm lấy một cái bánh bao để vào miệng trong cầm lên hộp cơm hướng thư phòng đi đến cũng không lâu lắm hắn liền đi tới thư phòng vương minh viễn đang cùng vương minh trí thương thảo cái gì đại bá cũng tại a à. đại bá dùng qua điểm tâm không có cùng một chỗ ăn đi vương minh trí khoát tay áo nói ra ta không thấy ngon miệng tam đệ ngươi ăn trước điểm tâm đi ăn xong chúng ta tiếp lấy thương thảo vương minh viễn lắc đầu cười khổ nói đại ca ngươi ăn không vô ta cũng ăn không vô a à vương trường sinh đuôi lông mày nhíu một cái hắn chưa hề nhìn thấy phụ thân cùng đại bá bộ dáng như vậy chẳng lẽ áp tải linh khí tộc nhân ngộ hại nghĩ tới đây hắn có phần lo lắng hỏi cha xảy ra đại sự gì không diệp lĩnh lâm gia phái người tới cửa cầu hôn lâm gia gia chủ nhi tử lâm ngọc đình tưởng cưới ngươi nhị tỷ vương trường tuyết vấn đề là lâm gia là hy vọng ngươi nhị tỷ làm bình thê còn có nhất cái chính thê tại trên đầu nàng bình thê nói thật dễ nghe kỳ thật chính là thiếp thất vương minh viễn chậm rãi nói trong giọng nói để lộ ra vài phần bất đắc dĩ. chương 62, Liễu Thanh Nhi chủ ý, nói thật, biết được Lâm Gia Gia chủ con trai độc nhất muốn cưới Vương Trường Tuyết, Vương Minh Viễn cùng Vương Minh Trí đều rất cao hứng. Lâm Gia dựng vào tử tiêu môn cái này khỏa đại thụ che trời, có vân tiêu chân nhân phù hộ, Lâm Gia phát triển tiền cảnh rất tốt, có như thế nhất đứa con cái thân gia, Vương Gia phát triển cũng sẽ thuận lợi một chút. Không trải qua biết là bình thê, Vương Minh Trí cùng Vương Minh Viễn sắc mặt sẽ rất khó nhìn bình thê bình thê nói thật dễ nghe mà thôi cùng thiếp thất địa vị không sai biệt lắm đem nữ nhi gả cho người khác làm thiếp vương minh Chí làm không được vương trường tuyết đối trưởng bối kính cần nghe theo bảo vệ tiểu bối kính dạy yêu trẻ làm việc rất chịu khó từ trên xuống dưới nhà họ vương đều rất thích nàng vương minh viễn nếu là vì gia tộc sự phát triển của tương lai liền đem vương trường tuyết gả cho lâm ngọc đình khẳng định hội rét lạnh tộc nhân tâm đương nhiên vương minh viễn cũng sẽ không như thế làm phải biết vương gia tư chất tốt nhất có hy vọng nhất tiến vào chúc cơ kỳ Vương Trường Phong, thế nhưng là Vương Trường Tuyết thân ca ca. Vương gia là coi Vương Trường Phong là làm tương lai trúc cơ tu sĩ bồi dưỡng, nếu là đem Vương Trường Tuyết gả cấp Lâm Ngọc Đình, không chừng Vương Trường Phong sẽ tâm sinh oán khí, đối với gia tộc nội bộ lục đục, Vương gia tuy nhiên không phải cái gì danh môn vọng tộc, cũng không trở thành làm ra bán nữ nhi sự tình. Này sự nếu là đặt tại phía trước, Vương Minh Viễn không chút do dự tự cự tuyệt, nhưng bây giờ Lâm gia cùng Vân Tiêu chân nhân trở thành nhi nữ thân gia, Lâm gia sự phát triển của tương lai tiền cảnh rất tốt, trực tiếp cự tuyệt, vương gia khẳng định hội đắc tội lâm gia. Lâm gia vừa mới tuyên bố Lâm Ngọc Hinh việc hôn nhân, vương gia tổ cự tuyệt lâm gia cầu thân, đây không phải đánh lâm gia mặt A. À. Lâm gia chắc chắn sẽ không tính như vậy, vương minh viễn cảm thấy rất khó khăn, trắng đêm khó ngủ, cũng không đói bụng ăn điểm tâm. Vương trường sinh đuôi lông mày nhíu một cái, hắn vạn lần không ngờ, lâm gia sẽ phái người cầu thân, vẫn là lâm ngọc đình cái này phong lưu công tử, đây không phải đem nhị tỷ vương trường tuyết hướng trong hố lửa thôi a à. Cha, đại bá, không thể đem nhị tỷ gả cho hắn, Lâm Ngọc Đình phong lưu thành tính, ta tận mắt nhìn thấy. Vương trường sinh đem thiên hà tiểu hội trong lúc đó sự tình nói một lần, hắn cũng không hy vọng nhị tỷ gả cho dạng này nhân. Nghe xong vương trường sinh, vương minh viễn cùng vương minh trí sắc mặt càng thêm khó coi, hiện tại xem ra, vô luận là bình thê vẫn là chính thê, cũng không thể đáp ứng cái môn này việc hôn nhân, thế nhưng là trực tiếp cự tuyệt, vương ra sợ rằng sẽ thẹn quá hóa giận. Cha, đại bá, nếu không liền nói nhị tỷ đã gả người ta, bỏ đi Lâm Ngọc Đình suy nghĩ, một lúc sau, Lâm Ngọc Đình đoán chừng cũng liền quên chuyện này. Vương trường sinh nghĩ nghĩ, đề nghị, vương minh viễn thẳng lắc đầu, giải thích nói, Lâm gia phái Lâm hoài Thịnh tới, người này là Lâm gia gia chủ tam đệ, hắn ngồi xuống, tự hỏi ngươi đại bá trường tuyết gả người ta không có, đại bá của ngươi không có suy nghĩ nhiều, như nói thật không có đều tại ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội ta nghĩ đến là lâm gia tử đệ giống như nói thật thế nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng là lâm ngọc đình cái này hoàn khố đều tại ta vương minh trí mặt mũi tràn đầy tự trách thể tử của hắn trước khi lâm trung liên tục căn dặn hắn cấp vương trường tuyết nói một môn tốt việc hôn nhân không thể ủy khuất vương trường tuyết biết được lâm ngọc đình phong lưu thành tính hắn là không thể nào đem vương trường tuyết gả cấp lâm ngọc đình thế nhưng là vương gia hiện tại đắc tội không nổi lâm ra đại ca Việc này không trách ngươi, ngươi lại không biết Lâm Hoài Thịnh là thay Lâm Ngọc Đình cầu thân, nếu không dạng này, liền nói ngươi bệnh nặng, tính mệnh hấp hối, trường tuyết không đành lòng, muốn giữ ở bên người hầu hạ. Vương Minh viễn nói nói, tự động ngừng lại, lấy cớ này trăm ngàn chỗ hở, Vương Minh chí hôm qua trả bồi Lâm Hoài Thịnh uống rượu, cách một ngày, tự mắc bệnh nặng, đây là đem người Lâm ra làm đồ đần, người Lâm ra không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cha, tam thúc, các ngươi không cần làm khó, ta gả. Vương Trường Tuyết thanh âm bỗng nhiên vang lên, Vương Trường Sinh xoay người nhìn lại, trích thấy Vương Trường Tuyết bước nhanh đến, một mặt kiên quyết. "Trường Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Ngài một đêm chưa về, ta đoán ngài tại Tam Thúc nơi này, muốn gọi ngài trở về ăn điểm tâm." "Cha, Tam Thúc, Lâm gia chúng ta không thể trêu vào, ta nguyện ý gả cho Lâm Ngọc Đình, nữ nhi về sau không thể tại ngài trước giường tận hiếu, còn ngài bảo trọng thân thể nhiều một chút." Vương Trường Tuyết đỏ hồng mắt nói, "Nàng không muốn bởi vì mình, liên lụy gia tộc." càng không muốn phụ thân cùng tam thúc khó làm nàng dự định hy sinh chính mình một người thành toàn toàn tộc ai người biết lâm ngọc đình là ai a à? mẹ ngươi trước khi lâm trung lôi kéo tay của ta liên tục căn dặn để cho ta nói với ngươi một môn tốt việc hôn nhân ngàn vạn không thể ủy khuất ngươi lâm ngọc đình phong lưu thành tính nếu để cho ngươi gả cho lâm ngọc đình trăm năm về sau ta như thế nào cùng ngươi nương bàn giao vương minh Chí thở dài nói nước mắt nhịn không được lướt qua gương mặt vương trường tuyết trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng tiếu dung tự an ủi mình cha nữ nhi sớm muộn là phải lập gia đình gả cho ai không phải lâm ngọc đình tốt xấu là lâm gia gia chủ con trai độc nhất thân phận quý giá gả cho hắn cũng không tính ủy khuất cùng lắm thì nữ nhi về sau một mắt nhắm một mắt mở vương minh viễn khoát tay áo nghiêm mặt nói trường tuyết người đừng nói nữa tam thúc là sẽ không để cho ngươi gả cho lâm ngọc đình tam thúc không thể trơ mắt nhìn xem ngươi nhảy vào hố lửa biết rõ lâm ngọc đình phong lưu thành tính ta trả để ngươi gả cho hắn, ta nếu là thật làm như vậy, có gì mặt mũi làm người gia chủ này, có gì dưới thể diện đi đối mặt gia tộc liệt tổ liệt tông, đây là bán nữ cầu vinh, ta vương minh viễn làm không được. Vương trường sinh cao mày, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, mở miệng nói ra cha, ta nghĩ đến nhất cái phương pháp tốt, có lẽ nhị tỷ không cần gả cho Lâm Ngọc Đình. Biện pháp gì, mau nói, vương minh viễn thúc giục nói, Vương Minh Chí cùng Vương Trường Tuyết mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Vương Trường Sinh. Chúng ta có thể đáp ứng việc hôn sự này, đón dâu ngày đó, phái người nửa đường cướp đi nhị tỷ, dạng này lâm ra hẳn là không lời nói, thế tục giới tự có loại này ví dụ. Ai, người xuất chính là chủ ý ngu ngốc, lâm ra nếu là phái trúc cơ tu sĩ hộ tống, người có thể đem trường tuyết cướp về. Coi như người có thể cướp đi trường tuyết, lâm Gia há có thể từ bỏ ý đồ, nếu là sau đó truy xét đến trên người chúng ta, Tai họa càng lớn, phương pháp này không làm được. Vương Minh Viễn khoát tay áo, bác bỏ đề nghị này. Đúng vậy a, à, người cái chủ ý này không làm được. Đúng lúc này, Liễu Thanh Nhi đi đến, nhìn thấy Vương Minh Viễn bốn người mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, như mày hỏi các người trò chuyện cái gì đâu? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Vương Trường Sinh đem sự tình đi qua như nói thật một lần. Liễu Thanh Nhi nghe, khẽ cười một cái. Sông Vương Minh Viễn nói ra, Viễn ca, người còn nhớ rõ không? Công công bắt đầu không đồng ý chúng ta hôn sự, nhốt người cấm đoán, người muốn chạy trốn ra đi cùng ta cao chạy xa bay, nếu như trường tuyết cùng người bỏ trốn, lâm gia tổng không lời nói đi. Bất quá cứ như vậy, muốn ủy khuất trường tuyết, trong thời gian ngắn không thể trở về đến gia tộc, thanh danh cũng xấu, ngày sau không tốt lấy chồng. Cái chủ ý này không sai, cùng trường tuyết cả đời hạnh phúc so ra, thanh danh không tính là gì, trường tuyết, người cứ nói đi. Vương Minh Chí hai mắt sáng lên, có phần hưng phấn nói. Vương Trường Tuyết có phần tâm động, bất quá nàng nhớ ra cái gì đó, lắc đầu, nói ra, Lâm Hoài Thịnh chưa chắc sẽ tin tưởng lý do này. Người của Lâm gia không phải người ngu, không có khả năng nhìn không ra chúng ta đang kiếm cớ, cha, tam thúc, các người vẫn là để ta gả đi. Ta không nghĩ liên lụy gia tộc, Vương Minh viễn khoát tay áo, nghiêm mặt nói, Trường Tuyết, ta là gia chủ, ta quyết định, đại ca, chúng ta đi tìm nhị thúc, hỏi một chút nhị thúc thái độ gì, Trường Tuyết, người tự lưu tại nơi này, tại ta cùng cha ngươi trở về phía trước, không cho phép chạy loạn, trường sinh, coi trọng ngươi nhị tỷ, đừng để nàng làm ra chuyện hồ đồ. chương 63, rời nhà, vương minh viễn cùng vương minh trí vội vã rời đi, vương trường tuyết mặt mũi tràn đầy yêu sầu. Liễu thanh nhi vỗ vỗ vương trường tuyết bả vai, an ủi trường tuyết, yên tâm đi. Ta tin tưởng cha ngươi cùng ngươi tam thúc sẽ không để cho ngươi gả cho Lâm Ngọc Đình, nữ sợ gả sai lang, gả cho Lâm Ngọc Đình, ngươi cả đời này liền xem như hủy, để ngươi gả cho Lâm Ngọc Đình, tam thẩm ta cái thứ nhất tựu không đáp ứng. Nàng vẫn muốn tái sinh một đứa con gái, đáng tiếc chưa thể toại nguyện, vương trường sinh tại Bình An huyện đảm nhiễm thiên sư trong lúc đó, vương trường tuyết bang Liễu Thanh Nhi cấp vương trường sinh tặng đồ, Liễu Thanh Nhi trong lòng thích vương trường tuyết, nhất trực coi nàng là khuê nữ yêu thương. Nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy vương trường tuyết gả cho một vị trời sinh tính phong lưu hoàn khố. Đúng vậy a à, nhị tỷ, ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng phụ thân cùng đại bá sẽ không để cho ngươi gả cho Lâm Ngọc Đình, Vương Trường Sinh gật đầu phụ họa nói, một chén trà thời gian về sau, Vương Minh Viễn cùng Vương Minh Chí một mặt hưng phấn trở về. Trường Tuyết, nhị bá đồng ý, bất quá diễn trò muốn làm nguyên bộ, sau đó chúng ta sẽ phái người tìm người khắp nơi, người nhất định phải muốn lẫn mất xa xa, mà lại nơi này còn muốn an toàn, nhị bá cùng chúng ta thương lượng, cho người đi ngụy quốc Bạch Long Cốc tránh đầu sóng ngọn gió, chờ danh tiếng đi qua, lại đem người tiếp trở về, Bạch Long Cốc là ngụy quốc năm đại tông môn mở phường thị, chỉ cần ngươi không rời đi phường thị, tuyệt đối an toàn, gia tộc hội cho phép ngươi một bút linh thạch. Sẽ không để cho ngươi lưu lạc đầu đường, có rảnh rỗi, chúng ta sẽ phái người đi xem ngươi. Vương Trường Tuyết nghe vậy, treo ở trong lòng thạch đầu rơi xuống đất, gật đầu nói ra, không có vấn đề, lúc nào lên đường. Càng nhanh càng tốt, tha thời gian càng dài, sơ hở càng nhiều, ngươi đi gặp thấy một lần Trường Phong, nói rõ với hắn tình huống, sau đó ta phái người đưa ngươi ly khai. Vương Trường sinh một chút do dự, mở miệng nói ra, cha, ta cũng đi, để cho ta đưa tiến nhị tỷ. Vương Trường Tuyết lần này ly khai, còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Vương Minh Viễn vui mừng gật gật đầu, nói Trường Tuyết không có uổng phí thương ngươi, vậy ngươi tự đưa tiến Trường Tuyết đi. Vương Minh Chí thở dài một hơi, mũi tử có phần mỏi như, lấy ra trong túi chữ vật hết thảy linh thạch, giao cho Vương Trường Tuyết, ngữ trọng tâm trường dặn dò, Trường Tuyết, về sau cha không ở bên người ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt mình, mọi thứ bao dài nhất cái tâm nhãn, về sau có rảnh, cha lại nhìn ngươi cha, ta không dùng đến nhiều như vậy linh thạch, người giữ đi. Vương Trường Tuyết phành mắt hiện ra nước mắt, từ chối nói. Trường Tuyết, đi ra ngoài tại bên ngoài, dùng linh thạch địa phương rất nhiều, người tự thu cất đi. Nơi này có 600 khối linh thạch, 500 khối là gia tộc cho phép ngươi, 100 khối là ta cùng ngươi tam thẩm một điểm tâm ý, ngươi mang lên đi, trên đường cần phải, ngươi trở về thu thập mấy bộ y phục, gặp Trường Phong liền lên đường đi. Vương Minh viễn lấy ra nhất cái thanh sắc túi chữ vật, đưa cho Vương Trường Tuyết. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, lấy ra trên người mình tất cả linh thạch, giao cho Vương Trường Tuyết, nói ra, nhị tỷ, đây là ta một điểm tâm ý, người tiểu thu cất đi. Đi ra ngoài tại bên ngoài, ăn ở đều muốn linh thạch. Vương Trường Tuyết răng ngà cắn chặt môi đỏ, vành mắt ửng đỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy nước mắt, nhận những này linh thạch. Vương Trường Tuyết trở lại chỗ ở, thu thập mấy bộ y phục, đem chăn nuôi tuyết phân kê cũng mang tới. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tuyết đi vào nhất tòa thanh nhã độc đáo, ngói đỏ tiểu viện. Trong nội viện có nhất tòa hai tầng cao hồng sắc lầu các. Tại hồng sắc lầu các bốn phía vụn vật lẻ tẻ phân bố thập bát gốc cao hơn người trượng xích viêm trúc. Xích viêm trúc phân bố nhìn như lộn xộn kỳ thật giấu diếm huyền cơ. Mỗi một gốc xích viêm trúc có thể tính là một cây trận kỳ. Thập bát gốc xích viêm trúc tạo thành nhất tòa nhất sai trung phẩm tụ hỏa trận, khiến cho tiểu viện trở thành cả tòa thanh liên sơn hỏa linh khí nồng nặc nhất địa phương mà hồng sắc lầu các chính là xây ở tụ hỏa trận trận nhãn phía trên tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ ở đây tu luyện làm ít công to nơi này chính là vương trường phong nơi ở vừa đi vào viện tử một cỗ nóng bỏng sóng nhiệt tựu đập vào mặt càng đến gần hồng sắc lầu các nhiệt độ tựu càng cao vương trường sinh cái chán chảy ra nhất tầng mồ hôi dịn miệng đắng lưỡi khô vương trường viết tay lấy ra truyền âm phù thấp giọng nói vài câu hướng phía trước ném đi truyền âm phù hóa thành một đạo hồng quang bay vào hồng sắc trong lầu các cũng không lâu lắm, hồng sắc lầu các cửa phòng mở ra, một tên khuôn mặt trắng noãn hồng sam thanh niên đi ra. Hồng sam thanh niên dáng người cao gầy, đôi mắt sáng ngời có thần, người này chính là Vương Trường Phong. Vương Trường Phong năm nay 27 tuổi, đã tu luyện tới luyện khí bát tầng, là vương gia sốt dẻo nhất trúc cơ nhân tuyển. Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Trường Phong, trong mắt không khỏi hiện ra một tia hâm mộ. Nhị muội cửu đệ, các ngươi sao lại tới đây? Vương Trường Phong cởi mở nhất yếu, thuận miệng hỏi. Vương Trường Tuyết thở dài một hơi, đem sự tình đi qua như nói thật một lần. Vương Trường Phong cao mày, Vương gia đắc tội không nổi Lâm gia, đành phải ủy khuất Vương Trường Tuyết. Hắn trịnh trọng cam kết, nhị muội, người tuyệt không thể gả cho Lâm Ngọc Đình loại này nhân, ra ngoài tránh một chút cũng tốt, nếu không phải gia tộc thực lực không đủ, người cũng không cần đi Ngụy Quốc tránh đầu sóng ngọn gió, chờ ta chúc cơ về sau, lập tức đi Ngụy Quốc đem ngươi tiếp trở về, người trước thụ điểm ủy khuất, tại Bạch Long cốc nán lại một đoạn thời gian. Đại ca, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ngươi không cần thiết bởi vì ta, nóng lòng đột phá trúc cơ, dẫn đến tu luyện thượng xảy ra sai sót, muốn thật sự là như thế, ta chính là gia tộc tội nhân. Vương Trường Tuyết có chút không yên lòng dặn dò, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Vương Trường Phong gật gật đầu, xong Vương Trường Sinh nói ra, cửu đệ, ta tu luyện tới chỗ mấu chốt, không thể đưa nhị muội tiến về ngụy quốc, làm phiền ngươi đem nhị muội đưa đến địa phương an toàn. Đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định đem nhị tỷ đưa đến Bạch Long Cốc. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng. Vương Trường Phong dặn dò Vương Trường Tuyết vài câu, đem mình để dành tới 300 khối linh thạch đều cho Vương Trường Tuyết. Vương Trường Tuyết từ chối không được, thu xuống tới. Trở lại thư phòng, Vương Trường Tuyết hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, xong Vương Minh Chí dập đầu ba cái, mắt đỏ nói ra, nữ nhi không ở bên người, còn phụ thân bảo trọng thân thể. Vương Minh Chí nức nở nói, đứng lên đi, đều là cha vô dụng, người hảo hảo tại Bạch Long Cốc ở lại, không nên rời đi Bạch Long Cốc, danh tiếng đi qua sau, cha lập tức đi đón người trở về. Sinh nhi, người cùng ngươi lục thúc đem trường tuyết đưa đến Bạch Long Cốc về sau, các ngươi trực tiếp đi Tiên Duyên Thành đi. Không cần trở về, sinh nhi, Tiên Duyên Thành không phải bình an huyệt, ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, ngươi cũng không nên chạy loạn, trung thực ở tại Tiên Duyên Thành, hết thảy nghe ngươi nhị thập ngũ thúc công, có biết không? Lúc này nương đuổi làm lương khô, các ngươi dẫn đường thượng ăn đi. Liễu Thanh Nhi ngữ trọng tâm trường dặn dò, lấy ra nhất cái thanh sắc túi chữ vật đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhận lấy túi chữ vật, liên thanh đáp ứng. cáo biệt phụ mẫu, Vương Trường Sinh, Vương Trường Tuyết đi theo Vương Minh Chiến ly khai Thanh Liên Sơn. Làm Lâm Hoài Thịnh đem tin tức truyền về Lâm gia thời điểm, Tống Tuệ Vân tức điên lên, sớm không bỏ trốn tối không bỏ trốn, hết lần này tới lần khác đuổi trên Lâm gia môn cầu hôn thời điểm bỏ trốn, làm nàng là kẻ ngu a. À. Tống Tuệ Vân thân là Lâm gia gia mẫu, chưa từng nhận qua dạng này khí cái này cái cọc việc hôn nhân liên quan đến con trai bảo bối của nàng, nàng càng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng lập tức bưng hai đĩa điểm tâm, chạy tới Lâm Hoài An xử lý tộc vụ thư phòng, thêm mắm thêm muối đem sự tình đi qua nói một lần. Nghe Tống Tuệ Vân trần thuật, Lâm Hoài An trao mày, hai đầu lông mày lộ ra vài phần vẻ không vui. Tống Tuệ Vân gặp tình hình này, vội vàng châm củi thêm hỏa, phu quân, đại bá công vừa mới tuyên bố Ngọc Hinh hôn sự, vương gia đảo mắt tự cự tuyệt chúng ta cầu thân, còn tìm một sơ hở trồng chất lấy cớ Coi chúng ta là đồ đần nhìn không ra Chuyện này tuyệt không thể tính như vậy Không thể tính như vậy rồi Như thế nào cự tuyệt cầu thân Liền muốn diệt đi đối phương gia tộc A Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên Một tên dâu tóc bạc trắng Hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão giả đi đến Một mặt lạnh lùng Lâm hoài an sắc mặt biến hóa Vội vàng đứng dậy đứng lên Cung kính nói ra Tam bá công Ngài sao lại tới đây Hừ ta nếu là không đến gia tộc tụ chôn xuống diệt tộc tai họa ngầm áo bào đỏ lão giả chừng hai mắt một cái lạnh lùng nói lâm hoài an ngượng ngùng nhất tiếu giải thích nói tam bá công nói đùa sự tình không có nghiêm trọng như vậy tuệ vân chính là thuận miệng nói một chút ta sẽ không đối vương ra như thế nào hy vọng như thế đi gia tộc thật vất vả trên bảng vân tiêu chân nhân cây to này có một cái tốt hơn phát triển tiền cảnh ngươi ngược lại tốt cấp ngọc đình cầu thân người ta không đáp ứng ngươi còn muốn dùng sức mạnh nếu là thật làm như vậy, gia tộc khác hội thấy thế nào chúng ta lâm ra? Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chúng ta lâm ra có thể ép mua ép bán? Gia tộc nào dám cự tuyệt tự diệt bọn hắn? Xuân không thể thành, người làm sao sẽ biết vương gia không có nhận biết kết đan tu sĩ? Chúng ta cũng không phải những cái kia độc hành tán tu, mọi thứ nhiều thay hậu nhân suy nghĩ một chút. Tống Tuệ Vân nhếch miệng, nhỏ giọng phản bác tam bá công, ta cũng không có nói muốn tiêu diệt vương gia, bất quá vương gia coi chúng ta là đồ đần, việc này muốn chuyển đi, người khác còn tưởng rằng chúng ta lâm ra dễ khi dễ đây. Cũng nên cấp vương ra chút khổ sở ăn đi, vương ra sự tình dừng ở đây, chúng ta lâm ra hiện tại phát triển tiền cảnh rất tốt, chúng ta việc cấp bách là muốn mở rộng chúng ta sinh ý, gia tăng máu mới, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, đương nhiên, vương ra không biết tốt xấu, có cơ hội, lại thu thập vương ra cũng không muộn. Là, tam bá công, tôn nhi nhớ kỹ, lâm hoài an liên thanh đáp ứng. Tống Tuệ Vân có phần không tình nguyện gật đầu đáp ứng chương 64, bảy quầy bán hàng. Tương truyền, hơn ngàn năm trước, Bạch Vân Sơn Mạch xuất hiện một đầu tam giai ác long, sát hại không ít cấp thấp tu sĩ, ngụy quốc ngũ tông tu sĩ Kim Đan xuất thủ chém giết ác long. Vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa những chuyện tương tự, ngụy quốc ngũ tông tại Bạch Vân Sơn Mạch chỗ sâu thành lập nhất tòa phường thị, mệnh danh Bạch Long Cốc, Bạch Vân Sơn Mạch đổi tên Bạch Long Sơn Mạch. Bạch Long Cốc là ngụy quốc ngũ tông liên hợp mở phường thị, thường xuyên có thể ở chỗ này mua được ngũ tông độc nhất vô nhị linh vật, lại thêm bạch long sơn mạch yêu thú tài nguyên phong phú hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến bạch long cốc hoặc mở tiệm làm ăn hoặc săn giết yêu thú đi qua hơn ngàn năm phát triển bạch long cốc đã trở thành ngụy quốc đệ nhất đại phường thị có thủ ngụy quốc ngô tông coi trọng chỉ là cửa hàng tiền thuê hàng năm liền có thể cấp ngụy quốc ngô tông mang đến mười mấy vạn linh thạch ích lợi chớ nói chi là cái khác ích lợi vì thế ngụy quốc ngô tông phái tam vị tu sĩ kim đan tỏa trấn bạch long cốc trấn nhiếp đạo trích trừ cái đó ra còn có Ngụy Quốc Ngô Tông đệ tử tạo thành tuần tra đệ tử, ngày đêm không ngừng tại Bạch Long cốc phụ cận tuần tra. Kể từ đó, Bạch Long cốc tự nhiên mà vậy trở thành Ngụy Quốc đệ nhất đại phường thị, hết sức phồn hoa. Bạch Long cốc bên trong, con đường răng khắp nơi, một đầu rộng rãi lại sạch sẽ trên đường phố, Vương Minh Chiến mang theo Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tuyết chậm rãi tiến lên. Lúc này, bọn hắn đã ly khai Thanh Liên Sơn hơn 4 tháng. Tiến nhập Ngụy Quốc địa giới về sau, Vương Minh Chiến ba người ngày đêm không ngừng thẳng đến Bạch Long Cốc mà đến, cuối cùng là chạy tới Bạch Long Cốc. Vương Trường Sinh một bên đi lên phía trước, một bên dò xét hai bên đường cửa hàng, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bạch Long Cốc không hổ là ngụy quốc đệ nhất đại phường thị, chỉ là chiếm diện tích, tự tương đương với mấy chục cái bắc hạp phường thị, những cửa hàng này kinh doanh đủ loại, thương phẩm chủng loại đông đảo, phần lớn kinh doanh yêu thú tài liệu buôn bán. Vương Trường Tuyết nhìn qua người đi trên đường phố, trong đôi mắt đẹp mơ hồ có vài phần lo lắng nàng chưa hề từng đi xa nhà càng không có tới qua bạch long cốc nhưng nàng nhất người ở chỗ này sinh hoạt mấy năm bắt đầu khẳng định có chút không thích ứng cùng nhau đi tới vương trường sinh nhìn thấy vài vị khách ăn mặc cổ quái tu sĩ thậm chí cưỡi xài lang hổ báo thay đi bộ người qua đường một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng đi dạo hơn một canh giờ ba người tìm được một nhà rẻ nhất khách sạn lấy mỗi tháng hai khối linh thạch giá cả thuê lại một gian phổ thông khách phòng khách sạn phụ cận có ăn tứ hiệu may vựa gạo tiệm đan dược, mua sắm thường ngày vật dụng tương đối dễ dàng. Tìm xong chỗ ở về sau, Vương Minh Chiến tìm một nhà tiệm mì, điểm tam bát canh gà mặt. Rất nhanh, điếm tiểu nhị liền đem tam bát canh gà bưng mì lên. Canh gà mặt là trong quán rẻ nhất, một bát canh gà mặt nhất khối linh thạch, mì thịt bò muốn hai khối linh thạch. Trường Tuyết, tương lai mấy năm, người muốn ở chỗ này sinh sống, ngoại trừ Ngụy Quốc tu sĩ, còn có đại tống, Bắc Đường tu sĩ, Ngư Long hỗn tạp, người mọi thứ mọc thêm nhất cái tâm nhãn, không nên rời đi phường thị có rảnh rỗi lục thúc sẽ đến xem ngươi vương minh chiến dặn dò ta đã biết lục thúc vương trường tuyết nhẹ gật đầu do dự một chút nói ra lục thúc cửu đệ ta nghĩ thoáng một nhà điểm tâm trải ngọn núi ăn không linh thạch luôn có xài hết một ngày ta đã rời khỏi gia tộc không thể lại cùng gia tộc yêu cầu tài nguyên tu luyện huống chi nơi này cách thanh liên sơn mười phần xa xôi cũng không thể nhường tộc nhân lặn lội đường xa cho ta đưa tài nguyên tu luyện đi ta băn khoăn ta tưởng tự lực cánh sinh, mở một nhà điểm tâm trải. Vương trường tuyết trên người có hơn ngàn khối linh thạch, nàng không biết muốn tại Bạch Long cốc ngốc bao lâu thời gian, linh thạch luôn có xài hết một ngày, nhưng tộc nhân lặn lội đường xa cho nàng đưa tu tiên tài nguyên, cái này không thực tế, nàng cũng băn khoăn, càng nghĩ, nàng dự định tự lực cánh sinh. Vương Minh chiến nhíu mày, nói, mở điểm tâm trải. Một gian cửa hàng tiền thuê cũng không tiện nghi, nếu như sinh ý không tốt, đầu nhập linh thạch coi như đổ xuống sông xuống biển ta vừa rồi quan sát một cái bạch long cốc nội điểm tâm trải cũng không nhiều lúc ở nhà ta cùng nhị thẩm tam thẩm các nàng học làm điểm tâm ta tại thiên hà phường thị mua một bản chế tác điểm tâm điển tịch vừa vặn cần dùng đến bạch long cốc đồ vật giá cả hơi đắt một bát có chút chất béo canh gà mặt liền muốn nhất khối linh thạch nhất dài trung phẩm linh cốc muốn ba khối linh thạch nhất cân ta chưa tích cốc một năm xuống tới khẩu phần lương thực liền muốn không ít linh thạch không làm chút ít mua bán phụ cấp linh thạch tiêu hết làm sao bây giờ Vương Minh Chiến cảm thấy Vương Trường Tuyết nói có đạo lý, hắn cũng là lần thứ nhất đến Bạch Long Cốc, Bạch Long Cốc giá hàng xác thực cao, chỉ là ăn ở, một năm xuống tới, chính là một số lớn chi tiêu, Thanh Liên Sơn khoảng cách Bạch Long Cốc quá xa, phái người cấp Vương Trường Tuyết đưa tu tiên tài nguyên muốn hao phí nhân lực, nếu là vận chuyển tu tiên tài nguyên tộc nhân xuất hiện ngoài ý muốn, chờ Vương ra kịp phản ứng, Vương Trường Tuyết đã chết đói. Vương Trường Tuyết tự lực cánh sinh là lựa chọn tốt nhất, một là không dùng gia tộc quan tâm, hai là, vương gia tương đương với có một chỗ tân cứ điểm, ngày sau có thể đem ra tộc luyện chế linh khí cầm tới bạch long cốc buôn bán. Như vậy đi, ăn mì xong, chúng ta hảo hảo đi dạo một cái, tìm hiểu điểm tâm giá cả, cửa hàng tiền thuê, mới quyết định cũng không muộn. Vương Trường Tuyết cảm thấy Vương Minh Chiến nói có đạo lý, đáp ứng. Ăn uống no đủ, ba người dọc theo đường đi bắt đầu đi dạo. Đi qua một nhà tên là Thiên Binh Lâu cửa hàng lúc, Vương Trường Sinh vào xem một cái, đại sảnh 10 phần rộng rãi, kệ hàng thượng bày đầy binh khí, hạ phẩm linh khí chỉ có mười mấy món, trung phẩm lấy thượng linh khí nhiều vô số kể. Lầu hai kệ hàng thượng bày đầy linh quang lè lè pháp khí, nhiều loại pháp khí nhường nhân nhìn hoa mắt. Lầu ba là đặt trước chế linh khí pháp khí địa phương, đương nhiên, giá cả cũng không tiện nghi, đặt trước chế một kiện hạ phẩm linh khí, một trăm khối linh thạch cất bước, pháp khí thì càng không cần nói. Sắc trời tối xuống, vương trường sinh ba người về tới chỗ ở. Đi dạo một ngày, ba người thăm dò được không ít tin tức hữu dụng. Đi qua thống kê, trước mắt Bạch Long cốc nội chỉ có 17 gia điểm tâm trải, giá cả không kém nhiều, hương vị cũng không có quá lớn khác biệt, cửa hàng tiền thuê hơi đắt, một gian hơn 10 trượng lớn nhỏ đơn sơ thạch ốc, tiền thuê một năm muốn 300 khối linh thạch, lớn một chút cửa hàng, tiền thuê 500 khối linh thạch cất bước. Ba người đi qua thương lượng, dự định đi trước tán tu bảy quầy bán hàng quảng trường thử một lần. Bạch Long cốc cố ý vạch ra nhất khối khu vực, cấp không mướn nổi mặt tiền cửa hàng tán tu bày quầy bán hàng, nhất cái dài rộng một trượng quầy hàng, hai khối linh thạch một tháng, nếu là linh bánh ngọt bán không được, cũng thua thiệt không có bao nhiêu linh thạch. Vì tiết kiệm linh thạch, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến trên tại bên trong một gian phòng khách. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Vương Minh Chiến đi quản lý chỗ thuê nhất cái quán nhỏ vị, Vương Trường Sinh bồi tiếp Vương Trường Tuyết mua sắm vật liệu, vì tiết kiệm linh thạch, bọn hắn chạy nhiều cửa hàng, hàng so ba nhà, hoa 50 khối linh thạch, mua một nhóm lớn vật liệu trở lại chỗ ở, vương trường tuyết không kịp chờ đợi lấy ra công cụ, bắt đầu chế tác điểm tâm. đang lúc hoàng hôn, vương minh chiến ba người đi vào quảng trường, bày quầy bán hàng bán điểm tâm. hết thảy làm được thập cân điểm tâm, thập nhất loại điểm tâm, hương vị rất là khác biệt. điểm tâm cũng không tốt bán, thẳng đến sáng ngày thứ hai, chỉ là bán đi nửa cân. vương trường tuyết cũng không nản chí, lần thứ hai bày quầy bán hàng thời điểm, nàng lớn tiếng gào to. đi qua đi ngang qua, đều đến xem thử vừa mới làm tốt bách hoa bánh ngọt, chẳng những có thể lấy nhét đầy cái bao tử, đối tu luyện cũng hữu ích chỗ, điểm tâm nhưng so sánh khô cằn đan dược ăn ngon nhiều. Chương 65, chế tác khôi lỗi. Vương Trường Tuyết vì đem điểm tâm bán đi, lớn tiếng gào to. Hiệu quả cũng không tệ lắm, nửa ngày thời gian liền bán đi ra tam cân điểm tâm. Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh trong thời gian ngắn sẽ không ly khai Bạch Long cốc, bọn hắn muốn trợ giúp Vương Trường Tuyết an định lại, mới có thể yên tâm rời đi. Vương Trường Sinh nhìn xem đi đầy đường tu sĩ, trong lòng có một cái ý nghĩ. Lúc trước hắn từ một ngữ yên trên tay mua một bản mục thị luyện khí bí điển trang mặt ghi chép khôi lỗi chế tác, có lẽ có thể chế tác một chút khôi lỗi thu bán. Trên người hắn linh thạch đưa hết cho Vương Trường Tuyết, chỉ có thể hướng Vương Trường Tuyết xin giúp đỡ. Vương Trường Tuyết bày quầy bán hàng sau khi trở về, Vương Trường Sinh đem nguyên ủy sự tình nói cho Vương Trường Tuyết. Cửu đệ, người tưởng chế tác khôi lỗi thú buôn bán. Người có mấy phần chắc chắn có thể chế tác được vương trường sinh nghĩ nghĩ nói ra năm thành đi tại cái này bốn tháng chúng ta màn trời chiếu đất ta nhàn rỗi không chuyện gì tự lật xem khôi lỗi thú phương pháp chế luyện khôi lỗi thú chế tác cùng luyện khí không sai biệt lắm ta hiện tại chỉ có thể luyện chế hạ phẩm linh khí đừng nói hạ phẩm linh khí liền xem như trung phẩm linh khí cũng không tốt bán ta mấy ngày nay quan sát qua bạch long cốc bên trong chỉ có thiên binh lâu cùng bách luyện phường có khôi lỗi thú bán ra còn muốn đặt trước ta tưởng thử một lần bất quá ta trên thân không có linh thạch a ngươi muốn bao nhiêu khối linh thạch, 150 khối linh thạch, chế tác khôi lỗi cần phải mua không ít công cụ. Ta cho ngươi 300 khối linh thạch, ngươi đừng vội cự tuyệt, ta cũng không phải cho không ngươi, kiếm linh thạch, chúng ta chia 4 6. Vương Trường Sinh có phần cảm động, vỗ ngực bảo đảm nói, nhị tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vương Trường Sinh mang theo Vương Trường Tuyết cho 300 khối linh thạch, mua về chế tác khôi lối công cụ cùng 8 phần vật liệu. Khôi lỗi là dùng kim loại hoặc là linh mộc chế ra, chia làm khắc hình, minh linh, phụ hồn ba bước. Hắn muốn chế tác chính là nhất giai hạ phẩm khôi lỗi viên hầu khôi lỗi, tài liệu chính là 30 năm phân thiết sa mộc, ngọc ngân phấn, nhất giai hạ phẩm yêu chuột tinh hồn, cái này ba món đồ hoa 33 khối linh thạch, cái giá tiền này có thể mua một phần luyện chế trung phẩm linh khí giá tiền. Mua về vật liệu, Vương Trường Sinh cũng không có cấp bách chế tác khôi lỗi thú, mà là lặp đi lặp lại quan sát khôi lỗi thú phương pháp chế luyện, Vương Minh Chiến biết được Vương Trường Sinh muốn chế tác khôi lỗi thú, cũng không có ngăn cản, hắn cùng Vương Trường Tuyết thay phiên thủ bầy, buôn bán điểm tâm. Bảy ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua, Vương Trường Sinh đôi mắt nhìn chằm chằm trên tay nhất khối gỗ, trên tay cầm lấy một cây tiểu đao, thận trọng điêu khắc. Trên mặt đất tán lạc đại lượng linh mộc mảnh vụn, còn có vài cái sinh động như thật khỉ con, khỉ con trên người có một chút vặn vẹo linh văn. Trên mặt bàn bày biện một con sinh động như thật độc chân khỉ con, Vương Trường Sinh ngay tại điêu khắc cuối cùng một chân thời gian từng giờ trôi qua vương trường sinh trên tay gỗ biến thành một con chân nhỏ hắn đem cái này chân nhỏ lắp đặt đến độc chân khỉ con trên thân một con viên hầu khôi lỗi sơ bộ thành hình vì tiết kiệm chi phí hắn mua một chút năm sáu năm phân linh mục luyện tập luyện tập nhiều lần hắn chạm chỗ mới có tiến bộ lớn đem khôi lỗi thú điêu khắc thành hình chỉ là chế tác khôi lỗi bước đầu tiên điêu khắc xuất một con khỉ con về sau vương trường sinh lấy ra một thanh dài hai tấc ngân sắc tiểu đao tại khỉ con trên thân bắt đầu điêu khắc Ngân sắc tiểu đao tản mát ra một trận yếu ớt linh khí, đây là một kiện hạ phẩm linh khí, chuyên môn dùng để điêu khắc linh văn, lại gọi linh văn đao. Nhất giai hạ phẩm khôi lỗi trên thân muốn điêu khắc thuộc tính khác nhau linh văn, cụ thể điêu khắc cái gì linh văn, xem người chế tác mà định ra. Vương Trường Sinh dự định điêu khắc tập bộ, kiên cố, cường lực cái này ba loại linh văn, tập bộ linh văn điêu khắc tại khỉ con chân, kiên cố linh văn điêu khắc tại khỉ con lồng ngực cùng trên đầu, cường lực linh văn điêu khắc tại khỉ con trên cánh tay. Tật bộ linh văn có thể tăng tốc khi con tốc độ chạy, kiên cố linh văn có thể để cho nó suy yếu công kích của địch nhân, cường lực linh văn có thể để cho công kích của nó mạnh lên. Hắn nín thở ngưng thần, cầm lấy linh văn đao, dựa theo điển tịch ghi chép điều khắc linh văn phương pháp, hướng linh văn đao rót vào pháp lực, linh văn đao lập tức ngân quang đại phóng, khi con chân xuất hiện một đạo lại một đạo nhỏ bé linh văn. Lần thứ nhất điều khắc thời điểm, hắn hết sức cẩn thận, chính là bởi vì cẩn thận, hắn cũng không có phát huy ra tốt nhất trình độ, ngược lại thất bại hắn đã thất bại bốn lần, đây là lần thứ năm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tay khỉ con. Thời gian từng giờ trôi qua, trên trán của hắn chảy ra nhất tầng mồ hôi dịn. Khỉ con hai cánh tay cánh tay, mỗi cái cánh tay đều điêu khắc ba cái cường lực linh văn, lồng ngực cùng đầu các điêu khắc ba cái kiên cố linh văn, hai chân các điêu khắc ba cái tật bộ linh văn. Điêu khắc xong linh văn, hắn lấy ra nhất cái màu trắng bình xứ cùng nhất cái bát xứ. Môi hắn khẽ nhúc nhích mấy lần, trong phòng trống dũng hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành một bãi thanh thủy, rơi vào bát sứ bên trong. Hắn cầm lấy màu trắng bình sứ, đem một chút ngân sắc bột phấn đổ vào bát sứ bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm. Non nửa khắc sau, trong miệng hắn chú ngữ tiếng dừng lại, mấy đạo pháp quyết đánh vào bát sứ linh thủy bên trong. Linh thủy quay tít một vòng, bay đến giữa không trung. Vương Trường Sinh đem khỉ con khôi lỗi hướng phía trước ném đi, dùng thần thức khống chế linh thủy đem khỉ con khôi lỗi bao vây lại. Linh Thủy phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, hướng phía khi con trên người Linh Văn Dũng mãnh lao tới, Linh Thủy thể tích vụt nhỏ lại. Cũng không lâu lắm, Linh Thủy biến mất, khi con lơ lửng ở giữa không chung, tay, chân, lồng ngực, trên đầu nhao nhao lộ ra một viên lại một viên Linh Quang lòe lòe ngân sắc Linh Văn. Hắn lộ ra vài phần tươi vui, từ trong ngực lấy ra nhất cái hắc sắc bình xứ, gỡ ra nắp bình, một đoàn lớn chừng cái trứng gà lục sắc quang đoàn từ bên trong bay ra khỉ con trên người ngân sắc linh văn phảng phất có đặc thù nào đó lực hấp dẫn, lục sắc quang đoàn chậm rãi hướng phía khỉ con bay đi, cuối cùng chui vào khỉ con đầu không thấy. Lục sắc quang đoàn nhưng thật ra là một con nhất giai hạ phẩm yêu chuột tinh hồn, mỗi một con khôi lỗi thú đều phải luyện vào yêu thú tinh hồn mới có thể khu xử. Vương Trường Sinh không kịp chờ đợi vỗ khỉ con khôi lỗi phần lưng, một tiếng vang trầm, lộ ra nhất cái cửa ngầm, hắn đem nhất khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào, khép lại cửa ngầm. khi con phảng phất sống lại, dài đến cao cỡ một người, sinh động như thật, ánh mắt vô hồn. Khống chế khôi lỗi thú cùng khống chế linh khí, cần đem thần thức phụ phía trên khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh dùng khống chế linh khí biện pháp, khống chế khôi lỗi thú. Viên hầu khôi lỗi ở dưới sự khống chế của hắn, đi về phía trước hai bước. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, thật giống như nhiều nhất cái mình đồng dạng. Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát, phát hiện viên hầu khôi lỗi hành động không phải rất tự nhiên, hiển nhiên cái này khôi lỗi chất lượng cũng không tốt, bất quá cần phải có thể bán ra đi. Đúng lúc này, một trận chít chít tiếng kêu từ bên hông hắn linh thú đại truyền đến. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, mở ra linh thú đại miệng túi, linh thú đại từ trong bò ra, nhảy lên đến hắn trên bờ vai, trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, tựa hồ tại yêu cầu cái gì. Hai năm này, Vương Trường Sinh thời gian tốt hơn rất nhiều, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ dùng nhất giai hạ phẩm linh cốc nuôi nấng xong đồng thử song đồng thử ăn không ít nhất giai hạ phẩm linh cốc, càng thêm thân cận vương trường sinh, thường xuyên cùng hắn đòi hỏi linh cốc ăn. Vương trường sinh lấy ra nhất cái màu vàng một bình, đem một vài nhất giai hạ phẩm linh cốc té ở trên bàn. Song đồng thử ngửi được linh cốc tản ra mùi hương ngây ngất, lập tức từ vương trường sinh trên bờ vai nhảy xuống tới, rơi vào trên mặt bàn. Rất nhanh, hai lượng linh cốc tự bị nó ăn sạch. Vương trường sinh cho nó uy một chút thanh thủy, đưa nó thu hồi linh thú đại, chương 66, hao tổn chuyển hướng lợi nhuận, đi vào vương trường tuyết quán nhỏ, vương trường sinh đem khí con khôi lỗi đem ra. Cửu đệ, người thật luyện chế ra khôi lỗi thú rồi. Vương trường tuyết kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nói thật, nàng kỳ thật đối vương trường sinh không ôm cái gì hy vọng, nếu như khôi lỗi thú dễ dàng như vậy luyện chế, Bạch Long cốc nội cũng không trở thành chỉ có hai nhà cửa hàng bán ra khôi lỗi thú. Vương trường sinh cho lúc trước nàng 300 khối linh thạch, nàng chỉ là đem linh thạch còn cho vương trường sinh nàng vốn cho rằng vương trường sinh thất bại mấy lần cần phải liền sẽ từ bỏ không nghĩ tới vương trường sinh thật đem khôi lỗi thú luyện chế ra tới hắc hắc nhị tỷ người quên tam bá công a à. lúc nhỏ ta cùng hắn học xong điêu khắc con dối về sau bị phụ thân phát hiện hung hăng khiển trách ta một phen ta lúc này mới không có tiếp tục điêu khắc con dối tam bá công vương diệu kiếm xuất thân thế tục phụ thân là một vị thợ mộc tại hắn 6 tuổi năm đó Kiểm chắc suất có được linh căn, được đưa tới Thanh Liên Sơn, bắt đầu tu hành. Vương Diệu Kiệm là ngũ linh căn, tư chất rất kém cỏi, hắn đối với tu luyện cũng không có bao nhiêu hứng thú, càng nhiều hứng thú là điêu khắc con rối. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Diệu Kiệm điêu khắc con rối, sinh động như thật, hắn thích không được, cầu khẩn Vương Diệu Kiệm dạy hắn điêu khắc con rối. Từ nay về sau, chỉ cần không làm gì, Vương Trường Sinh liền sẽ chạy tới Vương Diệu Kiệm nơi ở, học tập điêu khắc con rối. Vương Diệu Kiểm có nhất vợ nhất thiếp, sinh dục ba nam hai nữ, đều không có linh căn, hắn đem trường chữ lót cũng làm thành con cái của mình. Vương Trường Sinh là hắn thích nhất một vị cháu trai, hắn đem mình biết đều dạy cho Vương Trường Sinh. Vương Diệu Kiểm chạm trổ rất cao minh, hắn chế tác con rối từng cái chỗ khớp nối khéo đưa đẩy vô cùng, hoạt động tự nhiên, hắn thậm chí mô phỏng mình ngũ quan, làm ra một bộ hình người con rối, mười phần rất thật, tại Vương Diệu Kiểm tỉ mỉ dạy bảo dưới, Vương Trường Sinh tiến bộ rất nhanh. Tiệc vui chóng tàn, một lần tình cờ tình huống dưới, Vương Minh Viễn phát hiện Vương Trường Sinh có thời gian không tu luyện, vậy mà đi học điêu khắc con rối. Vương Minh Viễn hung hăng khiển trách Vương Trường Sinh một trận, nói hắn mê muội mất cả ý chí, một ngồi lửa đem hết thảy con rối đốt rụi, từ nay về sau, Vương Trường Sinh không còn có điêu khắc qua con rối. Sau khi lớn lên, Vương Trường Sinh tưởng khởi đoạn chuyện cũ này cũng cảm thấy mình rất hoang đường, thế nhưng là bây giờ xem ra, Hắn nếu không phải cùng Vương Diệu Kiệm học được điêu khắc con rối, chưa hẳn có thể luyện chế ra khôi lỗi thú. Đương nhiên, hắn có thể luyện chế ra khôi lỗi, còn có nhất cái nguyên nhân trọng yếu hơn, thần trí của hắn sau so cùng giai tu sĩ cường đại không ít. Tám tuổi năm đó, một lần tình cờ tình huống dưới, hắn phát hiện thần trí của mình giống như sau so cùng giai tu sĩ cường đại, thuận miệng nói cho Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn vậy mà mời đến Vương Diệu Tông, Vương Diệu Tông tự mình kiểm tra, trả vận dụng pháp khí, không có kiểm tra suốt cái gì bất quá xác nhận vương trường sinh thần sắc xác thực so cùng giai tu sĩ cường đại, hắn căn dặn vương trường sinh không muốn cùng cái khác nhân nói. Vương trường sinh lúc đầu tu luyện chính là thu thủy quyết đương thời đã tu luyện tới luyện khí nhất tầng, bất quá phát hiện thần trí của hắn so cùng giai tu sĩ cường đại về sau, vương minh viễn nhường hắn đổi tu, vân vũ quyết còn nói là tổ truyền công pháp, nhường hắn đừng nói cho bất luận kẻ nào. Vân vũ quyết cùng thu thủy quyết đều là thủy thuộc tính công pháp, vương trường sinh cũng không có để ý, bất quá một lần nữa tu luyện, Hải Vương Trường Sinh lãng phí một cách vô ích thời gian hơn một năm. Vương Trường Sinh cũng không có làm một chuyện, thần thức cường đại đối tu luyện lại không có trợ giúp, cũng chính là nhiều khống chế mấy món linh khí, hắn cũng không nghĩ tới thần thức cường đại, đối với luyện chế khôi lỗi thú có trợ giúp. Đương nhiên, vì luyện chế ra cái này khi con khôi lỗi, hắn dùng 5 phần vật liệu, mà nhất trực nhất sai hạ phẩm khôi lỗi thú, trên thị trường cũng chính là bán hơn 60 khối linh thạch. Lúc trước một ngữ yên bán ra khi con khôi lỗi thú, ra giá 50 khối linh thạch, giá cả khẳng định so cửa hàng trong khôi lỗi thú tiện nghi. Đây cũng là trạng thái bình thường, quán nhỏ vị thương phẩm so cửa hàng muốn tiện nghi, nếu như giá cả, người khác làm gì không tại cửa hàng mua, tối thiểu nhất chất lượng có vấn đề có thể lên môn đòi một lời giải thích, quán nhỏ vị chủ quán hành tung lơ lửng không cố định, nếu như bị lừa, khóc đều không đất mà khóc. Vương Trường Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, cười nhẹ nói ra, nhớ kỹ, ta như thế nào không nhớ rõ, lần kia nếu không phải tam thẩm ngăn đón, tam thúc muốn đem cái mông của ngươi mở ra hoa, cái này khôi lỗi thú người định bán bao nhiêu linh thạch. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra, trên thị trường nhất giai hạ phẩm khôi lỗi bán 60 khối linh thạch, chúng ta muốn hơi rẻ mới có thể bán ra ngoài, 50 khối đi. 50 khối, có thể hay không quá ít, 50 năm khối đi. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói ra, còn kém 5 khối linh thạch. Người khác làm gì không đi thiên binh lâu trong mua. Còn nữa, ta cái này khôi lỗi thú luyện chế cũng không tốt, hơi rẻ mới tốt bán, nhị tỷ, người cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi ta đến xem sạp hàng vương trường tuyết cũng không có phản đối dặn dò vài câu liền rời đi thời gian từng giờ trôi qua sắc trời tối xuống quầy hàng thượng điểm tâm đều bán sạch chỉ còn lại khỉ con khôi lỗi có mấy tên tu sĩ hỏi giá bất quá không có mua bọn hắn cảm thấy quá mắc bọn hắn mở giá cả quá thấp vương trường sinh không đáp ứng vương trường sinh cũng không nản trí muốn thật sự là bán không được hắn tự giữ lại mình dùng bạch long sơn mạch yêu thú tài nguyên phong phú có một con khôi lỗi thú hỗ trợ, sẽ an toàn một chút. Hắn lấy ra một thị luyện khí bí điển lật nhìn. Người cái này khôi lỗi thú bán thế nào? Một đạo có phần thô khoáng thanh âm nam tử truyền vào vương trường sinh bên tai. Vương trường sinh ngẩng đầu nhìn lên, trích thấy ba nam một nữ đang đứng tại bầy vị diện trước, cầm đầu là một tên hơn 40 tuổi dâu quai nón đại hán, đại hán thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác. Vương trường sinh trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, nói ra, 50 khối linh thạch, tốc độ chạy tương đối nhanh, hai tay có lực, vô luận là dẫn dụ yêu thú, vẫn là đoạn hậu, đều là lựa chọn tốt. Ta có thể khống chế một cái A, à, nếu như hoạt động không có vấn đề, ngược lại là có thể tiếp nhận. Đương nhiên có thể, sâu quai nón đại hán không cần vương trường sinh giới thiệu, mình mở ra cửa ngầm, đem linh thạch bỏ vào, nhìn hắn thành thạo thủ pháp, hắn giống như sử dụng qua khôi lỗi thú. Sâu quai nón đại hán khống chế khi con khôi lỗi đi lại mấy bước, cũng nhường đồng bạn tế ra nhất mặt tấm chắn, khống chế viên hầu khôi lỗi huy quyển oanh kích tấm chắn. Người cái này khôi lỗi thú hoạt động không phải rất linh hoạt, 50 khối quá mắc, 40 khối không sai biệt lắm. Đạo hữu nói đùa, tiến giá liền muốn 40 khối linh thạch, 48 khối, người cũng nên để cho ta kiếm một chút đi. Đi qua khẽ đảo cò kè mặc cả, vương trường sinh lấy 46 khối linh thạch giá cả, bán mất khỉ con khôi lỗi. Bán đi viên hầu khôi lỗi, vương trường sinh thu quán về nhà. Trở lại chỗ ở, hắn mỹ mỹ ngủ một giấc, vừa dạng sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, hắn liền bắt đầu luyện chế khôi lỗi thú. Có phía trước thành công kinh nghiệm, hắn lần nữa luyện chế khôi lỗi thú, xác suất thành công cao hơn một chút. Tam phần tài liệu, hắn hoa năm ngày thời gian, luyện chế ra hai cái viên hầu khôi lỗi thú. Hai cái viên hầu khôi lỗi thú, phân biệt lấy 47 khối linh thạch, 48 khối linh thạch bán đi. Ba con khôi lỗi thú bán 141 khối linh thạch, chi phí 300 khối linh thạch hao tổn 159 khối linh thạch, còn thừa lại 3 bình ngọc ngân phấn cùng 3 con yêu chuột tinh hồn. Vương Trường Sinh lại mua 4 phần vật liệu, tiếp tục luyện chế khôi lỗi thú. Hắn dùng 7 ngày, luyện chế ra 3 con viên hầu khôi lỗi, bán đi về sau, lỗ vốn hơn 10 khối linh thạch. Vương Trường Tuyết cảm thấy Vương Trường Sinh ở phương diện này có thiên phú, lại đầu nhập 500 khối linh thạch, cổ vũ hắn để cao xác suất thành công. Vương Trường Sinh cảm động hết sức, luyện chế khôi lỗi thú thời điểm càng thêm nghiêm túc hắn một hơi mua 20 phần tài liệu, hoa hơn một tháng thời gian, luyện chế ra 17 con viên hầu khôi lỗi. Theo luyện chế số lần gia tăng, Vương Trường Sinh luyện chế ra tới khôi lỗi phẩm chất từng bước tăng lên, giá cả từ 46 khối, chậm rãi tăng lên tới 50 khối. Mặc dù như thế, viên hầu khôi lỗi mang lên đi, rất nhanh liền bán mất. Từ ban sơ hao tổn, chậm rãi chuyển hướng lợi nhuận. chương 67, Thanh Lân Mã. Thời gian như là bạch mã qua câu, thời gian 4 tháng, rất nhanh liền đi qua. Trong phòng khách, Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy một bộ hắc ưng khôi lỗi ngay tại Khắc Linh Văn. Hắn hiện tại luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi hắc ưng khôi lỗi, đi qua đại lượng luyện tập, hắn hiện tại luyện chế nhất giai hạ phẩm khôi lỗi xác suất thành công đạt đến 8 thành, trừ cái đó ra, hắn luyện chế ra tới khôi lỗi thú hoạt động càng ngày càng linh hoạt. Chế tác một con nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày, chậm lời nói muốn 5 ngày. Hắn luyện chế ra tới khôi lỗi thú chất lượng không tệ, giá cả lại tương đối thấp rất được hoan nghênh, nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú lợi nhuận cũng không cao, hắn đã không thỏa mãn tại luyện chế nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, hắn hiện tại mục tiêu là nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú. Phi ưng khôi lỗi là nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, tốc độ phi hành so trung phẩm phi hành linh khí còn nhanh hơn, không được hoàn mỹ chính là cần dùng linh thạch khô sử. Luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú chi phí cao hơn, 50 khối linh thạch mới có thể mua một phần vật liệu, đương nhiên, nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú giá bán cao hơn, muốn 120 khối linh thạch. Nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú có thể phóng thích nhất giai pháp thuật, lực công kích so nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú càng mạnh. Tại vương trường sinh dưới chân, tán lạc năm con hắc ưng con rối, những này là thất bại phẩm, khắc linh văn thời điểm xảy ra sai sót, đã báo hỏng. Thời gian từng giờ trôi qua, vương trường sinh trên chán thẩm thấu suốt nhất tầng đại hãn. Khắc họa tốt cuối cùng một mai tật phong linh văn, hắn mỏi mệt trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Khắc hỏa tốt linh văn, chỉ còn lại phụ hồn cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Hắn điều phối tốt linh dịch, dùng thần thức khống chế linh dịch đem hắc ưng khôi lỗi bao vây lại. Hắc ưng khôi lỗi trên người linh văn phảng phất có đặc thù nào đó lực hấp dẫn, linh dịch nhao nhao tràn vào linh văn bên trong, linh văn lập tức đại lượng. Cái này hắc ưng khôi lỗi hết thảy minh khắc bốn loại linh văn, tật phong, kiên cố, cường lực, thủy tiễn. Trên cánh khắc hỏa tật phong linh văn, hắc ưng khôi lỗi mới có thể phi hành, song chảo khắc hỏa cường lực linh văn, có thể dùng song chảo công kích địch nhân, thân thể khắc hỏa kiên cố linh văn, tương đối kháng đánh, đầu khắc hỏa thủy tiễn phù văn, có thể phóng thích thủy tiễn thuật. Nếu là trích phóng thích thủy tiễn thuật, nhất khối hạ phẩm linh thạch chỉ có thể phóng thích 10 lần, nếu chỉ dùng móng vuốt công kích địch nhân, có thể tiếp tục gần nửa canh giờ. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hắc sắc bình sứ, thả ra một viên lớn chừng cái trứng gà lục sắc quang đoàn, chậm rãi bay về phía hắc ưng khôi lỗi. Làm lục sắc quang đoàn chui vào hắc ưng khôi lỗi đầu về sau, cái này nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú cũng liền luyện chế thành công. Cuối cùng thành công, vương trường sinh nhẹ thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Dùng lục phần tài liệu mới luyện chế ra một con nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, cái này xác suất thành công rất thấp, chỉ là hao tổn linh thạch, tự tiếp cận 200 khối linh thạch. Tốt tại lúc trước hắn bán không ít nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, kiếm không ít linh thạch, trước mắt mặc dù là hao tổn, bất quá để cao xác suất thành công về sau, hắn liền có thể lợi nhuận. Vương Trường Sinh thu hồi hắc ưng khôi lỗi, dự định cầm tới tán tu quảng trường bán. Hắn vừa ra cửa, Vương Minh Chiến tựu đâm đầu đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. "Lục thúc, thế nào? Chuyện gì phát sinh rồi?" Vương Trường Sinh đuôi lông mày nhíu một cái, ân cần hỏi han. "Chúng ta chỉ sợ muốn rời khỏi Bạch Long Cốc." Vương Minh Chiến thở dài nói, đi trở về gian phòng. Đóng cửa phòng, Vương Minh Chiến cười khổ một tiếng, nói ra, "Thiên binh lâu một vị chấp sự tìm được ta." nói là hy vọng ngươi vì thiên binh lâu luyện chế khôi lỗi thú bọn hắn cung cấp vật liệu ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện chế khôi lỗi thú luyện chế một cái thật là tốt khôi lỗi thú bọn hắn sẽ cho ngươi một bút linh thạch nếu là ngươi không đáp ứng thì không cho chúng ta tại trong phường thị bán khôi lỗi thú nói gần nói xa có uy hiếp ý tứ vương trường sinh nghe lời này trao mày hắn không nghĩ tới mình thế mà đưa tới thiên binh lâu chủ ý nói thật hắn không bỏ được rời đi nơi này chế tác khôi lỗi thú lợi nhuận rất lớn Bạch Long Cốc tu tiên tài nguyên phong phú, ở chỗ này cái 10 năm 8 năm, hắn có lẽ có thể góp nhặt đến mua sắm trúc cơ đan linh thạch, thế nhưng là thiên binh lâu tìm tới cửa, cho hắn hai con đường, hoặc là thay thiên binh lâu luyện chế khôi lỗi thú, hoặc là ly khai. Thiên binh lâu là ngụy quốc tu tiên môn phái thiên binh môn mở cửa hàng, bọn hắn khả không thể trêu vào thiên binh lâu. Chính người luyện chế khôi lỗi thú còn có thể bớt thời gian tu luyện, nếu là thay thiên binh lâu luyện chế khôi lỗi thú, bọn hắn hội đem ngươi trở thành nhất cái chế tạo tài phú công cụ. Tuy nói không cho ngươi mệt chết, bất quá sẽ liều mạng nghiền ép thời gian của ngươi. Ngươi thời gian tu luyện sẽ rất ít, tốt tại bọn hắn cho thứ hai con đường. Nhưng chúng ta ly khai Bạch Long Cốc, ta cùng trường tuyết thương lượng qua, ta cùng ngươi cùng rời đi Bạch Long Cốc, nàng lưu lại. Cái gì, đem nhị tỷ lưu lại, thiên binh lâu sẽ không tìm nhị tỷ phiền phức A. Vương Minh Chiến lắc đầu, nói ra hẳn là sẽ không, chúng ta là xúc động thiên binh lâu lợi ích, bọn hắn mới khiến cho chúng ta ly khai người nhị tỷ đã được mời xin vì bách linh lâu bánh ngọt học đồ, mỗi tháng nhất khối linh thạch, bao ăn ở, mỗi ngày làm việc 5 canh giờ, nàng dự định đến bách linh lâu học làm điểm tâm, dù sao nàng là giữa đường xuất gia cùng chuyên môn chế tác điểm tâm linh chủ sư vẫn là có rất lớn tranh lệch, bách linh lâu là bách linh môn mở cửa hàng, thiên binh lâu sẽ không làm khó người nhị tỷ. Dù sao ngươi nhị tỷ không có xúc động thiên binh lâu lợi ích, chúng ta vẫn là trở về Tống Quốc đi. Tại Tiên Duyên Thành, người đồng dạng có thể luyện chế khôi lỗi thú, Tại Tống Quốc còn có gia tộc vì ngươi chỗ dựa. Tốt à, chỉ có thể như thế, khi nào thì đi? Mau chóng lên đường thôi. Đêm dài lắm mộng, bất quá cẩn thận lý do, chúng ta muốn mua mấy trương Linh phù phòng thân, đúng, Trường Sinh, trên người ngươi còn có bao nhiêu linh thạch? Vương Trường Sinh chi tiết trả lời, còn có 452 khối, thế nào? Lục thúc, ngài trên người linh thạch không đủ a. À. Bạch Long Sơn mạch thừa thái một loại gọi Thanh Lân mã yêu thú, liền có thể tại lục địa chạy, cũng có thể phi hành trên không trung nghe nói thành niên thanh lân mã khả ngày đi nghìn dặm có mấy nhà linh thú cửa hàng buôn bán thanh lân mã ta muốn cho ngươi mua một con thanh lân mã đi đường dạng này có thể rút ngắn trở về thời gian ngựa phong thuật đi đường thực sự quá chậm khu xử phi hành linh khí lại không bay được thời gian quá dài trọng yếu nhất chính là ta lo lắng thiên binh lâu hội chơi lừa gạt chúng ta trên đường tới phần lớn là đồi núi dốc núi núi cao rừng rậm ngựa khí phi hành dễ dàng chúng mai phục mua một con linh mã thay đi bộ không thể thích hợp hơn không có vấn đề vậy liền mua một thất thanh lân mã thay đi bộ đi. Vương Trường Sinh cảm thấy Vương Minh Chiến nói rất có lý, đáp ứng. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Viễn xuất hiện tại nhất tòa chiếm diện tích rộng hơn viện lạc nội. Trong viện buộc lấy mấy chục thất lớn nhỏ không đều thanh lân mã, thanh lân mã sau lưng mọc lên một đôi thanh sắc cánh lông vũ, trên đầu có một ít lớn chừng quả đấm vảy màu xanh. Hai vị đạo hiếu, đây chính là chúng ta trong tiệm hết thảy thanh lân mã, từ nhất giai hạ phẩm đến nhị giai trung phẩm đều có, nhất giai hạ phẩm thanh lân mã khả ngày đi 300 dặm, cũng có thể ngự không phi hành, tốc độ phi hành viễn siêu hạ phẩm phi hành linh khí, giá bán 300 khối linh thạch, nhất giai trung phẩm khả ngày đi 500 dặm, giá bán 600 khối linh thạch, nhất giai thượng phẩm khả ngày đi 800 dặm, giá bán 1000 khối linh thạch, không biết các người muốn loại kia. Một tên chấp sự bộ giám nam tử trung niên chỉ vào mấy chục thất thanh lân mã, nhiệt tình giới thiệu nói: Đi qua một phen cò kè mặc cả, Vương Trường Sinh lấy 290 khối linh thạch giá cả, mua một thớt cao nửa trượng thanh lân mã, cũng hoa 10 khối linh thạch, mua 50 cân thanh hoa thảo. Thanh hoa thảo là nhất giai hạ phẩm linh thảo, rất dễ dàng gieo trồng, một năm liền có thể dài đến cao cỡ một người, thường dùng tại chăn nuôi linh mã, giá cả khá là rẻ. Ly khai linh thú cửa hàng về sau, bọn hắn đi linh phù cửa hàng, mua hai tấm độn địa phù cùng hai tấm đại hỏa cầu phù, vào lúc ban đêm, Vương Trường Sinh tự cấp thanh lân mã gieo cấm chế, thuận tiện khu xử. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến ly khai khách sạn, thẳng đến cốc bên ngoài mà đi. Ra Bạch Long Cốc, Vương Trường Sinh thả ra Thanh Lân Mã, hai người cưỡi Thanh Lân Mã, hướng phía Tống Quốc chạy đi. Thanh Lân Mã tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, hai người tiểu tiêu thất tại minh mông trong núi lớn. chương 68, mới tới Tiên Duyên Thành. Tiên Duyên Thành, Vương Thị Binh Khí cửa hàng. Vương Diệu Long tại Diệu chữ lót bài 25, năm nay đã 45 tuổi. Hắn là ngũ linh căn, tư chất rất kém cỏi, bất quá luyện khí ba tầng, nhất vợ lưỡng thiếp, dưới gối có hai đứa con trai, hai đứa con trai tư chất đều không tốt, chính thê cùng một tên thiếp thất mang thai, ngay tại Thanh Liên Sơn dưỡng thai, trước mắt tự một vị thiếp thất bồi cùng bên cạnh hắn. Vương Diệu Long tư chất không tốt, hắn biết mình lại thế nào cố gắng cũng vô pháp trúc cơ, 16 tuổi năm đó, hắn chủ động đưa ra sớm ra làm việc, thật nhiều góp nhặt một chút linh thạch, vì hậu nhân tính toán. Ra làm việc, hắn mới phát hiện sinh hoạt gian nan, ăn ở, khắp nơi đều muốn linh thạch, hắn dần dần bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh, sự sự khéo đưa đẩy, giao hữu rộng khắp. Hắn vốn là một nhà nguyên vật liệu cửa hàng trưởng quỹ, thế nhưng là hai năm trước, gia tộc đột nhiên đem nguyên vật liệu cửa hàng cải thành luyện khí cửa hàng, bán ra trung hạ phẩm linh khí. Vương Diệu Long cố gắng kinh doanh, bất quá tiền duyên thành binh khí cửa hàng tương đối nhiều, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, trước mắt vẫn ở vào hao tổn trạng thái. Vì thế, hắn đã hướng gia chủ Vương Minh Viễn đưa ra đề nghị, điều động hai tên luyện khí sư đến tiên duyên thành, đến một lần tiết kiệm nhân lực, hay là tiếp một chút tu bổ linh khí công việc, sớm tại hơn 4 tháng trước, Vương Minh Sán đã đến, bất quá một vị khác luyện khí sư chậm chạp không đến, cái này khiến Vương Diệu Long thập phần lo lắng. Dựa theo Vương Minh Sán thuyết pháp, một vị khác luyện khí sư là Vương Minh Viễn con trai độc nhất Vương Trường Sinh, Vương Diệu tổ cứ như vậy một vị cháu trai, Vương Diệu Long tự nhiên không hy vọng Vương Trường Sinh xảy ra chuyện. Vương thị luyện khí cửa hàng mang theo nhất cái tiểu viện, Vương Diệu Long cùng tộc nhân khác đều tại tiểu viện dùng cơm đang lúc hoàng hôn vương diệu long cùng vương minh sán bọn người ở tại tiểu viện dùng cơm cho bọn hắn nấu cơm chính là vương diệu long tiểu thiếp diệp lệ diệp lệ là một tên tán tu tứ linh căn dáng dấp có mấy phần tư sắc dưới cơ duyên xảo hợp nàng quen biết vương diệu long tán tu thời gian không dễ chịu khắp nơi đều muốn linh thạch tại vương diệu long dỗ ngon dỗ ngọt dưới diệp lệ rất nhanh liền đáp ứng trở thành vương diệu long thiếp thất gả cho vương diệu long về sau diệp lệ thời gian tốt hơn không ít áo cơm không lo nàng nguyện vọng lớn nhất chính là thay Vương Diệu Long sinh hạ nhất nhi nửa nữ, tốt nâng lên địa vị của mình. Vương Diệu Long chính thê cùng một tên khác tiểu thiếp đã mang thai, hiện tại tựu nàng bồi cùng Vương Diệu Long bên người, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cơm tối rất đơn giản, 20 cái bánh bao lớn, một đĩa rau xào linh thử thịt cùng nhất nồi canh bí, còn có 5 bát linh mễ cơm. Yêu thú thịt ẩn chứa linh khí, tu sĩ thường xuyên phục dụng đối tu luyện hữu ích chỗ. Vương Diệu Long biết mình ăn cũng không nhiều lắm dùng, Linh thử thịt cùng linh mễ cơm lưu cho Vương Minh Sán năm người ăn, chính hắn chỉ ăn màn thầu. Chỉ là màn thầu có chút cán, hắn muốn uống một chén canh bí, lại bị Diệp Lệ ngăn trở. Diệp Lệ từ trong hộp đựng thức ăn mang sang một bát canh nóng, có thể nhìn thấy trong canh có một đầu thịt trạng vật thể, nước canh bốc lên một cỗ mùi thơm mê người. Ngươi làm sao lại làm một chén canh? Minh Sán bọn hắn đây này, Vương Diệu Long mặt lộ vẻ không vui, hắn bình thường 10 phần tiết kiệm để dành linh thạch phần lớn lấy ra cấp hai đứa con trai mua sắm tài nguyên tu luyện hiện tại hắn chính thê cùng một tên thiếp thất mang thai hai tử nếu là có linh căn ngày sau tiêu xài càng lớn hắn nhất khối linh thạch hận không thể xem như hai khối linh thạch hoa cơm canh hoa linh thạch đều là tộc nội xuất mỗi một bút đều có ghi chép diệp lệ chỉ cấp hắn thịt hầm canh đây không phải chiêm gia tộc tiện nghi a tộc nhân khác hội nghĩ như thế nào liền biết ngươi là cái này tính tình đầu này heo tiên là ta cầu lý đồ tể nhiều ngày hắn xem ở khách quen trên mặt mũi, mới miễn phí đưa cho ta, hai vị tỷ tỷ không ở bên người, ta cần phải chiếu cố tốt thân thể của ngươi, chén này heo tiên canh là ta chuyên môn nấu cho ngươi bổ thân thể. Diệp lệ đem thân thể hai chữ nói rất nặng, Vương Diệu Long nghe lời này, mặt mò đỏ ửng. Diệp lệ năm nay 30 tuổi, chính là như lang như hổ niên kỷ, cơ hồ mỗi ngày đều muốn, chỉ có mệt chết nhiêu, nào có cầy xấu ruộng, hắn thực sự không chịu đựng nổi, lấy thân thể khó chịu làm lý do cự tuyệt Diệp lệ yêu cầu hắn còn không có qua mấy ngày dễ chịu thời gian, Diệp Lệ tự cho hắn nấu một bát heo tiên canh. Các ngươi nhị thập ngũ thúc thân thể có phần khó chịu, ta dùng một đầu miễn phí heo tiên cho hắn nấu một bát heo tiên canh, cái này không quá phận đi. Diệp Lệ nhìn về phía Vương Minh Sán, mở miệng hỏi. Vương Minh Sán ngượng ngùng nhất tiếu, nói ra, thím nói đúng lắm, nhị thập ngũ thúc gần nhất tương đối lui, là phải thật tốt bổ một chút, chúng ta không có ý kiến, nhị thập ngũ thúc, nay tối ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi trong tiệm ta nhìn là được rồi diệp lệ nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nói ra vẫn là minh sán hiểu chuyện lý ngươi ăn nhiều mấy khối linh thử thịt nay tối tự vất vả ngươi lưu thủ cửa hàng tốt ha à, dù sao trong tiệm cũng không có gì sinh ý nay tối tự vất vả ngươi minh sán vương diệu long không còn kiên trì đem heo tiên canh uống sạch sẽ đầu kia heo tiên càng là không có buông tha đúng lúc này một đạo có phần cởi mở thanh âm tựu vang lên thơm quá ha à xem ra chúng ta đến chính là thời điểm, gặp phải bữa tối. Vừa mới nói xong, Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh đi đến. Thanh lân mã tốc độ cực nhanh, hai người dùng hơn hai tháng, rốt cục đi tới Tiên Duyên Thành. Minh Sán, Trường Sinh, các ngươi tại sao lâu như thế hái được? Vương Diệu Long hai mắt sáng lên, đứng dậy, ân cần hỏi han. Trên đường có việc chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng nhị thập ngũ thúc lo lắng. Vương Diệu Long khoát tay áo, cười nói ra, không có việc gì, bình an đến liền tốt, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Nhanh ngồi xuống ăn cơm, vương minh chiến cùng vương trường sinh cũng không khách khí, ngồi xuống ăn. Nhị thập ngũ thúc, cơm nước xong xuôi, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngài. Vương Diệu Long mặt lộ vẻ khó xử, nhìn một cái mặt mũi tràn đầy u oán diệp lệ. Lục ca, người cùng trường sinh đuổi đến như thế con đường, cũng mệt mỏi, các người trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm, có việc ngày mai rồi nói sau. Nhị thập ngũ thúc này tối có việc, Vương Minh Sán ra đánh một cái vòng tròn tràng. Được rồi, đã Minh Chiến có việc, vậy trước tiên nói sự đi. Làm xong trong tay sự tình lại trở về đi. Dù sao ta không vội. Diệp Lệ lắc đầu, ý vị thâm trường nói. Vương Diệu Long mặt mò ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, nói ra, biết, ta xử lý xong trong tay sự tình, sẽ lập tức trở về. Ăn uống no đủ, Vương Diệu Long, Vương Minh Chiến, Vương Trường Sinh, Vương Minh Sán bốn người tới lầu hai bên trong một gian phòng khách vương minh chiến đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần biết được vương trường sinh có thể luyện chế khôi lỗi thú vương diệu long hưng phấn vỗ vỗ cái bàn kích động nói ra tốt trường sinh làm tốt tiên duyên thành nội bán khôi lỗi thú cửa hàng chỉ có một nhà còn muốn đặt trước có khôi lỗi thú tiệm chúng ta trong sinh ý khẳng định hội tốt nhị thập ngũ thúc trường sinh có thể luyện chế khôi lỗi thú chuyện này trước mắt chỉ mấy người chúng ta biết cẩn thận lý do vẫn là đừng cho quá nhiều người biết vương minh chiến một chút do dự nhắc nhở vương diệu long khoát tay áo nói ra ta làm việc có chừng mực người yên tâm đi các ngươi mới đến khẳng định rất mệt mỏi ngay tại lầu hai nghỉ ngơi đi các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai lại bắt đầu luyện chế khôi lối thú cũng không muộn không có chuyện gì khác ta liền đi về trước nghỉ ngơi minh sán trong tiệm tựu giao cho ngươi là nhị thập ngũ thúc vương diệu long dặn dò vài câu liền vội vội vã ly khai thập nhất thúc nhị thập ngũ thúc công mặt như thế nào như vậy hồng Vừa rồi đồ ăn cũng không có thả cay a. À. Vương Trường Sinh nhìn qua vội vàng rời đi Vương Diệu Long, rất là không giải. Vương Minh Sán vỗ vỗ Vương Trường Sinh bả vai, giống như cười mà không phải cười nói ra, người còn nhỏ, về sau liền hiểu. Vương Minh Sán cấp Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh các an đẩy một gian phòng, liền xuống lầu chào hỏi khách nhân. Gian phòng không lớn, đồ dùng trong nhà đều đủ, còn có nhất cái thùng tắm. Vương Trường Sinh cởi xuống quần áo, đứng ở trong thùng tắm, trong miệng nói lẩm bẩm rất nhanh, trong phòng tụ hiện ra đại lượng lam sắc quang điểm, cũng nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành đại lượng thanh thủy, có hơn phân nửa thùng tắm nhiều. Vân Vũ quyết chỉ một điểm này tốt, tắm rửa thay quần áo thời điểm rất thuận tiện. Hắn thư thư phục phục tắm một cái, đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Hắn xếp bằng ở trên giường gỗ, mặc niệm Vân Vũ quyết đệ nhị tầng khẩu quyết, tu luyện. Rất nhanh, trong phòng tụ tràn ngập đại lượng lam sắc quang điểm. Chương 69, thu đồ điều kiện. Sáng ngày thứ hai, dùng qua điểm tâm, Vương Trường Sinh đi theo Vương Minh Chiến đi ra ngoài mua sắm luyện chế khôi lỗi thú vật liệu. Tiên Duyên Thành là xây ở Bách Thú Sơn Mạch Ngoại vi một tòa thành trì, từ trên cao thượng nhìn, Tiên Duyên Thành nội cửa hàng bố cục cực giống nhất cái cự đại bát quái. Bách Thú Sơn Mạch yêu thú đông đảo, đến nay đã tồn tại mấy ngàn năm, tứ đại tông môn định thời gian tiêu diệt toàn bộ tam giai lấy thượng yêu thú, lưu lại nhất giai cùng nhị giai yêu thú, dùng để lịch luyện đệ tử mới đồng thời cũng hấp dẫn tu tiên giả đến đây trao đổi tài nguyên tiên duyên thành từ tứ đại tông môn liên thủ thiết lập mậu dịch hưng thịnh chẳng những bày ra một bộ tam giai trận pháp cửu cung bát quái trận còn có kết đan kỳ tu sĩ tỏa trấn nhiều năm qua cũng là bình an vô sự hai bên kiến trúc phần lớn là làm ăn cửa hàng nhiều nhất là bán ra yêu thú tài liệu cửa hàng tiệm đan dược cùng binh khí cửa hàng số lượng cũng không ít cùng bạch long cốc so ra tiên duyên thành kém xa bất quá cùng thanh trúc phường thị vừa so sánh tiên duyên thành lại đại thể. Tiếp qua hơn 2 tháng, chính là Tống Quốc 20 năm một lần thăng tiên đại hội, đại lượng tu tiên giả từ Tống Quốc các nơi chạy đến, khiến cho tiên duyên thành càng thêm phồn hoa, từng cái thương gia vì mời chào khách hàng, hoặc phái người lớn tiếng gào to, hoặc cấp cho ưu đãi, thật lớn kiếm một bút. Thăng tiên đại hội chẳng những là tứ đại tông môn hấp thu máu mới một loại phương thức, càng là Tống Quốc một lần giao dịch thịnh hội. Trăm năm luyện khí lão điếm, mau vào nhìn một chút, mua tiệm chúng ta linh khí, bái nhập môn phái tỷ lệ rất lớn. Tốt nhất thanh nguyên đan, nhất giai thượng phẩm luyện đan sư luyện chế mà thành, giá cả tiện nghi, chất lượng lương hảo. Muốn mua linh phù đạo hữu mau vào nhìn một chút, bổn điếm linh phù đều là từ tiêu môn đệ tử luyện chế mà thành, chất lượng tuyệt đối có cam đoan. Trên đường phố dòng người như nước thủy triều, điếm tiểu nhị cầm khuếch đại âm thanh thạch, tại lối vào cửa hàng lớn tiếng gào to. Vương Minh Chiến đã hỏi Vương Diệu Long, Tiên Duyên Thành nội lớn nhất nguyên vật liệu cửa hàng là Thiên Linh Lâu. Thiên Linh Lâu là Thanh Dương Tông mở cửa hàng, bán ra các loại nguyên vật liệu, đại lượng mua sắm có thể hơi rẻ. Đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, kệ hàng thượng bày biện các loại vật liệu, linh thảo, khoáng thạch, lá bùa. Vương Minh Chiến kinh nghiệm rất phong phú, tìm được Thiên Linh Lâu một vị chấp sự Trần Phong, lấy 30 khối linh thạch một phần tài liệu giá cả, một hơi mua 50 phân luyện chế nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú vật liệu. Trở lại Vương thị luyện khí cửa hàng, Vương Trường Sinh lập tức bắt đầu luyện chế khôi lỗi thú. Hắn luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú xác suất thành công cũng không cao, đoán chừng cùng hắn luyện khí trình độ có quan hệ. Vì mau chóng nhường trong tiệm sinh ý tốt, Vương Trường Sinh đem thời gian tu luyện lấy ra luyện chế khôi lỗi thú, dùng hai ngày, luyện chế ra một con nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Vương Diệu Long biết được này sự, hung hăng khiển trách Vương Trường Sinh một trận, cũng nhường Vương Minh Sán giám sát Vương Trường Sinh, mỗi ngày tiêu bốn canh giờ luyện chế khôi lỗi thú, thời gian vừa đến, Vương Minh Sán liền sẽ đem tất cả vật liệu thu lại, nhưng Vương Trường Sinh hảo hảo tu luyện. Tuy nhiên bị Vương Diệu Long hung hăng khiển trách một trầu, Vương Trường Sinh trong lòng vẫn là ấm áp. Hai tháng rất nhanh liền đi qua, Vương Trường Sinh rất hít ly khai vương thị luyện khí cửa hàng. Cuộc sống của hắn trôi qua rất phong phú, ngoại trừ luyện chế khôi lỗi thú, chính là tu luyện. Trong tiệm có khôi lỗi thú bán ra về sau, sinh ý quả nhiên khá hơn, khôi lỗi thú vừa mới bày ra đến kệ hàng thượng, rất nhanh liền bán mất. Mượn nhờ khôi lỗi thú, hấp dẫn không ít luyện khí tu sĩ đến trong tiệm mua sắm linh khí. Khôi lỗi thú cùng không đủ cầu, Vương Minh Sán bắt đầu cùng Vương Trường Sinh học tập luyện chế khôi lỗi thú. Vì tiết kiệm chi phí, Vương Diệu Long phái tộc nhân đi chặt phạt một nhóm lớn phổ thông gỗ, cấp Vương Minh Sán học tập điêu khắc con rối. Vương Minh Sán ngoại trừ điêu khắc con rối, bắt đầu giáo Vương Trường Sinh luyện chế trung phẩm linh khí. Đi qua Vương Minh Sán tỉ mỉ dạy bảo cùng nhiều lần luyện tập, Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí, đương nhiên, xác suất thành công cũng không cao. Học được luyện chế trung phẩm linh khí về sau, hắn lại đi luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, xác suất thành công quả nhiên tăng cao hơn một chút. Một ngày này, Vương Trường Sinh ngay tại trong phòng luyện chế khôi lỗi thú. Tại trước người hắn có một con sinh động như thật hổ hình con rối, con rối bên ngoài thân trải rộng linh văn. Cái này hổ hình khôi lỗi là nhất giai trung phẩm khôi lỗi, có thể phun ra hỏa cầu công kích địch nhân giá bán so hắc ưng khôi lỗi cao một chút. vương trường sinh dùng thần thức khống chế linh dịch đem hổ hình con rối bao vây lại. hồng quang lóe lên, linh dịch nhao nhao tràn vào hổ hình con rối trên người linh văn bên trong, linh văn lập tức hồng quang đại phóng. vương trường sinh lấy ra nhất cái hắc sắc bình sứ, một đoàn lục sắc quang đoàn từ bên trong bay ra, hướng phía hổ hình con rối bay đi. hổ hình con rối hấp thu lục sắc quang đoàn về sau, cái này khôi lỗi thú liền xem như luyện chế hoàn thành. vương trường sinh thở dài ra một hơi hắn hoa 7 ngày thời gian, thất bại hai lần, rốt cuộc luyện chế ra cái này hổ hình khôi lỗi. Hắn thu hồi hổ hình khôi lỗi, đi vào căn phòng cách vách, đem hổ hình khôi lỗi giao cho Vương Minh Sán. Vương Minh Sán ngay tại điêu khắc con rối, bất quá hắn đao công tương đối kém, luyện tập nhiều lần, điêu khắc ra con rối 10 phần thô giáp. Không sai, cái này hổ hình khôi lỗi thú có thể phóng thích hỏa cầu thuật, giá bán 150 khối linh thạch cũng không thành vấn đề. Vương Minh Sán tán dương, thập nhất thúc, nghe nói tứ đại tiên môn ban bố thu đổ bố cáo ta nghĩ đi nhìn một chút vương minh sán gật gật đầu đi thôi nhớ kỹ không nên rời đi tiên duyên thành vương trường sinh lên tiếng quay người xuống lầu đi vào đại sảnh vương trường sinh cùng canh giữ ở sân khấu vương diệu long chào hỏi một tiếng liền đi ra ngoài cùng hai tháng trước so với trên đường phố tu sĩ càng nhiều một chén trả thời gian về sau vương trường sinh đi vào một đầu chật ních tu tiên giả đường đi trên đường phố đứng vững bốn cái thô to màu trắng cột đá, mỗi cái màu trắng trên trụ đá đều khắc lấy kim sắc văn tự, phá lệ dễ thấy. Chữ to màu vàng chính là tứ đại tông môn thu đồ điều kiện. Tống quốc có bốn môn phái, theo thứ tự là Thanh Dương Tông, Tử Tiêu Môn, Bạch Lộc Thư Viện, Dược Vương Cốc. Muốn tham gia Thăng Tiên đại hội, nhất định phải muốn đầy đủ tam cái yêu cầu, thứ nhất, chỉ cần chân linh căn tu sĩ, lại chủ linh căn cảm ứng độ cao hơn tại 70 thứ hai, phẩm tính lương hảo, không có làm điều phi pháp sẽ có chuyên gia dùng vấn tâm phù kiểm chắc, nhập môn sẽ còn vận dụng pháp bảo linh thú phát hiện nói dối, tưởng mãn hốn quá quan căn bản không có khả năng thứ ba, tuổi tác muốn tại 40 tuổi trở xuống, tu vi muốn tại luyện khí lục tầng trở lên. Đầy đủ ba yêu cầu này chỉ là bước đầu tiên, còn muốn đi tìm kiếm tứ đại môn phái ban bố nhiệm vụ. Thanh Dương Tông cần thu thập 5 loại 50 năm phân linh mộc, 10 loại trăm năm linh dược, từ Tiêu Môn cần thu thập 5 loại 50 năm phân linh thảo cùng 3 loại nhất giai thượng phẩm yêu thú linh cốt, Bạch Lộc thư viện cần thu thập ba loại 50 năm phân linh trúc, ba loại nhất giai thượng phẩm yêu thú gia thú, còn muốn đọc thuộc lòng 10 bản nho gia điển tịch, muốn bái nhập dược vương cốc cần thu thập năm loại nhất giai thượng phẩm yêu thú tinh huyết, 10 cây 50 năm phân linh dược. Vương Trường Sinh nhìn tứ tông thu đồ điều kiện, trong lòng một trận cười khổ, hắn chủ linh căn cảm ứng độ không qua 60, ngay cả tham gia thăng tiên đại hội tư cách đều không có. Chương 70, Triệu Ngọc Đường, hắn cũng không có nản chí, hắn ban đầu cũng không có tính toán gia nhập môn phái, hắn hiện tại có thể luyện chế khôi lỗi thú, mỗi chế tác một con nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, gia tộc cho hắn 7 khối linh thạch, chế tác một con nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, gia tộc cho hắn 20 khối linh thạch. Cửa hàng muốn tiền thuê, nguyên vật liệu giá cả cũng không thấp, luyện chế thất bại, gia tộc sẽ không chụp hắn linh thạch, Vương Trường Sinh đã rất thỏa mãn, hắn cần phải có thể tại 40 tuổi phía trước để giành được đầy đủ linh thạch mua sắm trúc cơ linh vật. Trúc cơ đan 10 phần đắt đỏ, có tiền mà không mua được, không phải có linh thạch liền có thể mua được, Vương Trường Sinh đành phải đem mục tiêu đặt ở cái khác trúc cơ linh vật phía trên, phục dụng cái khác trúc cơ linh vật cũng có thể trúc cơ, chỉ là xác suất thành công không có trúc cơ đan cao như vậy thôi. Trường Sinh biểu ca, người như thế nào cũng ở nơi đây. Có nhân vỗ một cái Vương Trường Sinh bả vai, một đạo ngọt ngào nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh xoay người nhìn lại, chỉ gặp Triệu Ngưng Hương đang đứng sau lưng hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tươi vui tại triệu ngưng hương bên người đứng đấy một tên bạch bạch tỉnh tịnh nho sinh trung niên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngũ cứu công ngưng hương biểu muội tại sao là các ngươi vương trường sinh hơi kinh ngạc vui vẻ nói nho sinh trung niên gọi triệu ngọc đường tại triệu gia ngọc chữ lót xếp hạng đệ ngũ dựa theo bối phận vương trường sinh phải gọi một tiếng ngũ cứu lão ra trường sinh biểu ca ngũ thúc công dẫn ta tới tham gia thăng tiên đại hội đúng trường sinh biểu ca ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ bái nhập dược vương cốc dược vương cốc lấy luyện đan thuật nghe tiếng thu hoạch được trúc cơ đan tỷ lệ cần phải lớn hơn một chút triệu ngưng hương xông vương trường sinh ngòn ngọt cười có phần hưng phấn nói vương trường sinh cười khổ không thôi ngượng ngùng nhất tiếu ta không có đạt tới thu đồ yêu cầu linh căn không hợp cách không có cách nào bái nhập môn phái triệu ngưng hương nghe vậy có phần thất vọng triệu ngọc đường vỗ vỗ vương trường sinh bả vai an ủi trường sinh cũng không phải là bái nhập môn phái mới có thể trúc cơ người ngũ cứu công không phải liền là một ví dụ a à chỉ cần siêng năng tu luyện chúc cơ vẫn là có hy vọng vương trường sinh cười gật gật đầu nói ra ngũ cứu công tự hai người các ngươi a à. ngưng hiên biểu ca có hay không tới ngưng hiên tu vi quá thấp ở nhà tu luyện ngoại trừ ta cùng ngưng hương còn có mấy người bọn hắn có việc xử lý trường sinh người còn không có dùng cơm chưa đi cứu công dẫn người đi ăn cơm mấy năm không thấy người cao lớn không ít vương trường sinh cũng không có chối từ đáp ứng triệu ngọc đường tìm một nhà tử lâu điểm ba món ăn một món canh, còn có một bình linh tử. Ba người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Trường sinh, trên tay của ta có mấy cái nhất sai thường phẩm quy miết thú yếu xuất thụ, quy miết thú thế nhưng là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, người có biết hay không người nào kinh doanh quán rượu. Mấy chén linh tử vào trong bụng, Triệu Ngọc Đường nói đến chính sự. Triệu gia tại Tiên Duyên Thành không có cửa hàng, càng không nhận ra người nào, không có người quen giới thiệu, Triệu Ngọc Đường tùy tiện bán ra quy miết thú, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói ra, không biết, nhị thập ngũ thúc công tại tiên duyên thành ngây người vài chục năm, hắn có lẽ nhận biết, cơm nước xong xuôi, ta mang ngài đi gặp nhị thập ngũ thúc công. Vậy thì tốt, đến, dùng bữa, biết ngươi thích ăn cá, cái này đạo hồng đốt kim thường chính là vì ngươi điểm. Triệu Ngọc Đường vốn chính là muốn thông qua Vương Trường Sinh, nhưng Vương ra bang bận biểu giới thiệu người quen. Ngưng hương biểu muội, di nãi nguyện ý để ngươi bái nhập tu tiên môn phái A. Vương Trường Sinh ăn nhất khối thịt cá, thuận miệng hỏi. Triệu Ngưng Hương gật gật đầu, đương nhiên, nãi nãi nếu là không đồng ý, cũng sẽ không để ngũ thúc đưa ta đến tiên duyên thành. Đúng, nghe ta nương nói, Ngọc Kiều biểu tỷ cùng Ngọc Sao biểu tỷ cũng nghĩ bái nhập tu tiên môn phái, không biết các nàng đến tiên duyên thành không có. Các nàng cũng nghĩ bái nhập tu tiên môn phái, có vân tiêu chân nhân tầng này quan hệ, các nàng không cần đến tham gia thăng tiên đại hội đi. Một mã thì một mã, Ngọc Hinh biểu tỷ là gả cho vân tiêu chân nhân hậu nhân, Nghe ta nương cùng cứu cứu nói, muốn bái nhập tử tiêu môn, vẫn là cần nhờ cố gắng của mình, nếu như bằng quan hệ liền có thể tiến nhập tử tiêu môn, tử tiêu môn đã sớm lộn xộn nói cho cùng, các nàng là không nghĩ làm thông ra công cụ, lúc này mới tưởng thử một lần, nếu như có thể bái nhập tu tiên môn phái, còn có thể tự chọn cái vị hôn phu, nếu như lưu tại gia tộc, không chừng ngày nào đó tự rớt xuống một tên vị hôn phu. Không khăn cô dâu đắp một cái, ngồi hồng cố kiệu tự gả đi. Triệu Ngọc Đường nhướng mày số mặt khiển trách, ngưng hương, có người nói như vậy a à? Người cái tính tình này lại không đổi, thật tiến vào môn phái, khẳng định ăn thiệt thòi. Triệu ngưng hương thích thẳng tới thẳng lui, có cái gì thì nói cái đó, tuyệt không che giấu, ở gia tộc còn không có vấn đề, đến môn phái, khó tránh khỏi hội đắc tội với người. Triệu ngưng hương phủi một cái miệng, chẳng hề để ý nói ra, biết, ngũ thúc công, trường sinh biểu ca cũng không phải ngoại nhân, ta nói với hắn nói lời trong lòng mà thôi, nếu như ngoại nhân, Ta đương nhiên sẽ không nói loại lời này, lại nói, ta nói cũng là sự thật, nếu như ta lưu tại gia tộc, hoặc là chiêu nhất cái trung thực đáng tin tán tu làm đến môn con rể, hoặc là cùng cái nào đó gia tộc thông gia, hôn nhân đại sự, cái nào đến phiên ta làm chủ, vẫn là tiến vào môn phái tốt, tương lai vị hôn phu có thể mình thiêu, thu hoạch được trúc cơ đan tỷ lệ cũng lớn hơn một chút, còn có thể đến giúp gia tộc một công ba việc. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc khát khao. Triệu Ngọc Đường khẽ thở dài một hơi, hắn biết Triệu Ngưng Hương nói là sự thật, bất quá hắn luôn cảm thấy Triệu Ngưng Hương đem tu tiên môn phái mơ mộng hão huyền quá, đang muốn mở miệng gian dậy vài câu, Vương Trường Sinh vội vàng đánh một cái vòng tròn tràng, ngũ cứu công, ta ăn no rồi, các ngươi nếu như ăn no rồi, ta mang các ngươi đi gặp nhị thập ngũ thúc công đi. Hiện trong tiên duyên thành tu sĩ rất nhiều, đối tu luyện hữu ích chỗ tài nguyên tu luyện đều lên giá, nhất giai thượng phẩm quy miết thú nhất định có thể bán nhất cái giá tốt. Nghe lời này, Triệu Ngọc Đường gật đầu đáp ứng, thanh toán linh thạch, cùng Vương Trường Sinh ly khai. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh mang theo hai người tới Vương Thị Luyện khí cửa hàng. Dựa vào khôi lỗi thú, Vương Thị Luyện khí cửa hàng sinh ý đã khá nhiều, Vương Diệu Long thừa cơ làm nhất cái ưu đãi hoạt động, bán mất không ít trung hạ phẩm linh khí. Nhìn thấy Vương Thị Luyện khí cửa hàng sinh ý tốt như vậy, Triệu Ngọc Đường hơi kinh ngạc. Nhị thập ngũ thúc công, đây là ngũ cứu công cùng ngưng hương biểu muội vương trường sinh chỉ vào triệu ngọc đường cùng triệu ngưng hương giới thiệu nói vương diệu long trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung chắp tay nhiệt tình nói ra nguyên lai like là triệu tiền bối không có từ xa tiếp đón thực sự thật có lỗi cái gì tiền bối không tiến bối triệu vương hai nhà là quan hệ thông gia chúng ta bối phận lấy gọi nhau huynh đệ là được ta chưa quen thuộc tiên duyên thành tình huống còn muốn dựa vào diệu long ngươi hỗ trợ nhiều hơn triệu ngọc đường khoát tay áo khách khí nói triệu gia tuy nhiên có hai vị trúc cơ tu sĩ bất quá nội tình cùng vương gia kém xa triệu ngọc đường lần này tới tiên duyên thành ngoại trừ trợ giúp triệu ngưng hương bái nhập dược vương cốc đang còn muốn tiên duyên thành thuê một gian cửa hàng bán linh ngư vương ra tại tiên duyên thành kinh doanh mấy trăm năm giao thiệp rộng hiện cần vương ra bang bận bịu địa phương rất nhiều triệu ngọc đường đương nhiên sẽ không để ý trên miệng xưng hô còn nữa nếu không phải vương gia năm đó thân xuất viện thủ triệu gia chỉ sợ sớm mất vương diệu long liên tục chối từ vẫn là từ chối không được triệu Ngọc Đường, lấy ngang hàng tương xứng. Ngọc Đường huynh, ta xác thực nhận biết hai vị khai tử lâu bằng hiếu, dạng này, ta trước giúp ngươi hỏi thăm một chút giá thị trường, chế một điểm cho ngươi thêm dẫn tiến, về phần thuê cửa hàng, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến triệu đạo hiếu, hắn phương pháp khá rộng, bất quá tiên duyên thành cửa hàng không tốt thuê, ngươi chỉ sợ muốn phá phí. Triệu Ngọc Đường mặt lộ vẻ vui mừng, khách khí nói ra, vậy liền làm phiền ngươi, chúng ta bây giờ liền ở tại phi tiên khách sạn, vừa có tin tức, người có thể đến phi tiên khách sạn cho ta biết. Tốt, vậy liền một lời đã định, có khách nhân đến, ta trước bận rộn, trường sinh, người bồi tiếp ngũ cứu công hảo hảo đi dạo một vòng. Không cần, trong tiệm bận rộn như vậy, trường sinh lưu lại hỗ trợ đi. Chính chúng ta trở về là được rồi, đưa tiến triệu ngọc đường cùng triệu ngưng hương, phương trường sinh cất bước hướng lầu 2 đi đến. Trường 71, huyền thủy ngọc bội, trở lại trong phòng, hắn xếp bằng ở trên giường gỗ, mặc niệm vân vũ quyết đệ nhị tầng khẩu quyết, tu luyện. Hắn ngay từ đầu tu luyện chính là Thu thủy quyết, bất quá về sau phụ thân nhường hắn đổi tu Vân vũ quyết. Nói thật, hắn càng có khuynh hướng tu luyện Thu thủy quyết, chủ linh căn là thủy linh căn vương gia tu sĩ, phần lớn tu luyện Thu thủy quyết. Thu thủy quyết là hoàng phẩm nhất giai công pháp, tu luyện độ khó thấp, tốc độ tu luyện tương đối tương đối nhanh, nhưng cùng vì hoàng phẩm nhất giai công pháp Vân vũ quyết tốc độ tu luyện chậm chạp, tuy nói thắng ở bình ổn, bất quá cư vương trường sinh giải hoàng phẩm nhất giai công pháp tu luyện độ khó đều tương đối thấp, tốc độ tu luyện tương đối tương đối nhanh. Hắn hỏi riêng qua tộc nhân khác, bọn hắn tốc độ tu luyện tuy nhiên không nhanh, cũng không phải quá chậm, duy chỉ có hắn tu luyện Vân Vũ Quyết tốc độ tu luyện chậm chạp, giống như rùa bò. Vân Vũ Quyết là vương minh viễn nhường vương trường sinh đổi tu công pháp, hổ giữ không ăn thịt con, vương trường sinh cho là, phụ thân không có khả năng hại mình, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sớm biết Vân Vũ Quyết tu luyện chậm như vậy, hắn tự không thay đổi tu công pháp tu tiên giới tu luyện công pháp, ấn yêu khuyết chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ phẩm giai, mỗi cái phẩm giai lại phân làm 1 đến 9 giai, trong đó thiên phẩm công pháp tối cao, hoàng phẩm công pháp thấp nhất. Nhất bộ công pháp phẩm giai phân chia, từ công pháp bổ sung thần thông, tu luyện độ khó, bình cảnh, tốc độ tu luyện cái này 4 điểm đến quyết định. Bổ sung thần thông càng lớn, tu luyện độ khó càng thấp, bình cảnh càng ít, tốc độ tu luyện càng nhanh, môn công pháp này phẩm giai cũng liền càng cao, về phần 1 đến 9 giai, đối ứng là cảnh giới. Hoàng phẩm nhất giai công pháp chỉ là có thể tu luyện tới luyện khí cửu tầng công pháp, hoàng phẩm công pháp tu luyện số người nhiều nhất, tu luyện độ khó không cao, tốc độ tu luyện không tính chậm, bất quá tương đối, bổ sung thần thông tương đối nhỏ bé, bình cảnh tương đối khá lớn. Phẩm giai càng cao công pháp, tu luyện độ khó càng cao, một môn công pháp không thể quyết định toàn bộ. Vương Trường Sinh đã từng phỏng đoán qua, Vân Vũ quyết nhưng thật ra là một loại nào đó huyền phẩm công pháp luyện khí thiên Bất quá liên tưởng đến cái kia đại công vô tư phụ thân, hắn lại bác bỏ mình phỏng đoán. Tu luyện chậm chạp hoàng phẩm công pháp không phải là không có, cái này công pháp tuy nhiên tu luyện không nhanh, bất quá thắng ở bình ổn, chỉ cần siêng năng tu luyện, tại 60 tuổi phía trước tu luyện tới luyện khí cửu tầng không thành vấn đề. Một ít tộc nhân quá chỉ vì cái trước mắt, lựa chọn tốc độ tu luyện tương đối nhanh, bình cảnh tương đối khá nhiều hoàng phẩm nhất sai công pháp, cái này công pháp tại luyện khí thất tầng trước kia tốc độ tu luyện tương đối nhanh thế nhưng là phần lớn kẹt chết tại luyện khí lục tầng, hiếm khi có thể tiến vào luyện khí thất tầng. Trưởng thành theo tuổi tác, tu sĩ khí huyết hội từng bước hao tổn, kinh mạch cũng sẽ thu nhỏ, tu luyện độ khó tùy theo đề cao, trúc cơ cũng liền càng khó. Đây cũng là bộ phận vương gia tộc lão vì sao bảy tám chục tuổi chưa thể tu luyện tới luyện khí cửu tầng nguyên nhân chủ yếu. Nếu là tốc độ tu luyện chậm chạp, tu vi quá thấp, trong thời gian ngắn chỉ có thể xử lý đơn giản một chút sự tình, giấy không đến nhiều ít linh thạch. Nếu là tốc độ tu luyện tương đối nhanh, Tu vi tương đối cao, có thể nhiều tiếp một chút nhiệm vụ, mỗi tháng giấy linh thạch cũng nhiều một chút, bất quá tương đối, tu luyện tới luyện khí lục tầng về sau, đột phá bình cảnh muốn khó một chút, Vương Trường Sinh cảm thấy phụ thân nhường hắn cải tu công pháp, hẳn là hy vọng hắn có thể bình ổn tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Sau đó một tháng, Vương Trường Sinh đều ở tại Vương thị luyện khí cửa hàng luyện chế khôi lỗi thú. Nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú lợi nhuận quá ít, hắn muốn luyện chế nhiều một chút nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú bất quá nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú tốn thời gian 5-6 ngày mới có thể luyện chế ra đến, chậm lời nói muốn 7-8 ngày. Vương Minh Sán còn tại học tập điêu khắc con rối trong thời gian ngắn không giúp đỡ được cái gì. Ngoại trừ luyện chế khôi lỗi thú cùng tu luyện, Vương Trường Sinh mỗi ngày hội rút suốt một canh giờ, giáo Vương Minh Sán điêu khắc con rối hòa luyện chế khôi lỗi thú kỹ xảo. Một ngày này, ăn cơm trưa, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh chiến xuất môn A. Hôm nay có một tràng đấu giá hội, nghe nói có phụ trợ trúc cơ linh vật xuất hiện, Vương Trường Sinh dự định đi mở rộng tầm mắt, nếu là có vừa ý đồ vật, vậy liền tận lực đấu giá mua xuống tới. Hắn hiện tại giàu chảy mỡ, trên người có hơn 400 khối linh thạch, đi đường đều mang phong. Đấu giá hội tại Phi Tiên Tháp tổ chức, Phi Tiên Tháp là nhất tòa hơn 30 trượng cao thạch tháp, cũng là tiên duyên thành nổi cao nhất nhất tòa kiến trúc. Tứ đại tông môn chấn thủ tiên duyên thành tu sĩ, liền ở tại Phi Tiên Tháp bên trong, nghe nói Phi Tiên Tháp nhưng thật ra là một hiện thượng phẩm pháp khí. Đấu giá hội tại phi tiên tháp đệ nhị tầng tổ chức, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến chạy đến thời điểm, bên trong đã là người đông nghìn nghịt. Đấu giá hội tổ chức giả áp dụng biện pháp, mỗi một vị tham gia đấu giá hội tu tiên giả muốn giao năm khối linh thạch, hội trường vẫn là đầy ắp người. Hai tầng nhưng thật ra là nhất cái 10 phần rộng rãi hình tròn quảng trường, đồng thời dung nạp hơn nghìn người cũng không đáng kể. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến tại hàng phía trước tìm lưỡng cái không vi, ngồi xuống, hai người trên tay đều có một mai lam sắc hình vuông lệnh bài, lệnh bài nhưng thật ra là một kiện khuếch đại âm thanh lệnh bài. Nếu là muốn đấu giá, sơ lên lệnh bài la lên, đấu giá hội kết thúc về sau, muốn đem lệnh bài còn cho đấu giá phương. Cũng không lâu lắm, tại một trận trầm thấp tiếng chuông trong, đấu giá hội bắt đầu. Tại hình tròn trong sân rộng, có một cái hình tròn bệ đá, trên bệ đá có một cái hình tròn bàn gỗ. Một tên một mặt tinh minh nam tử trung niên tại chúng tu sĩ nhìn chăm chú, bước đi lên hình tròn đài cao. Hoan nghênh các vị đạo hiếu, Tiền bối đến đây tham gia lần này đấu giá hội, tại Hạ Liễu Tông, phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, thượng phẩm phi hành linh khí phi vân toa, giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 khối. Nam tử trung niên giới thiệu sơ lược vài câu về sau, liền bắt đầu đấu giá một mai màu trắng phi toa. Thượng phẩm phi hành linh khí cũng không thấy nhiều, đi qua nhiều lần tăng giá, cái này mai phi thiên toa lấy 580 khối linh thạch giá cả thành giao. Sau đó, Liễu Tông lần lượt lấy ra nhiều kiện vật phẩm đấu giá, linh thú, nguyên bộ linh khí, đan dược, linh tử, chờ nhiều loại tu tiên tài nguyên, mỗi một kiện đều vỗ ra giá cao, không khí của hội trường dần dần nhiệt liệt lên. Thượng phẩm linh khí Huyền Thủy Ngọc bội, tu luyện thủy thuộc tính công pháp đạo hiếu đeo ở trên người, có thể tăng tốc hai thành tốc độ tu luyện, vật này là dùng nhị giai vật liệu luyện khí luyện chế, vốn là muốn luyện chế thành pháp khí, đáng tiếc luyện chế trên đường ra một chút sai lầm, luyện chế thành thượng phẩm linh khí, bởi vậy khối này huyền thủy ngọc bội so với bình thường thượng phẩm phụ trợ linh khí tốt hơn nhiều, giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30. Liễu Tông dơ nhất cái hộp gỗ màu xanh lam, cao giọng hô, trong hộp gỗ có nhất khối lớn chừng cái trứng gà lam sắc ngọc bội. 200 khối, 200 tam, 200 lục, vương trường sinh hai mắt sáng lên, mở miệng hô 300. Đi qua 7-8 lần tăng giá, vương trường sinh lấy 550 khối linh thạch giá cao, vỗ xuống khối này huyền thủy ngọc bội. Đương nhiên, hắn không có nhiều như vậy linh thạch, cùng vương minh chiến cho mượn 100 khối linh thạch, đây chính là tu tiên gia tộc chỗ tốt. Đây cũng không phải người khác không bỏ ra nổi 500 khối linh thạch, vừa đến, 500 khối linh thạch đều có thể mua một kiện hạ phẩm pháp khí hay là, muốn tăng thêm tốc độ tu luyện, có thể phục dụng đan dược hoặc là dùng ăn linh thiện, phụ trợ linh khí chỉ là trong đó một loại phương thức. chương 72, Địa sát chi khí, vương trường sinh bước nhanh đi đến đài cao, trả nợ linh thạch, tiếp nhận huyền thủy ngọc bội, mặt mũi tràn đầy vui vẻ trở lại chỗ ngồi. Liễu Tông lại đấu giá vài kiện thương phẩm, trong đó một con nhất giai thượng phẩm xích hỏa quả vỗ ra 800 khối linh thạch giá cao, không khí hiện trường đạt đến cao trào. Liễu Tông lấy ra nhất cái dài hơn một trượng, rộng chừng một thước hồng sắc hộp gấm, mở ra xem, bên trong có năm thanh màu đỏ thẫm phi xiên. Phía dưới là áp trục vật phẩm đấu giá thời gian, nguyên bộ pháp khí hỏa viêm xoa, bộ pháp khí này tổng cộng có 5 thanh, mỗi một kiện đều là hạ phẩm pháp khí, đồng thời tế ra, nhị giai hạ phẩm yêu thú cũng không dám ngạnh kháng, uy lực to lớn, giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối. Lần này đấu giá hội có không ít chúc cơ tu sĩ tham gia, bộ này nguyên bộ pháp khí đưa tới bọn hắn kịch liệt đấu giá, cuối cùng lấy 1.200 khối linh thạch, bị một vị người mặc lam sắc nho sam nho sinh trung niên đập đi. Nho sinh trung niên ống tay áo thượng thêu lên nhất cái lam sắc mặt trăng đồ án, ở bên cạnh hắn, tụ tập mười mấy danh nam nữ trẻ tuổi, ống tay áo thượng đều có nhất cái lam sắc mặt trăng đồ án lam nguyệt hồ uông gia trách không được như thế xa hoa vương trường sinh âm thầm kinh ngạc lam nguyệt hồ uông gia là tống quốc đệ nhất tu tiên gia tộc tộc nội có kết đan kỳ tu sĩ tự ngay cả tống quốc tứ tông cũng không dám khinh thị uông gia kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá là ba bình nhị giai đan dược hồi linh đan chúc cơ tu sĩ phục dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hơn phân nửa pháp lực mỗi một bình hồi linh đan đều vỗ ra nhất cái giá cao trong đó hai bình hồi linh đan bị uông ra tu sĩ đấu giá mua hạ. Để tam kiện áp trục vật phẩm đấu giá là hai cái hỏa thuộc tính nhị giai hạ phẩm yêu đan, bị một vị người mặc đạo bào màu đỏ nam tử trung niên đập đi. Hai bình nhị giai trung phẩm đan dược, dưỡng thần đan, đan này có lớn mạnh thần thức hiệu quả, vô luận là trúc cơ kỳ hay là luyện khí kỳ phục dụng, đều có thể lớn mạnh thần thức, dùng lục lục 36 loại nhị giai linh dược luyện chế mà thành, tách ra đấu giá, giá quy định 300 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể thiếu tại 50 khối linh thạch. Liễu Tông chỉ vào trên cái bàn tròn lưỡng cái thanh sắc bình xứ, lớn tiếng nói. Dưỡng thần đan, lớn mạnh thần thức, vương trường sinh có phần tâm động, vội vàng cấp vương minh chiến truyền âm, lục thúc, giúp ta đấu giá mua xuống bình dưỡng thần đan, vật này đối ta luyện chế khôi lỗi thú có trợ giúp. Vương minh chiến đầu tiên là sướng sờ, gật đầu đáp ứng. Hai bình dưỡng thần đan cuối cùng lấy 650 khối, 750 khối giá cả thành giao, một bình dưỡng thần đan bị uông ra tu sĩ đập đi, một cái khác bình đã rơi vào vương minh chiến trên tay. Như yên, bình này dưỡng thần đan đối người tu luyện hữu ích chỗ, người cầm đi. Uông họ nho sinh đem dưỡng thần đan đưa cho bên cạnh một tên 20 tuổi thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ người mặc tử sắc váy ngắn, dáng người cao gầy, mặt thi đấu phủ dung, da như mỡ đông, hai cổ tay thượng các mang theo một con tử sắc linh đang, người mặc tử sắc dài thêu, một đầu mái tóc đen nhánh tùy ý tản mát trên bờ vai. Tạ ơn ngũ thúc, Phái tím thiếu nữ ngòn ngọt cười, thanh âm thanh thúy êm tai. Vương Trường Sinh từ Vương Minh Chiến trên tay tiếp nhận dưỡng thần đan, ở bên cạnh tu sĩ ánh mắt hâm mộ dưới, cảm ơn một câu. Đập đi hai bình dưỡng thần đan về sau, Liễu Tông lấy ra tam cái lớn chừng bàn tay lam sắc bình xứ. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá, tam phần xuất từ đồng nhất sát khanh huyền băng chân sát, tu luyện thủy hệ hoặc là băng hệ luyện khí kỳ tu sĩ, có thể mượn trợ huyền băng chân sát trúc cơ, Huyền băng chân sát đối thủy hệ cùng băng hệ pháp thuật có tăng phúc hiệu quả, tại trúc cơ đan bị nghiên cứu ra trước khi đến, đại đa số tu tiên giả đều là mượn nhờ địa sát chi khí trúc cơ, dùng địa sát chi khí phụ trợ trúc cơ từ xưa cũng có, liền xem như hiện tại, trên thị trường còn có thể mua được tương quan điển tịch. Dùng địa sát chi khí tuy nhiên có thể trúc cơ, bất quá sát khí từ đầu đến cuối không phải vật gì tốt, coi như thành công trúc cơ, sát khí sẽ còn lưu tại thể nội, cần phục dụng đan dược hoặc là đeo đem đối ứng bảo vật chậm rãi hóa giải thể nội sát khí, nếu không sát khí sẽ phá hư tu tiên giả kinh mạch, như chậm chạp không thể hóa giải sát khí, thời gian dài, tu tiên giả cuối cùng sẽ bị lạc thần trí, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật, chính là cái này nghiêm trọng thiếu hụt, tu tiên giới có rất ít nhân dùng địa sát chi khí trúc cơ. Uông họ nho sinh chậm rãi nói, Uông tiền bối nói đúng lắm, bất quá trúc cơ đan cực kỳ khó được, như tại tứ đại tông môn có quan hệ, có lẽ còn có thể lấy tới trúc cơ đan, trúc cơ đan rất ít dẫn ra ngoài, đang ngồi trúc cơ kỳ tiền bối, cũng không phải là đều là phục dụng trúc cơ đan trúc cơ A. Địa sát chi khí mặc dù sẽ phá hư tu tiên giả kinh mạch, bất quá có thể thông qua đan dược hoặc là bảo vật hóa giải, tu tiên giả vốn là nghịch thiên hành sự, ngay cả một điểm nguy hiểm cũng không chịu bốc lên, có thể tại tiên đổ đi bao xa. Vương Trường sinh hơi kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới trúc cơ linh vật là địa sát chi khí. Cư hắn biết, địa sát chi khí là lòng đất đản sinh một loại đặc thù sát khí, chủng loại đông đảo, công hiệu khác nhau, tại trúc cơ đan không có bị nghiên cứu ra trước khi đến, đại đa số tu tiên giả đều là thông qua địa sát chi khí bước vào trúc cơ kỳ, có địa sát chi khí có thể cường hóa nhục thân, dù là không có tu luyện qua công pháp luyện thể, đồng dạng tay thiện nghệ tê xài lang hổ báo, có địa sát chi khí có thể cường hóa ngũ quan, có thể nhìn càng thêm xa, nghe được càng xa, địa sát chi khí thậm chí có thể từng bước tăng trưởng người tu luyện thần thức. Địa sát chi khí sinh ra tối thiểu muốn hơn 500 năm, mà lại chỉ có số ít địa sát chi khí đối tu luyện có trợ giúp, Bất quá theo thời đại tiến bộ, địa sát chi khí từng bước thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, không lỗi thời đến nay ngày, vẫn là có một số nhỏ tu sĩ sử dụng địa sát chi khí trúc cơ, dù sao trúc cơ đan quá hiếm có. Tu tiên môn phái một mực đem khống trúc cơ đan, tùy tiện không dẫn ra ngoài, không phải tông môn tu sĩ muốn trúc cơ, đành phải mượn nhờ cái khác linh vật, không tá trợ linh vật thành công trúc cơ tỷ lệ thấp đến không đáng kể. Hắc hắc, trúc cơ về sau, có thể qua cái 200 tuổi đại thọ, lão tử cũng không muốn tại luyện khí kỳ ngốc cả một đời, báo tưởng giá đi. Một tên mặt mũi tràn đầy giữ tợn gã đại hán đầu chọc sờ lên trụi lùi đầu, thúc giục nói. Đúng đấy, cổ tu sĩ thông qua địa sát chi khí trúc cơ, không phải cũng tu luyện tới tầng thứ cao hơn a? À. Bọn hắn có thể tu luyện tới tầng thứ cao hơn, chúng ta vì cái gì không thể. Báo tưởng giá đi, Liễu Tông hài lòng cười cười, mở miệng nói ra, huyền băng chân sát ba bình, tách ra đấu giá, mỗi một bình huyền băng chân sát giá quy định một ngàn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Một ngàn, một ngàn nhị, một ngàn tam. Tuy nhiên lợi dụng điện sát chi khí trúc cơ có hại đầu, thế nhưng là trúc cơ đan 10 phần hiếm có, rất nhiều tu sĩ tham dự cạnh tranh huyền băng chân sát, vương minh chiến cũng mở miệng kêu giá. Có thể bắt lão thử mèo chính là tốt mèo, có thể phụ trợ trúc cơ linh vật chính là đồ tốt. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, tụ nói liên tục xuất điện sát chi khí tệ nạn uông họ nho sinh, cũng mở miệng kêu giá. Ba bình huyền băng chân sát, phân biệt lấy 6.000 năm, 7.000 tam, 7.000 năm giá cả thành giao, toàn bộ bị uông ra vỗ xuống, uông ra không hổ là tống quốc đệ nhất tu tiên gia tộc, tài đại khí thô. Không thể vỗ xuống một bình huyền băng chân sát, vương minh chiến trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. chương 73, Triệu Ngọc Đường thỉnh cầu, trên đường trở về, vương minh chiến không nói một lời, cau mày. Vương trường sinh do dự một chút, tò mò hỏi, lục thúc, người thật tưởng vỗ xuống một bình huyền băng chân sát ra. Vương Minh Chiến gật gật đầu, nói, đương nhiên, không phải ta liều mạng kêu giá làm gì, chúng ta vương ra tiên tổ vương nguyên cương chính là lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ, lão nhân ra ông ta còn để lại lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ tâm đắc, không có cách, trúc cơ đan quá mắc, người biết một mai trúc cơ đan muốn bao nhiêu linh thạch a? À. Nhiều ít, Vương Minh Chiến dựng thẳng lên ba ngón tay, trịnh trọng nói ra, ba vạn trở lên, có tiền mà không mua được, nhị bá phục dụng viên kia trúc cơ đan, dùng tộc nội hơn phân nửa tích xúc vì hộ tống trúc cơ đan, tam bá công tự mình dẫn người hộ tống, tùy hành luyện khí kỳ tộc nhân chết 10 người, trọng thương ba người, tam bá công cũng bị trọng thương, trở về không bao lâu tự tả thế, tốt tại nhị bá thành công trúc cơ, gia tộc lúc này mới có thể bảo toàn, cũng chính bởi vì vậy, gia tộc chúng ta chỉ có nhị bá một vị chúc cơ tu sĩ. Ba vạn lấy thưởng, muốn nhiều như vậy, vương trường sinh nuốt nước miếng một cái, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hắn luyện chế ra một con nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú, có thể đạt được bảy khối linh thạch, 3 vạn khối linh thạch, muốn luyện chế 4.300 chỉ nhất sai hạ phẩm khôi lỗi thú mới có thể góp nhặt đến 3 vạn khối linh thạch. Một con nhất sai hạ phẩm khôi lỗi thú nhanh nhất muốn 2 ngày mới có thể luyện chế ra đến, dựa theo dạng này suy tính, muốn 6 năm mới có thể góp nhặt đến 3 vạn khối linh thạch. Trọng yếu nhất chính là, chúc cơ đan có tiền mà không mua được, vẫn là khoai lang bỏng tay. Đó cũng không phải là, nghe nói chúc cơ đan là dùng nhiều loại tam giai linh dược làm chủ dược, 7749 loại nhị giai linh dược làm phụ thuốc luyện chế mà thành, mười phần chân quý tại tu tiên môn phái không có quan hệ, đừng nói chúc cơ đan, chỉ cần có thể phụ trợ chúc cơ linh vật đều là có tiền mà không mua được. người không thấy uông ra tu sĩ trên miệng nói điện sát chi khí đối tu tiên giả không tốt, không phải là đấu giá mua hạ ba bình huyền băng chân sát ga à. lấy uông ra thế lực hóa giải sát khí không phải việc khó. nói đến đây, vương minh chiến trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình hâm mộ, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, mỉm cười vỗ vỗ vương trường sinh bả vai động viên nói người còn trẻ còn có bó lớn cơ hội hảo hảo làm việc siêng năng tu luyện lục thúc tin tưởng ngươi có thể chúc cơ ừm ta sẽ cố gắng trở lại vương thị luyện khí cửa hàng vương trường sinh phát hiện vương diệu long không tại trong tiệm hỏi trong tiệm tộc nhân mới biết được triệu ngọc đường cùng triệu ngưng hương tới ngay tại hậu viện nói chuyện phiếm đi vào hậu viện vương trường sinh thấy được triệu ngọc đường cùng triệu ngưng hương cùng lần trước khác biệt chính là triệu ngọc đường sắc mặt có chút khó coi triệu ngưng hương tựa hồ vừa khóc qua hai mắt ửng đỏ trên thân hai người quần áo có phần rách tung tóe mặt mày xám xịt. Vương Diệu Long cau mày, giống như gặp việc khó gì. Ngũ cứu công, ngưng hương biểu muội xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi như thế nào làm thành dạng này? Vương Trường Sinh có chút kỳ quái hỏi. Triệu ngưng hương nghe vậy, nước mắt không cầm được chảy ra, khóc thút thít nói. Trường Sinh biểu ca, thất thúc, bát thúc, thập cô bọn hắn đều đã chết. Bọn hắn vì bảo hộ ta, bị nhị giai trung phẩm yêu thú giết chết. Trường bối vì cứu nàng, chết thảm tại yêu thú khẩu dưới, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Triệu Ngọc Đường khoát tay áo, an ủi tốt, đừng khóc, ngày sau có cơ hội, ngươi lại báo thù cho bọn họ đi. Vương Trường Sinh nghe lời này, cũng mở miệng an ủi, đúng vậy a. À. Ngưng hương biểu muội, ngươi chớ khóc, nhân chết không thể phục sinh. Vương Minh Chiến cũng mở miệng an ủi, Triệu Ngưng Hương lúc này mới đình chỉ thuốc thiết, lau khô nước mắt. Diệu Long, ta biết việc này làm ngươi khó xử, bất quá ta cũng là không có cách nào, tiếp qua hơn 2 tháng, thăng tiên đại hội liền muốn kết thúc, ta nếu là trở về gia tộc viện binh, vừa đi vừa về cũng muốn hơn 4 tháng, căn bản không kịp, còn ngươi xem ở nhị tỷ phân thượng, giúp chúng ta triệu ra một lần. Triệu Ngọc Đường đứng dậy, sông vương diệu long cúi người hành lễ, thành khẩn nói. Triệu Ngưng Hương cũng đứng dậy, quỳ xuống, sông vương diệu long trùng điệp dập đầu ba cái, cầu khẩn nói cứu công, mời ngươi giúp đỡ chút, Ngưng Hương dập đầu cho ngươi. Nếu ta có thể bái nhập dược vương cốc, nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài không được, không được, mau dậy đi. Vương Diệu Long vội vàng đỡ dậy Triệu Ngưng Hương, nhị thập ngũ thúc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Minh Chiến lơ ngơ, là chuyện như thế, ta tưởng xin các người vương ra hỗ trợ, cùng chúng ta tiến nhập bách thú sơn mạch tìm kiếm linh vật, còn kém một loại linh vật, Ngưng Hương liền có thể bái nhập dược vương cốc, cứ như vậy từ bỏ thật là đáng tiếc, ngoại trừ Ngưng Hương, còn có năm tên tộc nhân, bất quá bọn hắn tối cao bất quá luyện khí bốn tầng, không giúp đỡ được cái gì, Ta tưởng xin các ngươi vương gia giúp đỡ chút, chỉ cần ba tên luyện khí lục tầng tu sĩ hỗ trợ là được, ta biết yêu cầu này rất quá đáng, bất quá ta là bây giờ không có biện pháp. Bách thú sơn mạch trong sinh hoạt đại lượng yêu thú, luyện khí lục tầng trở xuống tiến nhập bách thú sơn mạch chính là chịu chết, lâm gia chúng ta liên lạc không được, chỉ có thể xin các ngươi vương gia hỗ trợ. Triệu Ngọc Đường êm tai nói, vốn cho rằng một tên trúc cơ tu sĩ tăng thêm bốn tên luyện khí thất tầng nhất định có thể tìm đủ tất cả linh vật không nghĩ tới gặp được hai cái nhị giai trung phẩm hổ yêu, ba tên luyện khí thất tầng tộc nhân đoạn hậu, hắn cùng triệu ngưng hương mới lấy mạng sống. Còn có năm tên triệu gia tộc nhân, vốn là dự định lưu tại tiên duyên thành làm ăn, tu vi cũng không cao, một tên luyện khí bốn tầng, bốn tên luyện khí ba tầng, căn bản không giúp đỡ được cái gì, lâm gia lại liên lạc không được, triệu ngọc đường đành phải hướng vương gia xin giúp đỡ. Vương Diệu Long cảm thấy rất khó khăn, triệu vương hai nhà mặc dù là quan hệ thông gia, thế nhưng là loại chuyện này, hắn thật đúng là không thể đáp ứng. Triệu gia ba tên luyện khí thất tầng đều đã chết, vương gia tu sĩ nếu như bước triệu gia tu sĩ theo gót, hậu nhân của bọn họ thân quyến còn không phải gia tộc móc linh thạch nuôi dưỡng, không có thực sự lợi ích, vương diệu long sẽ không đáp ứng, xảy ra sai sót, vương diệu long không có cách nào cùng ngộ hải tộc nhân gia quyến bản giao. Bất quá hai nhà là quan hệ thông gia, trực tiếp cự tuyệt lại không tốt. Vương Diệu Long do dự một chút, nói ra, Ngọc Đường Huynh, không phải ta không giúp ngươi, chuyện này ta thật sự là bất lực, người nói vạn nhất có cái sai lầm, ta không có cách nào cùng bọn hắn ra quyến bản giao A, đương nhiên, hai chúng ta ra là quan hệ thông gia, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, như vậy đi. Ta lấy giá vốn, bán cho ngươi hai cái nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú tương đương với luyện khí lục tầng tu tiên giả, ngươi là trúc cơ tu sĩ, đồng thời khống chế hai cái nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú dư xài, ngươi xem coi thế nào. Nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú. Triệu Ngọc Đường có phần tâm động, hắn biết, đây là vương gia có thể cho cùng lớn nhất trợ giúp, có hai cái luyện khí lục tầng khôi lỗi thú, lại để cho năm tên tộc nhân hỗ trợ, có lẽ có thể tìm tới cuối cùng một loại linh vật. Tốt a, à, vậy xin đa tạ rồi, chúng ta lại mua một chút linh phù linh khí, cần phải có thể tìm tới cuối cùng một kiện linh vật. Vương Diệu Long gật gật đầu, cười nói ra, nhất định có thể, hai cái nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, 80 khối linh thạch, hai cái 160 khối linh thạch. Triệu Ngọc Đường thanh toán linh thạch từ vương diệu long trên tay tiếp nhận hai cái nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú mang theo triệu ngưng hương ly khai nhị thập ngũ thúc công người làm gì không giúp ngưng hương biểu muội hai chúng ta ra là quan hệ thông gia giúp đỡ cho nhau không phải rất bình thường sao vương trường sinh phàn nàn nói triệu ngọc tuệ đối với hắn rất tốt hắn cảm thấy giúp một tay triệu ngưng hương không có gì vương diệu long mở chừng hai mắt không chút khách khí khiển trách người biết cái gì nếu như ta để ngươi lục thúc cùng bọn hắn lên núi Ngươi lục thúc nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ta như thế nào cùng ngươi lục thẩm bàn giao? Ta biết Triệu gia phía trước giúp Vương gia chúng ta, bất quá chúng ta cũng không để cho Triệu gia giúp không bận bịu, gia tộc và giữa gia tộc, chỉ có lợi ích, không có lợi ích sẽ còn lỗ vốn sự tình, kiên quyết không làm. Chương 74, Lưu Nguyệt Dung. Triệu Ngọc Tuệ đối Vương Trường Sinh vô cùng tốt, Triệu Ngọc Chí khi còn tại thế, thường xuyên mang theo Vương Trường Sinh đi Triệu gia chơi, Vương Trường Sinh đối Triệu gia tương đối thân cận. Nhìn thấy triệu ngưng hương khóc lê hoa đái vũ, hắn nhịn không được động lòng chắc ẩn, lúc này mới thay triệu gia nói một câu lời hữu ích, không nói chuyện nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn tự hối hận. Vương gia cùng triệu gia dù sao chỉ là quan hệ thông gia, không phải đồng tông đồng nguyên người một nhà, không có thật sự chỗ tốt, vương gia tu sĩ không có lý do vì triệu gia bán mạng, lúc trước triệu gia hỗ trợ nói cùng, thế nhưng là đạt được vương gia nuôi tầm chi thuật, triệu gia từ đầu tới đuôi chỉ là động động mồm mép. Hiện tại triệu gia không có lấy ra cái gì chỗ tốt, trông cậy vào vương gia xem ở qua đời triệu ngọc trí trên mặt mũi, giúp triệu gia một tay, vương gia căn bản không có khả năng đáp ứng. Vương Minh Chiến nhẹ gật đầu, sụ mặt khiển trách đúng vậy a à. Trường sinh, người không thể xử trí theo cảm tính, triệu gia cùng chúng ta vương gia là quan hệ thông gia, có thể giúp chúng ta tuyệt đối không chối từ, điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại chúng ta vương gia lợi ích, ta biết ngọc tuệ gì đối ngươi vô cùng tốt, ngươi thân cận triệu gia không có vấn đề, bất quá không thể tổn hại chúng ta vương ra lợi ích, người nếu là quan tâm ngưng hương, có thể mua mấy chương linh phù đưa cho ngưng hương hộ thân, bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngưng hương nhà đầu này lòng giả cao, người khả lưu không được nàng. Vương Minh Chiến coi là vương trường sinh thích triệu ngưng hương, lúc này mới thay triệu ra nói tốt. Nhị thập ngũ thúc công, lục thúc, ta biết sai, là ta cân nhắc không chu toàn, ta chỉ là đem ngưng hương biểu muội xem như muội muội mà thôi. Trên tay của ta có một con nhất giai trung phẩm hắc ưng khôi lỗi, ta tưởng đưa cho ngưng hương biểu muội hộ thân, các ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngươi bỏ được, cái này không có vấn đề, bất quá ngươi không thể nói là ngươi luyện chế, muốn nói là ngươi thập nhất thúc luyện chế, ngươi biết luyện chế khôi lỗi thú chuyện này, tạm thời không thể công bố ra ngoài, ta đưa ngươi đi. Vương Minh Chiến có chút không yên lòng, Vương Trường Sinh dù sao tuổi trẻ, hắn lo lắng Vương Trường Sinh tự mình ly khai tiên duyên thành, cùng Triệu Ngọc Đường tiến nhập bách thú Sơn Mạch. Vương Trường Sinh hiện tại thế nhưng là Vương Gia Kim U Cục, Vương Diệu Long chờ người tuyệt đối không cho phép Vương Trường Sinh xuất hiện điểm lấm tấm ngoài ý muốn. Vương Trường Sinh cũng không có phản đối, đi theo Vương Minh Chiến đi tới phi tiên khách sạn, tự tay đem hắc ưng khôi lỗi đưa cho Triệu Ngưng Hiên. Triệu Ngưng Hương cảm động hết sức, Vương thị luyện khí trong tiệm có nhất sai trung phẩm khôi lỗi thu bán, giá cả tại 100 khối linh thạch trở lên. Vương Trường Sinh tương đương đưa cho nàng hơn 100 khối linh thạch, hơn 100 khối linh thạch đối nàng trước mắt mà nói là một khoản tiền lớn. Nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ cảm kích nói ra, trường sinh biểu ca, cảm ơn ngươi, nếu ta có thể bái nhập dược vương cốc, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Vương trường sinh mỉm cười, nói, di nãi đối với ta rất tốt, ta tốt với ngươi là cần phải, ngưng hương biểu muội ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bái nhập dược vương cốc, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, hy vọng ngươi có thể an toàn trở về. Ừm, um, ta nhất định sẽ bái nhập dược vương cốc, triệu ngưng hương nặng nề gật đầu, ánh mắt kiên định vô cùng. Vương Trường Sinh cùng Triệu Ngưng Hương nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ ly khai. Trở lại vương thị luyện khí cửa hàng thời điểm, vương trường sinh phát hiện trong tiệm tới ba tên nam nữ trẻ tuổi. Ba người ống tay áo thượng đều có một cái sơn cốc đồ án, đây là dược vương cốc tiêu chí. Ba người niên kỷ cũng không lớn, đều là trúc cơ tu sĩ. Hai nam một nữ, một tên nam tử người mặc áo nho màu xanh, đối mặt nhã nhặn, trắng tinh, trên tay cầm lấy một thanh linh quang lòe lòe màu trắng quạt giấy. Một tên khác nam tử làn da ngăm đen, lưng hùm vai gấu, cơ bắp phồng lên, dương cương khí thức 10 phần, duy nhất nữ tử người mặc váy dài màu lam, niên kỳ tại chừng 20 tuổi, ngũ quan thanh thuần, khuôn mặt viên viên, mắt to đen nhánh, lộ ra hoạt bát đáng yêu. Tam vị tiền bối, bản điếm xác thực không có nhị giai khôi lỗi thú bán, nếu là có, đã sớm bán cho các ngươi, vãn bối nào dám lửa gạt tam vị tiền bối. Vương Diệu Long cười theo nói, hừ, nếu để cho ta phát hiện ngươi dám gạt chúng ta, muốn ngươi đẹp mặt. Thanh Sam nho sinh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ không vui đã không có nhị giai khôi lỗi thú bán chúng ta liền đi đi thôi làm váy như tử quay người ly khai không nguyện ý dừng lại lâu thêm thanh sam nho sinh cùng đại hán mặt đen vội vàng đuổi theo trong miệng hô hào lưu sư muội nhị thập ngô thúc bọn hắn muốn mua nhị giai khôi lỗi thú vương minh chiến thuận miệng hỏi ừm um, chúng ta không có ta tự nhiên chỉ có thể thành thật trả lời không nói cái này trường sinh đem đồ vật đưa cho ngưng hương không có vương trường sinh nhẹ gật đầu đưa ta cùng ngưng hương biểu muội nói mấy câu, liền trở về. Đưa liền tốt, người hồi trên lầu tu luyện đi, không nên đến chỗ chạy loạn. Vương trường sinh lên tiếng, trở về phòng tu luyện. Nam cung sư huynh, người không phải nói tiên duyên thành là đại phường thị, sẽ có nhị giai khôi lỗi thú bán ra a à. Chúng ta đi dạo hết tiên duyên thành, căn bản mua không được nhị giai khôi lỗi thú, sớm biết dạng này, ta tự không cùng trần sư huynh đến tiên duyên thành thu đồ. Làm váy như tử phủi một cái miệng, có chút bất mãn nói. Thanh Sam Nho sinh ngượng ngùng nhất tiếu, giải thích nói, Lưu Sư muội ta không có lừa ngươi, ta trước kia đúng là tiên duyên thành bách khôi lâu mua được nhị dai khôi lỗi thú, ta đưa ngươi cái nào một con nhị dai khôi lỗi thú chính là ta tại tiên duyên thành mua được, ta cũng biết bách khôi lâu nhị dai khôi lỗi sư điều đến chỗ khác. Đại hán mặt đen cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, hừ, ta nhìn tiên duyên thành căn bản cũng không có nhị dai khôi lỗi thú, Lưu Sư muội bách thú sơn mạch yêu thú tài nguyên phong phú, không bằng chúng ta lên núi săn giết yêu thú đi ta chuẩn bị cho ngươi mấy cái nhị dài yêu đan làm váy nữ tử nhíu mày có chút không vui nói ra yêu đan Ngô sư huynh người không phải không biết ta đối luyện đan chi thuật không có hứng thú cũng không thích chém chém giết giết đúng đấy Ngô sư huynh người cho rằng Lưu sư muội giống như ngươi tự thích chém chém giết giết ha à. Thanh Sam nho sinh gật đầu phụ họa nói hư ngươi biết cái gì Lưu sư muội ta cùng người nghe ngóng bách thú sơn mạch linh dược tài nguyên phong phú đã từng có nhân hái tới chú nhan quả chú nhan quả công hiệu, không cần ta nhiều lời đi. Nói bậy, chú nhan quả 559, đây chính là tam giai linh quả, gieo trồng độ khó cực cao, bách thú sơn mạch làm sao lại có hoang dại tam giai linh quả, coi như thật sự có chú nhan quả, những cái kia yêu thú không ăn đi sẽ chở ngươi đến hái A. À. Bách thú sơn mạch đã tồn tại mấy ngàn năm, có hoang dại chú nhan quả thụ cũng không kỳ quái, ngươi không phải là sợ bị yêu thú ăn hết đi. Nếu như ngươi sợ, chính ta bồi lưu sư muội đến liền tốt làm váy nữ tử có phần tâm động vị kia nữ tử không nghĩ thanh xuân mãi mãi đây nàng trừng mắt nhìn nghi ngờ nói một sư huynh người xác định bách thú sơn mạch có chú nhan quả Người không phải là gạt ta đi hắc hắc lưu sư muội ta ngô thiên hổ lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi a à. ta cũng là nghe nói bất quá coi như không có chú nhan quả cũng có thể sát mấy cái nhị gia yêu thú nhị gia yêu thú thể nội khả năng có yêu đan lưu sư muội người không phải có một con nhất giai thượng phẩm hồng thủy linh hạc a à. Không Trụy Linh Hạc là hỏa thuộc tính linh cầm, như ăn vào mấy khỏa nhị giai hỏa thuộc tính yêu đan, có nhất định tỷ lệ tiến giai, như Lưu Sư muội coi trọng cái gì linh thú, ta giúp người bắt trở lại, Bách thú sơn mạch yêu thú đông đảo, khẳng định sẽ có Lưu Sư muội thích linh thú. Ngô Thiên Hổ cười hắc hắc, vỗ ngực bảo đảm nói, trong mắt lộ ra một tia đắc ý. Làm váy thiếu nữ là Dược Vương cốc trưởng môn Lưu Hồng Quang độc nữ Lưu Nguyệt Dung, Lưu Hồng Quang không phải tu sĩ kim đan, bất quá hắn là Dược Vương cốc kim đan chân nhân đệ tử, địa vị siêu nhiên không thể lưu sư muội trần sư huynh liên tục căn dặn người không thể đi bách thú sơn mạch bách thú sơn mạch yêu thú đông đảo nghe nói xuất hiện qua tam gia yêu thú người cũng không nên xúc động thanh sam thanh niên hảo tâm khuyên nhủ hư nam cung thần người nếu như sợ có thể không đi bách thú sơn mạch muốn thật sự có tam gia yêu thú tứ đại tông môn tu sĩ kim đan sớm đã đem hắn tiêu diệt mỗi cách một đoạn thời gian tứ đại tông môn đều sẽ định thời gian phái người tuần tra bách thú sơn mạch thật có tam gia yêu thú bọn hắn đã sớm phát hiện lại nói lưu sư muội tu luyện là thu thủy kiếm pháp còn có rất nhiều bảo vật hộ thân coi như đụng phải tam gia yêu thú chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra lui một vạn bộ tới nói chỉ cần chúng ta không tiến nhập bách thú sơn mạch chỗ sâu quả quyết sẽ không có cái gì nguy hiểm có ta bảo vệ ngươi lưu sư muội ngươi sẽ không gặp nguy hiểm ngô thiên hổ vỗ vỗ lồng ngực lòng tin tràn đầy nói lưu nguyệt dung cảm thấy ngô thiên hổ nói có đạo lý chỉ cần không tiến nhập bách thú sơn mạch chỗ sâu sẽ không có nguy hiểm dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy chúng ta liền đi bách thú sơn mạch nhìn một chút vừa vặn ta tưởng thử một lần kia mấy cái nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú uy lực nam cung sư huynh ngươi nếu là không dám đi nhưng không cho đi cùng trần sư huynh cáo trạng nếu không ta về sau không để ý tới ngươi hừ ai nói ta không dám ta cũng có thể bảo hộ ngươi tốt vậy chúng ta hiện tại tựu lên đường đi ý kiến đạt thành nhất trí ba người hướng phía tiên duyên thành cửa ra vào đi đến chương 75, luyện khí thất tầng, 7 ngày, rất nhanh liền đi qua, vương trường sinh xếp bằng ở trên giường gỗ, đôi mắt khép hờ, ngược mang theo huyền thủy ngọc bội, trong phòng tràn ngập đại lượng lam sắc quang điểm. Lam sắc quang điểm phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, chậm rãi hướng phía vương trường sinh dựa vào, nương theo lấy vương trường sinh thôn hấp thổ nạp, lam sắc quang điểm nhao nhao tràn vào vương trường sinh miệng mũi, dưới sự dẫn đường của hắn, chậm rãi hội tụ đến vùng đan điền, chuyển hóa làm pháp lực. Nửa khắc đồng hồ về sau, trong phòng lam sắc quang điểm toàn bộ tràn vào Vương Trường Sinh thể nội, Vương Trường Sinh cũng mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra vài phần vẻ mừng rỡ. Rốt cuộc luyện khí thất tầng, dựa theo cái này tốc độ tu luyện, cần phải có thể tại 30 tuổi phía trước tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, tự nhủ, hắn vốn là dừng lại tại lục tầng đỉnh phong, trước mấy ngày Vương Diệu Long đưa cho hắn một bình dưỡng khí đan, căn dặn hắn siêng năng tu luyện. Nếu không có dưỡng khí đan, không dùng đến 2 3 tháng, có huyền thủy ngọc bội phụ trợ, Vương Trường Sinh cảm thấy mình đồng dạng có thể tiến vào luyện khí thất tầng, dưỡng khí đan bất quá là nhường hắn sớm tiến vào luyện khí thất tầng mà thôi. Hắn phục dụng một bình dưỡng thần đan, thần thức tăng trưởng 1 phần 5, đương nhiên, đây là hắn tu vi tương đối thấp nguyên nhân, nếu là trúc cơ tu sĩ phục dụng một bình dưỡng thần đan, cũng sẽ không tăng trưởng nhiều như vậy thần thức. Thần trí của hắn vốn là so cùng giai tu sĩ cường đại, thần thức tăng trưởng 1 phần 5 về sau có thể đồng thời khống chế bốn kiện linh khí, khôi lỗi thú xem như một kiện linh khí, phải biết, đồng dạng luyện khí kỳ tu sĩ, nhiều lắm là đồng thời khống chế hai kiện linh khí, trừ cái đó ra, thần thức tăng trưởng về sau, hắn luyện chế khôi lỗi thú xác suất thành công có lẽ sẽ cao một chút. Nghĩ đến đây, hắn lập tức liền lấy ra vật liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế khôi lỗi thú, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Vương Minh Sán thanh âm vang lên theo, "Trường Sinh, ngưng hương trở về, nàng nói có chuyện tìm ngươi, ngươi thuận lợi" ra gặp một lần nàng đi, vương trường sinh thu hồi tất cả vật liệu luyện khí, mở cửa phòng đi ra ngoài. A, à, trường sinh, người tiến vào luyện khí thất tầng. vương minh sán phát hiện vương trường sinh khí tức cường đại một chút, hơi kinh ngạc nói: ừm, trước mấy ngày nhị thập ngũ thúc công cho ta một bình dưỡng khí đan, ta phục dụng về sau, may mắn đột phá. vương minh sán mặt lộ vẻ tán thành, cao hứng nói ra: không sai, tam ca nếu như biết ngươi tiến vào luyện khí thất tầng, khẳng định sẽ rất cao hứng ngưng hương tại hậu viện, người đi xuống đi. Đi vào hậu viện, vương trường sinh thấy được triệu ngưng hương cùng triệu ngọc đường. Triệu ngưng hương khắp khuôn mặt là tươi vui, triệu ngọc đường vẻ mặt tươi cười, nhìn hai người biểu lộ, cần phải tìm tới cuối cùng một loại linh vật. Trường sinh biểu ca, ta trở về, ta đã gom góp tất cả linh vật, đã nộp lên đi lên, ta hiện tại đã là dược vương cốc đệ tử. Triệu ngưng hương có phần hưng phấn nói, chúc mừng a, à, ngưng hương biểu muội, ngũ cứu công, di nãi nếu như biết, khẳng định sẽ rất cao hứng. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chân thành chúc mừng. Triệu Ngọc Đường cười cười, nói ra, nói đến, nếu không có ba con nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, chúng ta chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Diệu Long, đa tạ, sau khi trở về, ta nhất định sẽ cùng đại tỷ bẩm báo chuyện này. Triệu Ngưng Hương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ trong tay áo lấy ra nhất cái màu vàng túi chữ vật, đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói ra, Trường Sinh biểu ca, trong này có một đầu nhất giai thượng phẩm hổ gân cùng mấy cây 50 năm phần thanh phong trúc, tặng cho ngươi, nếu không phải ngươi đưa ta một con nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú, ta cũng sẽ không như thế thuận lợi tìm đến cuối cùng một loại linh vật. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Trong túi chữ vật có mấy cây dài hơn một trượng thanh sắc linh trúc, còn có một đầu thật dài hổ gân, phỏng đoán cẩn thận, những tài liệu này giá trị 300 khối linh thạch. Vậy xin đa tạ rồi, ngưng hương biểu muội Vương Trường Sinh cũng không khách khí, nhận những vật này có ơn tất báo hắn cảm thấy mình không có bang lầm người trường sinh để ăn mừng ngưng hương thành công bái nhập dược vương cốc nay tối giờ dậu ta tại tiên duyên các làm chủ người khả nhất định phải tới còn có diệu long các ngươi đều muốn tới vương diệu long mỉm cười gật đầu đáp ứng nhất định nhất định ngọc đường huynh chúng ta nhất định đến đúng giờ a à, trường sinh biểu ca người tiến vào luyện khí thất tầng triệu ngưng hương khẽ hồ lên một tiếng kinh ngạc nói Nghe lời này, Triệu Ngọc Đường cùng Vương Diệu Long nhao nhao hướng phía Vương Trường Sinh trông lại. Vương Diệu Long mặt mũi tràn đầy thích thú, nói liên tục ba chữ tốt, Triệu Ngọc Đường chỉ là nhẹ gật đầu, nói một câu không sai, thuộc thân thuộc viễn, bởi vậy có thể thấy được. Đây hết thảy, Vương Trường Sinh đều nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, mình phía trước trả thay Triệu Ngưng Hương nói tốt, hy vọng Vương Diệu Long giúp Triệu Ngưng Hương một tay, thế nhưng là khi hắn lấy được tiến bộ, vẫn là thân tộc hội phát ra từ nội tâm mừng thay cho hắn ngoại nhân nhiều lắm thì nói một câu lời hữu ích tại thời khắc này vương trường sinh cảm thấy mình rất ngu xuẩn hắn chân chính ý thức được thân tộc mới là hắn cần phải dựa sát vào đối tượng ngoại nhân thủy chung là ngoại nhân nói đến nếu không phải vương diệu long cho hắn một bình dưỡng khí đan hắn còn không có nhanh như vậy tiến vào luyện khí thất tầng nói chuyện phiếm vài câu triệu ngọc đường liền cáo từ mang theo triệu ngưng hương ly khai trường sinh hảo tiểu tử người xem như tiến vào luyện khí thất tầng Tứ ca cùng Minh Viễn nếu như biết việc này, bọn hắn khẳng định sẽ rất cao hứng. Vương Diệu Long tán dương, trong mắt tràn đầy tươi vui. Tôn Nhi có thể đi vào luyện khí thất tầng, còn may mà nhị thập ngũ thúc công đưa cho ta một bình dưỡng khí đan, nếu không ta còn không có nhanh như vậy tiến vào luyện khí thất tầng. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, đối Vương Diệu Long tràn đầy cảm kích. Tiểu tử ngốc, chúng ta đều họ Vương, thúc công ước gì ngươi tiến vào trúc cơ kỳ đây? Ngoại nhân coi như không nhất định, ngươi hiểu. Vương Diệu Long ý vị thâm trường nói. Vương Trường Sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, tôn nhi minh bạch, gia tộc mới là ta dựa vào, đồng tông đồng nguyên tộc nhân mới là ta cần phải trợ giúp đối tượng, cái khác nhân, không có lợi ích sự tình, kiên quyết không làm. Trẻ con là dễ dậy, Vương Diệu Long hài lòng nhẹ gật đầu, giờ dậu, Vương Diệu Long mang theo Vương Trường Sinh chờ mấy tên tộc nhân dự tiệc. Triệu Ngọc Đường hết sức cao hứng, uống không ít linh tử, sắc mặt đỏ lên, Triệu Ngưng Hương một bên dùng bữa, một bên mặt mày hớn hở cùng Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm. Nàng nói về mình tiến nhập Bách Hú Sơn mạch kinh lịch, Vương Trường Sinh nghe Triệu Ngưng Hương trần thuật, phảng phất tiếng lâm kỳ cảnh. Nhìn xem Triệu Ngưng Hương trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, Vương Trường Sinh trong lòng có phần mỏi như, Triệu Ngưng Hương niên kỷ so với hắn nhỏ, tu vi tựu cao hơn hắn, trở thành dược vương cốc đệ tử, ngày sau thành tựu sợ rằng sẽ cao hơn. Hiện tại có Huyền Thủy Ngọc bội phụ trợ, lại thêm đan dược, hắn tin tưởng mình sẽ không lạc hậu Triệu Ngưng Hương quá nhiều. Bữa cơm này ăn hơn hai canh giờ, Triệu Ngưng Hương bị kính không ít rượu, uống say như chết, Triệu Ngọc Đường nhường hai tên tộc nhân đỡ lấy nàng ly khai. Trở lại chỗ ở, Phương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên giường, luyện hóa trong đồ ăn ẩn chứa khổng lồ linh khí. Ban đêm, rất nhanh liền đi qua, chương 76 Tam Sắc Linh Lộc, Bách Thú Sơn Mạch Nam Bắc tung hoành hơn 5.000 dặm, Đông Tây dài hơn 3.000 dặm, hiểm sơn kỳ phong vô số kể, thảm thực vật rậm rạp, bởi vì sinh tồn lấy đại lượng yêu thú gọi tên Bách Thú Sơn Mạch bách thú sơn mạch linh khí dồi dào, sinh tồn thủ đoạn lấy vạn ký yêu thú, còn sinh trưởng lấy đại lượng linh dược, giống như nhất tòa không lên khóa bảo khố, hấp dẫn lấy vô số tu sĩ từ tống quốc các nơi chạy đến, liệp yêu tìm thuốc. Mỗi ngày có hàng trăm hàng ngàn tu tiên giả tiến nhập bách thú sơn mạch, bọn hắn hoặc săn giết yêu thú, hoặc tìm kiếm linh dược, nơi này tràn đầy nguy hiểm cùng cơ duyên, có nhân thành công, cũng có nhân thất bại. Người thành công sau khi trở về, hội hấp dẫn càng nhiều tu sĩ tiến nhập bách thú sơn mạch, trong đó không thiếu tự nhận thực lực hơn người tu sĩ. Bách thú sơn mạch chỗ sâu, một phiến rừng rậm, Lưu Nguyệt Dung ba người đi song song, thần sắc nhẹ nhóm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong rừng rậm trải rộng hơn 30 trượng cao đại thụ che trời, dưới chân cành khô lá vụn có hơn một xích cao, đại thụ cành lá chặn đại bộ phận dương quang, rừng rậm có phần âm u ẩm ướt. Lưu sư muội, Ngô sư huynh, chúng ta vẫn là không cần tiếp tục đi về phía trước, đường cũ trở về đi. Muốn thật gặp được tam gia yêu thú liền phiền toái. Nam cung thần hơi trần chờ mở miệng đề nghị, hư, không nghĩ tới người nhát gan như vậy, người nếu như sợ chết, mình trở về là được rồi, ta cùng lưu sư muội tiếp tục săn giết yêu thú, tốt như vậy phát tài cơ hội, người cũng sẽ không đem cầm, đáng đời ngươi dừng lại tại trúc cơ hai tầng. Ngô Thiên Hổ một mặt khinh thường, châm chọc nói, Ngô Thiên Hổ là một tên thể tu, có nhất định đấu pháp kinh nghiệm Nam Cung Thần cùng Lưu Nguyệt Dung mặc dù không có đấu pháp kinh nghiệp, nhưng là bọn hắn ngay từ đầu lựa chọn đối phó nhất giai yêu thú, nương tựa theo sắc bén pháp khí, nhất gia yêu thú căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, trong lúc đó đụng phải mấy cái nhị gia yêu thú, bất quá tại vài kiện pháp khí cùng mấy chương đại uy lực phù triện trước mặt, nhị gia yêu thú cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn tại bách thú sơn mạch bên ngoài du đã mấy ngày, diệt sát không ít nhất gia yêu thú, cũng thu thập được một nhóm nhất gia linh thảo, góp nhặt nhất định đấu pháp kinh nghiệm về sau. Nhất giai yêu thú cùng nhất giai linh thảo đã không thể đầy đủ bọn hắn tham lam, bọn hắn bắt đầu hướng phía sơn mạch chỗ sâu tiến lên đi qua mấy ngày cùng yêu thú chém giết, bọn hắn tổng kết ra một bộ đối phó yêu thú biện pháp. Ngô Thiên Hổ là thể tu, am hiểu cận chiến, Lưu Nguyệt Dung là kiếm tu, có thể khống chế phi kiếm cự ly xa đánh giết yêu thú, nam cung thần công pháp bình thường, tốt tại hắn có một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. Mỗi khi gặp được nhị gia yêu thú, nam cung thần phụ trách tế ra phòng ngự pháp khí, bảo hộ ba người an toàn, Lưu Nguyệt Dung khống chế phi kiếm cự ly xa diệt sát yêu thú, nếu như yêu thú xông lại, thì từ Ngô Thiên Hổ đối phó, nếu là Ngô Thiên Hổ vô pháp giải quyết, ba người thì đồng thời tế ra đại uy lực nhị giai phù triện. Nhị giai yêu thú căn bản không phải ba người bọn họ đối thủ, yêu thú đều không đụng tới bọn hắn một cái, chớ nói chi là tổn thương đến bọn hắn. Liên tục diệt sát mười mấy con nhị giai yêu thú về sau, Ngô Thiên Hổ cùng Lưu Nguyệt Dung lòng tin bạo dập, bọn hắn cảm thấy nhị giai yêu thú căn bản không có trưởng bối nói lợi hại như vậy, nhị giai yêu thú chính là thịt cá trên thất gỗ, mặc hắn nhóm xâm lược. Chỉ là mười mấy con nhị giai yêu thú liền để bọn hắn phát một món tiền nhỏ. Trước đó, bọn hắn cần đan dược, pháp khí, phù triện từ sư môn trưởng bối ban cho, hiện tại bọn hắn phát hiện mình có thể nhẹ nhõm kiếm được linh thạch, một loại cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Bọn hắn cảm thấy trưởng bối là nói chuyện giật gân, tu tiên giới căn bản không có trưởng bối nói nguy hiểm như vậy. Nam cung thần thực lực bình thường, trên thân quý giá nhất đồ vật chỉ là một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí, hắn tương đối nhát gan, hắn thấy săn giết yêu thú kiếm linh thạch ngu xuẩn nhất hành vi, hắn vị trí Nam Cung ra tại nhiều cái đại phường thị đều có cửa hàng, mua thấp bán cao, hàng năm đều có thể dẫy một số lớn linh thạch, căn bản không đáng cùng yêu thú liều mạng, mạng chỉ có một, sai lầm một lần liền không có, linh thạch không có có thể lại dẫy, mệnh không có liền rốt cuộc không có. Ngô Thiên Hổ phụ mẫu đều là dược vương cốc đệ tử, tư chất phổ thông, tuy nhiên hắn là dược vương cốc số lượng không nhiều thể thu, thế nhưng là hắn lấy được tài nguyên không phải rất nhiều, thể tu tiến dai so phổ thông tu sĩ khó nhiều, cần nhiều loại linh vật phụ trợ, cái này cần đại lượng linh thạch, hắn phát hiện nhị giai yêu thú căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, tự nhiên không nghĩ đến đây dừng tay. Lưu Nguyệt Dung là trưởng môn độc nữ, nàng kỳ thật cũng không thiếu linh thạch, bất quá nàng cần gì tài nguyên đều là cùng Lưu Hồng Quang yêu cầu, Lưu Hồng Quang hội hết sức đầy đủ nàng, căn dặn nàng tiết kiệm một chút dùng. Bây giờ nàng phát hiện mình có thể tùy tiện dẫy đến linh thạch, một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều dược vương cốc đệ tử bí mật nói nàng có thể trúc cơ đều dựa vào Lưu Hồng Quang, nàng muốn nói cho những cái kia nói xấu đồng môn, không có Lưu Hồng Quang, nàng đồng dạng có thể trúc cơ, chết tại nàng kiếm hạ yêu thú chính là chứng minh tốt nhất. Hừ, linh thạch lại nhiều, cũng phải có mệnh tiêu, coi như không có tam giai yêu thú, vạn nhất gặp được quần cư nhị giai yêu thú, vậy cũng đủ chúng ta uống một bình, Lưu Sư muội ta cảm thấy chúng ta vẫn là lập tức trở về tiên duyên thành đi thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày chúng ta có thể bình an vô sự thứ nhất là chúng ta pháp khí sắc bén phù triện uy lực lớn hay là chúng ta vận khí tốt không có gặp được quần cư nhị gia yêu thú tỉ như lang loại yêu thú nếu như bách thú sơn mạch yêu thú dễ dàng đối phó như vậy cái khác chúc cơ tu sĩ không có đến bách thú sơn mạch săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch a chẳng lẽ bọn hắn là kẻ ngu hay sao nam cung thần phủi một cái miệng khách quan phân tích nói cái này lưu nguyệt dung cảm thấy nam cung thần nói có đạo lý như nhị gia yêu thú dễ dàng đối phó như vậy cái khác chúc cơ tu sĩ sẽ không tới diệt sát a. À. đúng lúc này ngô thiên hổ la lớn lưu sư muội phía trước có hai cái nhị giai trung phẩm tam sắc linh lộc lưu nguyệt dung thuận ngô thiên hổ chỉ phương hướng nhìn lại tiền phương mấy trăm trượng mở bên ngoài trên đất bằng có hai cái cao khoảng một trượng trên lưng có tam sắc hoa văn linh lộc ngay tại uống nước bên hồ linh lộc một thân đều là bảo vật cái này hai cái nhị giai trung phẩm tam sắc linh lộc khẳng định giá trị không ít linh thạch, sống tam sắc linh lộc có thể bán đi giá tiền cao hơn. Nam cung thần nhíu mày, có chút bất mãn nói ra, muốn đi các người đi, ta hồi tiên duyên thành. Nam cung sư huynh, bắt lấy cái này hai cái tam sắc linh lộc, chúng ta lập tức trở về tiên duyên thành, như thế nào? Lưu Nguyệt Dung đôi mắt đẹp nhất truyền, cười mỉm đề nghị. Cái này tốt ra, nói xong, không cho phép đổi ý. Nam cung thần một chút do dự, đáp ứng. Hai cái nhị giai trung phẩm Tam sắc linh lộc đang ở trước mắt, đến miệng con vịt, không có lý do để nó bay. Bọn hắn cùng Tam sắc linh lộc ở giữa cách một mảng lớn lùm cây, bởi vì lùm cây ngăn cản, Tam sắc linh lộc lúc này mới không có phát hiện bọn hắn. Tam sắc linh lộc mười phần nhát gan, có chút gió thổi cỏ lay, bọn chúng liền sẽ chạy trốn tứ phía, bất quá loại này linh thú một thân đều là bảo vật, lộc giác lộc huyết có thể đem ra luyện chế đan dược, bị tu tiên giả quá độ săn giết, hiện tại đã rất ít nhìn thấy hoang dại Tam sắc linh lộc. Đi qua thảo luận, Nam Cung Thần cùng Lưu Nguyệt Dung các hướng trên thân đập một chương nhị giai hạ phẩm độn ảnh phù, chậm rãi hướng phía Tam Sắc Linh Lộc. Trên tay bọn họ có một loại tên là Khổn Yêu Tác Pháp Khí, có thể sống bắt Tam Sắc Linh Lộc, bất quá bọn hắn không thể cách Tam Sắc Linh Lộc quá xa, nếu không một tế suất khổn yêu tác, liền sẽ bị Tam Sắc Linh Lộc phát giác. Thập bộ, 20 bộ, 30 bộ, Nam Cung Thần cùng Lưu Nguyệt Dung thận trọng đi hướng hai cái Tam Sắc Linh Lộc, liền tại bọn hắn khoảng cách hai cái Tam Sắc Linh Lộc hơn trăm trượng thời điểm, một trận thanh phong đột nhiên từ Nam Cung Thần phía sau thổi tới. Nam Cung Thần thầm kêu không tốt, tam sắc linh lộc khứu giác 10 phần linh mẫn, mà hắn vừa rồi tại trong rừng rậm không cẩn thận dẫm lên yêu thú phân và nước tiểu, bị thanh phong như thế thổi, tam sắc linh lộc khẳng định hội người được. Lưu sư muội, động thủ. Nam Cung Thần hô lớn một tiếng, tế ra một đầu thanh sắc dây thừng, sử dụng pháp lực về sau, độn ảnh phù cũng liền mất hiệu lực. Chuyện đột nhiên xảy ra, tam sắc linh lộc căn bản không kịp phản ứng, thanh sắc dây thường như thiểm điện cuốn lấy một con tam sắc linh lộc tứ chi, cái này tam sắc linh lộc ngã trên mặt đất, không ngừng dẫy ruộng. Ban đầu nói xong càng đi về phía trước 30 bộ lại động thủ, Nam Cung Thần đột nhiên động thủ, Lưu Nguyệt Dung có phần xử trí không kịp đề phòng, động tác cũng chậm vỗ. Nhân cơ hội này, một cái khác tam sắc linh lộc tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng phía cách đó không xa một cái sơn cốc chạy tới. Tốc độ của nó cực nhanh, nhất cái chấp động ngay tại 4 năm trượng bên ngoài, Lưu Nguyệt Dung còn không có kịp phản ứng, một cái khác tam sắc linh lục tụ tiêu thất ở trong sân cốc. Lưu Nguyệt Dung đương nhiên sẽ không cam tâm, trong cơn tức giận, thi triển ngự phong thuật, đuổi theo. Ngô Thiên Hổ gặp tình hình này, không chút do dự đuổi theo. Nam Cung Thần một chút do dự, tế ra một con linh thú đại, đem tứ chi bị trói tam sắc linh lộc thu vào, đi theo đuổi theo. chương 77, tam giai yêu thú, tam sắc linh lộc tốc độ cực nhanh, Lưu Nguyệt Dung ba người thi triển ngự phong thuật, căn bản đuổi không kịp, bọn hắn muốn bắt sống tam sắc linh lộc bán chạy nhất cái giá cao một chén trả thời gian về sau tam sắc linh lộc chạy vào một mảng lớn cao cỡ một người trong bụi cỏ lưu nguyệt dung không chút do dự đuổi theo ngô thiên hổ cùng nam cung thần theo sát phía sau dậm dạp sau lùm cây mặt thì là nhất cái chật hẹp sơn cốc sơn cốc hai bên là dốc đứng vách đá nếu không phải tam sắc linh lộc hoảng hốt chạy bừa chạy vào trong bụi cỏ lưu nguyệt dung ba người cũng sẽ không phát hiện sơn cốc này sơn cốc cuối cùng là nhất mặt dốc đứng vách đá dưới vách đá có một vài trượng lớn nhỏ sơn động, tam sắc linh lộc không cần suy nghĩ, vọt thẳng tiến vào trong sơn động. Lưu Nguyệt Dung hơi trần chờ, ngọc thủ vỗ bên hông túi chữ vật, hai đạo thanh quang từ bên trong bay ra, rõ ràng là hai cỗ màu xanh nhạt hình người khôi lỗi thú. Đi, hai cái hình người khôi lỗi thú dưới sự chỉ huy của Lưu Nguyệt Dung, nhanh chân đi vào sơn động. Lưu Sư muội chúng ta vẫn là không nên đuổi đi. Vạn nhất trong sơn động có tam gia yêu thú, vậy thì phiền toái. Nam Cung Thần nhìn qua đen xì sơn động, đánh lên chống lui quân. Bọn hắn đã xâm nhập bách thú sơn mạch chỗ sâu, đến đây tiên duyên thành phía trước, trưởng bối dặn đi dặn lại, nhưng Nam Cung Thần tiến về không nên tiến vào bách thú sơn mạch. Nam Cung Thần tại bách thú sơn mạch trong ngây người mấy ngày, đã rất cho Lưu Nguyệt Dung mặt mũi. Hừ, đều đến lúc này mới nửa đường bỏ cuộc, động một chút lại đem tam gia yêu thú treo ở ngoài miệng, đồ hèn nhát, sợ chết ngươi liền trở về đi. Ngô Thiên Hổ một mặt khinh thường, cho mình thực hiện một đạo phòng ngự vòng bảo hộ, đuổi đi vào. Lưu Nguyệt Dung quay đầu quét Nam Cung Thần một chút, không nói gì, cho mình ra chỉ một đạo phòng ngự vòng bảo hộ, đi vào theo. Nam Cung Thần do dự một chút, cắn răng một cái, tế ra một viên lam sắc viên châu, thả ra một mảnh lam sắc hào quang, bao hắn lại, đi theo. Sơn động âm u ẩm ướt, bất quá ba người đều là trúc cơ tu sĩ, có thể thi triển linh mục thuật. Đột nhiên, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàn từ phía trước chuyển đến, Ngô Thiên Hổ ba người sắc mặt siết chặt, lập tức dừng bước. Ta đã nói rồi, phía trước nói không chừng có tam gia yêu thú, chúng ta vẫn là đi mau đi. Nam Cung Thần Hảo Tâm khuyên nhủ, nếu không phải muốn cho Lưu Nguyệt Dung lưu lại một cái ấn tượng tốt, hắn sớm đã đi. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm từ phía trước chuyển đến, nơi này tựa hồ là một con hổ yêu sào huyệt. Ngô Thiên Hổ cân nhắc lại lo, thấp giọng nói ra, Lưu Sư muội, ta đi xem một cái, nếu thật là tam gia yêu thú, chúng ta lập tức ly khai, nếu như không phải tam gia yêu thú, chúng ta liền đem yêu thú giết, sau đó lập tức trở về tiên duyên thành, như thế nào? Lưu Nguyệt Dung nghĩ nghĩ, đáp ứng, tay lấy ra nhị giai phù triện hỏa độn phù, chụp tại trên tay, tùy thời chuẩn bị bóp nát hỏa độn phù. Nam Cung Thần tay lấy ra nhị giai phù triện thổ độn phù, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng. Ngô Thiên Hổ tay lấy ra hỏa độn phù chụp tại trên tay, thận trọng đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn thấy được nhất cái cự đại thiên nhiên hang đá. Một con toàn thân hồng sắc, sau lưng mọc lên hai cánh cự hổ đang cùng Tam Sắc Linh Lộc kịch đấu, tại hang đá góc trái trên cùng, có một gốc cao hơn hai trượng thanh sắc cây đào, trên cây treo năm mai lớn chừng quả đấm quả. Phi Thiên Viêm Hổ, Thanh Thi Đào, Ngô Thiên Hổ mặt lộ vẻ vui mừng, Phi Thiên Viêm Hổ chỉ là nhị giai trung phẩm, ba người bọn họ có thể giải quyết. Biết được chỉ là một con nhị giai Phi Thiên Viêm Hổ, Lưu Nguyệt Dung nhẹ thở ra một hơi, thu hồi hỏa độn phù. Nam Cung Thần thở dài ra một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống đất. Năm mai trăm năm thanh ti đào, lại thêm hai cái nhị giai trung phẩm yêu thú, bọn hắn không có lý do không xuất thủ. Trước tiên nói rõ, giết cái này hai cái yêu thú, hái thanh ti đào, chúng ta lập tức trở về tiên duyên thành. Nam Cung Thần trịnh trọng nói, Lưu Nguyệt Dung gật đầu đáp ứng, Ngô Thiên Hổ gặp tình hình này, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ba người ở giữa phối hợp tương đối quen luyện, tam sắc linh lộc cùng phi thiên viêm hổ kịch đấu, bọn chúng đều vết thương trồng chất. Nam cung thần ném ra ngoài mấy viên trăm năm thiết gai hạt giống, hạt giống vừa rơi xuống đất, liền nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành mấy cái trải rộng gai nhọn bụi gai, như thiểm điện cuốn lấy tam sắc linh lộc tứ chi, về phần phi thiên viêm hổ, Lưu Nguyệt dung tế ra ba thanh lam quang lòe lòe phi kiếm, phối hợp Ngô Thiên hổ tế ra hai thanh màu vàng cự phủ, phi thiên viêm hổ không có chống đỡ chi lực. Nam cung thần tế ra một mai nhỏ bé phi châm thừa dịp phi thiên viêm hổ không chú ý, chọc mù nó một con mắt phi thiên viêm hổ phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, động tác chậm lại, ba thanh phi kiếm màu xanh lam cùng hai thanh màu vàng cự phủ xông lên, phi thiên viêm hổ ngã xuống trong vũng máu. Lưu Nguyệt Dung tế ra một con linh thú đại, thu hồi vết thương chồng chất tam sắc linh lộc, một thiên hổ phụ trách xử lý phi thiên viêm hổ thi thể, nam cung thần ngắt lấy thanh ti đào. A, à, cái này phi thiên viêm hổ nguyên lai like có thể, đáng tiếc không có thể chờ đợi đến ra đời ngày đó. Ngô Thiên Hổ tại Phi Thiên Viêm Hổ xưng phần bụng, phát hiện một con chưa ra đời con non. Con non còn chưa kịp xuất sinh, mẹ của nó tự chết tại Ngô Thiên Hổ cùng Lưu Nguyệt Dung trên tay. Nam Cung Thần ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng, thúc giục nói, đã nó có con non, nói rõ khẳng định còn có một con giống được phi thiên viêm hổ, nói không chừng là tam gia yêu thú, chúng ta vẫn là nhanh lên ly khai đi. Hừ, lại là tam gia yêu thú, ta đều nghe 800 lần, lỗ tai của ta đều khởi kén. Ngô Thiên Hổ châm chọc nói, một mặt khinh thường, Lưu Nguyệt Dung hướng phía bốn phía nhìn lại, nghi ngờ nói, nơi này linh khí, tựa hồ so bên ngoài rồi rào một chút. Nghe Lưu Nguyệt Dung kiểu nói này, Nam Cung Thần cùng Ngô Thiên Hổ cũng cảm thấy như vậy. Thanh ti đào trăm năm mới chín, linh khí cần cỗi địa phương tuyệt sẽ không mọc ra sung mãn thanh ti đào, nơi này nói không chừng sẽ có cái gì thiên địa linh vật. Lưu Nguyệt Dung vừa nói, một bên khống chế ba thanh phi kiếm màu xanh lam, hung hăng chảm tại trên vách đá. Ngô Thiên Hổ cũng khống chế hai thanh màu vàng cự phủ, chém vào tại trên vách đá có lẽ cái này khỏa thanh ti đào thụ sinh trưởng nhiều năm thời gian lâu dài hấp thu linh khí tự nhiên là đủ rồi chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi ta luôn cảm giác có chút bất an nam cung thần nhíu mày tìm nhất cái nhìn như lý do hợp lý thúc giục nói a à, nơi này thật sự có linh vật lưu nguyệt dung khẽ ồ lên một tiếng vui vẻ nói nàng khống chế ba thanh phi kiếm tại nhất mặt trên vách đá đánh xuống nhất khối to bằng cái thất màu vàng thạch đầu thạch đầu đầu côn có một ít màu ngà sữa thạch đầu, tản mát ra nhàn nhạt, nhạt linh khí. Đây là linh thạch khoáng, nơi này có một đầu linh thạch khoáng mạch, Lưu Nguyệt Dung tiến lên cẩn thận xem xét, hoảng sợ nói. Lưu Sư muội chúng ta cần phải lập tức trở về tiên duyên thành, báo cáo Trần Sư Huynh, nhưng hắn liên hệ Dương Sư Bá, chúng ta lập xuống công lớn, Dương Sư Bá khẳng định sẽ cực kỳ khen thưởng chúng ta. Nam Cung Thần con người đảo một vòng, đề nghị, người như thế biết nơi này có một đầu linh thạch khoáng mạch vạn nhất chỉ là có mấy khối linh thạch khoáng, nhưng Dương Sư Bá thật xa chạy tới tiên duyên thành, quấy rầy lão nhân ra ông ta tiềm tu, chẳng phải là chúng ta sai lầm. Ta cảm thấy chúng ta cần phải khảo sát rõ ràng, lại hồi báo cho Trần Sư Huynh cũng không muộn. Ngô Thiên Hổ muốn khai thác một chút linh thạch khoáng, nếu như báo cáo đi lên, linh thạch khoáng liền không có phần của hắn. Lưu Nguyệt Dung có phần động tâm, đúng lúc này, một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Bọn hắn thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp một con hình thể to lớn hồng sắc cửa hổ đứng tại hang đá lối vào chỗ, đôi mắt đỏ bừng nhìn qua bọn hắn. Tam tam gia yêu thú, nam cung thần chân đều dọa mềm nhũn, thật đúng là bị hắn nói chúng, bách thú sơn mạch thật sự có tam gia yêu thú, sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng không nguyện ý tiến nhập bách thú sơn mạch. Một cái khác phi thiên viêm hổ thi thể trả nằm trên mặt đất, nhìn thấy bạn lữ của mình bị nhân loại mở ngực mổ bụng, cái này tam giai phi thiên hổ mười phần phẫn nộ. chương 78 Công Thành nó mở ra huyết bồn đại khẩu giống lớn một tiếng một cỗ hồng sắc sóng âm quét sạch mà xuất hướng phía khoảng cách nó gần nhất lưu nguyệt dung quét sạch mà đi nghe được này âm thanh ba người đầu phảng phất bị người dùng kim đâm một cái thần thức bỗng nhiên kịch liệt đau nhức một cái không có thể làm ra cái gì phản ứng chờ bọn hắn kịp phản ứng hồng sắc sóng âm đã đến lưu nguyệt dung trước mặt lưu nguyệt dung ngọc dung đại biến tâm lập tức nâng lên cổ họng đúng lúc này lồng ngực của nàng bỗng nhiên sáng lên một trận lam quang Lam quang rõ ràng là nhất khối lam sắc ngọc bội, trên ngọc bội điêu khắc một con sinh động như thật ô quy. Ô quy phảng phất sống lại, há mồm phun ra một đạo lam quang, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam, bao lại Lưu Nguyệt Dung. Lưu Hồng Quang lão tới nữ, mười phần cương chiều Lưu Nguyệt Dung, Lưu Hồng Quang cầu dược phương cốc tu sĩ Kim Đan vì Lưu Nguyệt Dung luyện chế ra một kiện pháp khí hộ thân, một khi phát giác Lưu Nguyệt Dung gặp nguy hiểm, liền sẽ tự động hộ chủ, đây cũng là Lưu Nguyệt Dung dám xâm nhập Bách thú sơn mạch lực lượng không sắc sóng âm đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam thượng, màn ánh sáng màu xanh lam lập tức lõm xuống dưới, linh quang cuồng thiểm không thôi, quang mang ảm đạm xuống. lưu nguyệt dung lúc này cũng phản ứng lại, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt ngũ sắc linh quang, một đạo càng thêm dày đặc ngũ sắc linh cháo thiết thân nổi lên, hình thành đạo thứ hai vòng bảo hộ. ngoại trừ pháp khí hộ thân, trên người nàng chả mặc một bộ thượng phẩm pháp y ngũ quang giáp. màn ánh sáng màu xanh lam cuồng thiểm mấy lần, liền vỡ vụn rơi mất làm sắc ngọc bội cũng theo đó vỡ vụn. Hồng sắc sóng âm đánh vào ngũ sắc linh cháo phía trên, ngũ sắc linh cháo cuồng thiểm không thôi, quang mang ảm đạm xuống, hồng sắc sóng âm cũng tán loạn không thấy. Phi thiên viêm hổ đang muốn thi triển thủ đoạn khác, mười mấy khỏa thiết gai gieo trồng bay vụt mà đến, rơi vào bên cạnh của nó, hóa thành mười mấy đầu trải rộng gai nhọn bụi gai, cuốn lấy phi thiên viêm hổ tứ chi. Lưu sư muội đi mau, nam cung thần hô lớn một tiếng, vội vàng bóp nát một chương thổ độn phù, tại một trận hoàng quang bao khỏa bên trong, nhập lòng đất không thấy. Lưu Nguyệt Dung vội vàng lấy ra trong ngực hỏa độn phù, bóp mà nát, cả người hóa thành điểm điểm hồng quang tán loạn không thấy. Ngô Thiên Hổ cũng lấy ra hỏa độn phù, bất quá hắn còn chưa kịp bóp nát hỏa độn phù, một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Hắn cảm giác đầu bị kim đâm một cái, động tác trên tay trì trệ, một viên to lớn màu đỏ hỏa cầu bay vụt mà tới, hung hăng nện ở trên người hắn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên Hổ bị liệt diễm đốt không còn sót lại một chút cặn. Màu đỏ hỏa cầu cũng không là bình thường hỏa diễm, mà là phi thiên viêm hổ phun ra yêu hỏa, phi thiên viêm hổ vốn chính là hỏa thuộc tính yêu thú, tiến vào tam giai về sau, phun ra yêu hỏa hết sức lợi hại, tự nhiên không phải Ngô Thiên Hổ có thể ngăn cản. Phi thiên viêm hổ nhìn qua thê tử thi thể, phát ra một tiếng bi thương giống lên một tiếng, bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, cuốn lấy nó bụi gai bị đốt đứt. Dựa vào hang đá liên tục không ngừng tản ra linh khí, phi thiên viêm hổ lúc này mới có thể tiến vào tam giai, không nghĩ tới tại nó ra ngoài tìm tòi đồ ăn thời điểm, vợ con bị nhân loại giết chết. Nó muốn trả thù nhân loại, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Tam giai yêu thú tương đương với kim đan kỳ tu tiên giả, tuy nhiên chưa thể hóa hình, đã có được trí khôn nhất định. Ra khỏi sơn động, phi thiên viêm hổ hai cánh nhất triển, hướng phía bách thú sơn mạch chỗ càng sâu bay đi. Ngoài mấy chục dặm một vùng bình địa thượng, mặt đất một trận gập gành, nam cung thần từ lòng đất chui ra cũng không biết lưu sư muội cùng ngô thiên hổ thế nào được rồi mặc kệ bọn hắn tử đạo hiếu bất tử bần đạo vẫn là trở về tiên duyên thành quan trọng chỉ cần đem linh thạch khoáng tin tức báo lên chính là một cái công lớn nam cung thần tự nhủ phi thiên viêm hổ có thể phi hành nam cung thần không dám sử dụng phi hành pháp khí hắn thi triển ngự phong thuật hướng phía tiên duyên thành phương hướng chạy đi cũng không lâu lắm hắn tự tiêu thất tại minh mông trong núi lớn sau hai canh giờ bách thú sơn mạch bên trong vang lên từng đợt cỡ lớn yêu thú tiếng gầm gừ, đến hàng vạn mà tính yêu thú nhao nhao ly khai xào huyệt, hướng phía tiên duyên thành phóng đi. Tại bách thú sơn mạch trong săn giết yêu thú tu tiên giả phát hiện trước nhất dị thường, ngoại trừ cá biệt tu sĩ may mắn trốn qua một kiếp, đại bộ phận tu sĩ chết thảm tại yêu thú trong miệng. Vương Dương Minh năm nay 260 tuổi, hắn xuất thân lỗ châu khúc phụ quấn nhất cái thư hương thế gia, lỗ châu văn phong thịnh hành, triều đình ba thành lấy thượng quan viên xuất từ lỗ châu, Vương Dương Minh 3 tuổi vỡ lòng, 5 tuổi liền có thể đọc thuộc lòng Tam tự kinh, bách gia tính cùng Thiên tự văn, 7 tuổi có thể đem tống từ 300 bài đọc ngược như chảy, được vinh dự thần đồng. 10 tuổi năm đó, Vương Dương Minh theo cha thân bái phỏng Thanh Sơn thư viện viện trưởng Lưu Thanh thư, Lưu Thanh thư là Bạch Lộc thư viện một tên đệ tử chấp sự, hắn phát hiện Vương Dương Minh có được linh căn, trên người hạo nhiên chi khí 10 phần nồng hậu dày đặc, Lưu Thanh thư đạt được Vương Dương Minh đồng ý của phụ thân, đem nó dẫn vào Bạch Lộc thư viện. Bạch Lộc thư viện để tử tu luyện công pháp phần lớn cần hạo nhiên chi khí phụ trợ, Vương Dương Minh trên người hạo nhiên chi khí 10 phần nồng hậu dày đặc, tu luyện nho môn công pháp làm ít công to, nhập môn 8 năm, Vương Dương Minh liền thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ, 65 tuổi kết đan, bây giờ đã là kết đan 3 tầng, phụ trách tỏa trấn tiên duyên thành, là tiên duyên thành duy nhất một vị tiên duyên thành. Vương Dương Minh tại tiên duyên thành ngây người trên trăm năm, chưa hề phát sinh qua bất luận cái gì đại sự, hắn có thể ở tại mật thất, chuyên tâm tu luyện một ngày này một đạo truyền âm phù bay vào vương dương minh bế quan trong mật thất vương dương minh tựa hồ cảm ứng được cái gì mở hai mắt ra đem truyền âm phù thu hút trong tay bóp mà nát một đạo hốt hoảng thanh âm nam tử vang lên vương sư thúc việc lớn không tốt tiên duyên thành ra ngoài hiện đại lượng yêu thú số lượng lấy vạn mà tính toán nghe lời này vương dương minh cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn tọa trấn tiên duyên thành trên trăm năm chả chưa hề xuất hiện qua yêu thú công thành sự tình hắn không dám thất lễ vội vàng ly khai mật thất cũng không lâu lắm vương dương minh tự xuất hiện tại tiên duyên thành trên tường thành lúc này tiên duyên thành cửa thành đóng chặt trên tường thành tụ tập trên trăm danh tứ tông đệ tử mỗi người sắc mặt đều rất ngưng trọng vương dương minh có thể thấy rõ ràng đến hàng vạn mà tính yêu thú đang từ tiên duyên thành bốn phương tám hướng vào tới mục tiêu trực chỉ tiên duyên thành lý sư điệt chuyện gì xảy ra tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú công thành vương dương minh mặt âm trầm xong một tên mi thanh mục tú lam sam nho sinh hỏi đệ tử cũng không rõ ràng những này yêu thú không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên từ bách thú sơn mạch bên trong lao ra vương sư thúc nhanh hướng tông nội cầu viện đi lam sam nho sinh lộ ra một trương mặt khổ qua trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng hàng vạn con yêu thú đầy đủ san bằng tiên duyên thành Hừ, có thể khu xử nhiều như vậy yêu thú công thành phía sau khẳng định có tam gia yêu thú tam gia yêu thú đã có nhất định linh trí vô duyên vô cớ Tam giai yêu thú sẽ không chủ động tiến công tu tiên giả, khẳng định là có nhân chọc giận bọn chúng, lập tức khởi động cửu cung bát quái trận, lập tức đem tiên duyên thành nội luyện khí ngũ tầng lấy thượng tu sĩ tổ chức, đến trên tường thành thủ thành, ngồi nhìn nhiều như vậy yêu thú công thành, tứ giai phòng ngự trận pháp cũng ngăn cản không nổi. Mặt khác, thu thập tử bảo linh khí, pháp khí, đại uy lực phù triện, trận pháp, tóm lại, có thể sát thương yêu thú đồ vật, toàn diện thu thập lại, sau đó lại cho cùng chủ quán đền bù, kháng lệnh bất phân giả, giết không tha. Mặt khác, vận dụng tam giai đưa tin trận, thông chi tứ đại tông môn, để bọn hắn phái tu sĩ kim đan đến đây, tiên duyên thành chỉ có lão phu một vị tu sĩ kim đan, có thể thủ không ở bao lâu. Vương Dương Minh không chút hoang mang, ban bố mấy đầu mệnh lệnh. Là, Vương Sư Thúc, làm sam nho sinh lĩnh mệnh mà đi, mang theo mười mấy danh đồng môn đi xuống tường thành. Vương Trường sinh ngay tại trong phòng luyện chế khôi lỗi thú, thần thức tăng trưởng về sau, hắn luyện chế khôi lỗi thú xác suất thành công quả nhiên tăng cao hơn một chút làm khôi lỗi thú hấp thu yêu thú tinh hồn về sau, cái này nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú tự luyện chế thành công. Hắn thu hồi khôi lỗi thú, mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú mười phần quý hiếm, bày ở kệ hàng thượng rất nhanh liền bán đi. Làm vương trường sinh đi vào dưới lầu, một tên vinh váo tự đắc nam tử trung niên cũng đang đi tiến đến. Tất cả mọi người nghe, yêu thú công thành, luyện khí ngũ tầng lấy thượng tu sĩ, toàn bộ đến thành tây chờ lệnh, kháng lệnh bất tuân giả, giết không tha nam tử trung niên trên tay cầm lấy một quyển sách, cao giọng hô. Yêu thú công thành, êm đẹp, yêu thú làm sao lại công thành đây? Vương Diệu Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thận trọng hỏi. Nam tử trung niên bạch Vương Diệu Long một chút, tức giận nói ra, người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Mau đưa trong tiệm tất cả mọi người kêu đi ra, dám can đảm giấu đi, một khi phát hiện, trực tiếp đánh giết, vượt sự cửa hàng lập tức đóng cửa, vượt sự gia tộc không cho phép tại tiên duyên thành nội mở tiệm, còn có, trong tiệm đại huy lực linh khí, khôi lỗi thú, toàn bộ trưng dụng, sau đó lại cho cùng đền bù. Nghe lời này, Vương Diệu Long không dám thất lễ, vội vàng đem trong tiệm hết thảy tu sĩ kêu lên. Nam tử trung niên đem trong tiệm tất cả mọi người tính danh tuổi tác quê quán đều đăng ký xuống tới, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Sán đều bị chiêu mộ. "Tốt, hai người các ngươi lập tức chạy tới Thành Tây, đến lúc đó hội điểm danh, nếu như các ngươi không đi, nghiêm trị không tha." Thanh Liên Vương ra cửa hàng toàn bộ đóng cửa, không cho phép các ngươi tại Tiên Duyên Thành làm ăn. Nam tử trung niên lạnh lùng vứt xuống một câu, quay người ly khai, tiến về tiếp theo gian cửa hàng. chương 79, thủ thành nhất, làm sao lại đột nhiên có yêu thú công thành đây? Ta tại tiên duyên thành ngây người như thế, chưa nghe nói qua yêu thú công thành, kỳ quái. Vương Diệu Long cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lúc này, Vương Minh Chiến đi đến, nhìn thấy Vương Diệu Long trên mặt vẻ u sầu, xông Vương Minh Sán cùng Vương Trường Sinh hỏi, thập nhất đệ, Trường Sinh, các người cũng bị chiêu mộ. Vương Minh Sán nhẹ gật đầu nói ra chúng ta phải lập tức chạy tới thành Tây. Lục Ca, người cũng bị chiêu mộ rồi. Ta cũng muốn chạy tới thành Tây, chúng ta cùng lên đường đi. Trường Sinh đánh nhau thời điểm, người không nên cách ta nhóm quá xa, chúng ta tốt bảo hộ ngươi. Biết. Lục Thúc ba người đến thành Tây, phát hiện thành Tây đã tụ tập mấy trăm tên tu tiên giả, có luyện khí kỳ cũng có trúc cơ kỳ, lấy luyện khí kỳ chiếm đa số. Một tên bạch lộc thư viện trúc cơ tu sĩ đứng tại đám người tiền phương ngay tại lớn tiếng nói gì đó. Yêu thú công thành, phụng vương sư thúc mệnh lệnh, tổ chức thành nội tu tiên giả ngăn cản yêu thú, sau đó căn cứ công lao lớn nhỏ, cấp cho khen thưởng, các ngươi đều muốn dùng sức đối phó yêu thú, nếu như thành phá, đều không có quả ngon để ăn, để cho tiện quản lý, chia làm nhiều cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội trưởng là trúc cơ tu sĩ, sắp đặt phó đội trưởng một tên, một tiểu đội hạ hạt 20 danh luyện khí kỳ tu sĩ, hiện tại bắt đầu điểm danh, gọi đến tên đi nhanh một chút đi lên, Cửu cung bát quái trận có thể chống đỡ ngăn không được thời gian quá dài. Lục Ly, Trần Lực, Vương Trường Sinh ba người đến từ cùng một gia tộc, bị phân phối đến đồng nhất tiểu đội. Đội trưởng là Thanh Dương Tông đệ tử, họ Lục Danh Càn, có trúc cơ hai tầng tu vi, phó đội trưởng là Uông Như Yên, luyện khí bát tầng. Ngoại trừ Uông Như Yên, còn có bốn tên uông gia tử đệ, còn lại 12 tên luyện khí kỳ tu sĩ, năm người xuất từ cùng một cái họ Hoàng tu tiên gia tộc, bảy người là tán tu. Tại Lục Càn dẫn đầu dưới vương trường sinh một đoàn người đi tới trên tường thành lúc này yêu thú đã đi tới dưới thành nhất cái cự đại hai màu màn sáng đem chọn tòa tiên duyên thành móc ngược ở bên trong lục địa yêu thú phóng thích pháp thuật công kích hai màu màn sáng hỏa cầu thủy tiễn thổ truy phong nhận các loại số lượng đông đảo yêu cầm từ trên cao đáp xuống hoặc dùng móng vuốt hoặc phóng thích pháp thuật đánh hai màu màn sáng lắc lư không thôi năm người một tổ tập kích công kích một con yêu thú tận khả năng chọn lựa lực công kích khá lớn yêu thú để tránh bọn chúng đối hộ thành trận pháp tạo thành tổn thương lớn hơn. Vương Trường sinh ba người cùng hai tên tán tu vì một tổ, tổ trưởng là Vương Minh Chiến. Ngoài thành yêu thú đến hàng vạn mà tính, nếu là bị yêu thú công phá trận pháp, bọn hắn đầu tiên gặp nạn, bởi vậy bọn hắn không dám lưu thủ. Vương Trường sinh tế ra kim tiền kiếm, dưới sự chỉ huy của Vương Minh Chiến, công kích một con nhất giai thượng phẩm yêu báo. Cái này yêu báo dài đến hai trượng, cao hơn một trượng, sinh ra hai cái đầu, có thể miệng phun phong nhận công kích trận pháp. Năm kiện linh khí chém vào tại yêu báo trên thân, ngay cả bề ngoài của hắn đều không thể cắt vỡ. Vương Minh Chiến năm người tế ra linh khí phẩm chất độ chênh lệch, tốt nhất bất quá là một kiện thượng phẩm linh khí. Một trận dồn dập tiếng tỷ bà vang lên, hơn 10 đạo dài nửa trượng thanh sắc phong nhận bắn ra, đem một con cao cỡ một người màu vàng cự thử chém thành thịt nát. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, quay đầu hướng phía bên người nhìn lại. Uông Như Yên trên tay ôm một thanh linh quang lòe lòe thanh sắc tỷ bà, ngón tay ngọc xẹt qua tỷ bà dây cung, một trận dồn dập tiếng tỷ bà vang lên, hơn 10 đạo dài nửa trượng thanh sắc phong nhận liền từ thanh sắc tỷ bà thượng bắn ra, đem một con hình thể to lớn hắc sắc chưa yêu chém thành mấy khúc. Nhìn thấy Uông Như Yên lợi hại như vậy, Vương Trường Sinh lên lòng háo thắng, muốn lấy ra đại uy lực linh khí, lại bị Vương Minh Chiến ngăn trở. Yêu thú hiện tại thế công rất mạnh, tận lực không cần sử dụng linh khí, sử dụng pháp thuật đi. Vương Minh Chiến một nhắc nhở, Vương Trường Sinh phát hiện kim tiền kiếm quang mang ảm đạm, lung la lung lay. Tu tiên giả khống chế linh khí, pháp khí công kích yêu thú, yêu thú phóng thích pháp thuật hoặc là nọc độc công kích linh khí, pháp khí, không ít tu tiên giả linh khí pháp khí lọt vào tổn thất, riêng lẻ vài người vũ khí bị yêu thú hủy đi, một chút tinh minh tu sĩ thậm chí thu hồi pháp khí linh khí, thi triển pháp thuật công kích yêu thú. Tuy nhiên bọn hắn đại bộ phận thi pháp tốc độ không nhanh, tốt tại hai màu màn sáng đầy đủ kiên cố, một lát, yêu thú công không phá được cửu cung bát quái trận phòng ngự. Vương Trường Sinh thu hồi kim tiền kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, đại lượng lam sắc quang điểm trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một mai dài nửa trượng óng ánh băng chùy, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Đi, óng ánh băng chùy nương theo lấy Vương Trường Sinh một tiếng quát nhẹ, bắn ra, đánh vào yêu báo trên đầu. Băng chùy tuy nhiên chưa thể xuyên thủng yêu báo đầu, bất quá băng chùy bổ sung hàn ý, để nó phản ứng chậm nửa nhịp. Nhân cơ hội này, vài kiện linh khí xông lên, đem nó đầu đánh cho nhão nhoẹt. Vương trường sinh pháp quyết nhất biến, liên tục gảy 10 ngón tay, mấy đạo bạch quang từ hắn trên tay bắn ra, lóe lên liền biến mất rơi vào một con hình thể to lớn hồng sắc sư tử dưới chân. Cái này liệt hỏa sư không ngừng phóng xuất ra hỏa cầu, nện ở hai màu màn sáng phía trên. Bốn đạo bạch quang lóe lên liền biến mất chui vào liệt hỏa sư dưới chân, hóa thành nhất tầng thật dày tầng băng, đông cứng tứ chi của nó. Một cánh cửa tấm lớn nhỏ cự hình phong nhận bay vụt mà tới, chạm tại liệt hỏa sư trên lưng, tại hắn trên lưng lưu lại một đạo thật dài vết máu, vài kiện linh quang lòe lòe linh khí bay vụt mà tới, thuận liệt hỏa sư trên lưng vết thương, đem nó mở ngực mổ bụng. Vương Trường Sinh pháp quyết lại nhất biến, đại lượng lam sắc quang điểm trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa màu trắng đám mây. Đi, màu trắng đám mây hướng phía yêu thú đỉnh đầu bay đi, đến yêu thú đỉnh đầu về sau, màu trắng đám mây quay cuồng một hồi phun trào, diện tích phát triển mấy chục lần, biến thành nhất khối cự hình đám mây. Mưa tới, nương theo lấy vương trường sinh một tiếng quát nhẹ, cự hình đám mây một trận kịch liệt lăn lộn phun trào, hạt mưa lớn chừng hạt đậu chiếu nghiêng xuống. Nước mưa làm ướt mặt đất, mười mấy con yêu thú thân thể bị nước mưa dính ướt. Theo thời gian trôi qua, mặt đất xuất hiện 10 cái vũng nước động, mặt đất ẩm ướt cộc cộc. Vương trường sinh pháp quyết lại nhất biến, liên tục gảy 10 ngón tay, một đạo lại một đạo bạch quang bắn ra, chui vào ẩm ướt cộc cộc mặt đất không thấy. Mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra, mấy cái yêu thú bị tầng băng đông cứng tứ chi, không thể động đậy, thậm chí trên thân cũng bao trùm nhất tầng thật mỏng tầng băng. Vương Trường Sinh trở lại Thanh Liên Sơn về sau, chiếu khán linh điền 2 năm, hắn mỗi ngày rút suốt nửa canh giờ, lại đem hai môn sơ cấp pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn, có thể thuấn phát pháp thuật. Mọi người đều biết, hỏa hệ pháp thuật là ngũ hành trong pháp thuật lực công kích lớn nhất, thủy hệ pháp thuật càng nhiều là làm phụ trợ. Vương Trường Sinh không có hỏa linh căn, đành phải nhiều tu luyện mấy môn thủy hệ pháp thuật, hắn tin tưởng chỉ cần vận dụng thật tốt, bất kỳ cái gì pháp thuật đều có thể phát huy uy lực to lớn. Thừa dịp mấy cái yêu thú bị tầng băng đông cứng tứ chi, Vương Minh chiến chờ người vội vàng khống chế linh khí, tập kích công kích tứ chi bị tầng băng đông cứng yêu thú. Uông Như Yên mấy người cũng bắt lấy cơ hội này, tập kích công kích. Rất nhanh, bị tầng băng đông cứng tứ chi yêu thú nhau nhau ngã xuống đất. Cái khác yêu thú mặc dù không có bị tầng băng đông cứng tứ chi bất quá băng hệ pháp thuật bổ sung hàn khí để bọn chúng cảm thấy khó chịu đặc biệt là hỏa hệ yêu thú bọn chúng đặc biệt chán ghét thủy hệ băng hệ pháp thuật thuấn phát pháp thuật đạo hữu vậy mà đem mấy môn sơ cấp pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn cũng là hiếm có uông như yên đôi mắt đẹp trong lướt qua vài phần vẻ kinh ngạc khẽ cười nói tại hạ chỉ là phụ trợ mà thôi săn giết yêu thú vẫn là muốn dựa vào đạo hữu khác vương trường sinh khiêm tốn nói cái này pháp tử đối phó nhất gia yêu thú vẫn còn Đối phó nhị giai yêu thú cũng không có gì dùng. Không tốt, một đội yêu cầm đến đây, đừng cho bọn chúng công kích trận pháp. Lục Càn thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngữ khí có phần gấp rút.